U Mộng cô nương, ca ca người đâu? Hắn rất cố gắng tu luyện, bây giờ đã là linh hồn cảnh thất trọng thiên rồi. U Mộng lộ ra mấy phần nụ cười thản nhiên, phần nụ cười này, chân thành lại vui mừng. Nàng kiếm được tiền đều cho ca ca, nàng nhận được lễ vật cũng đều đổi thành đan dược, đưa cho ca ca. Ca ca đang liều mạng tu luyện, hết khả năng tăng lên cảnh giới. Bởi vì, Hồng Quán đã đồng ý với bọn hắn, chỉ cần có thể đạt tới linh hồn cảnh đỉnh phong liền có thể cho bọn hắn 10 ngày tự do, cho phép bọn hắn về quê nhà nhìn. Đây là lý do bọn hắn sống. Dù là chỉ là nhìn một chút, hắn không ở tại Hồng Quán. Khương Phàm không có cảm nhận được niết bàn thạch khác. Hắn không thể gặp ta ở chỗ này, một mực phụ trách một ít hành động đặc thù ở phía ngoài Hồng Quán, rất ít khi trở về. Khương Phàm trịnh trọng cam đoan với U Mộng. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi chuộc thân, mang ngươi rời khỏi nơi này. Vậy ta cảm ơn công tử trước. U Mộng lau đi nước mắt, lộ ra sáng rỡ nụ cười, lại nhốt mình vào trong mộng. Mang đi, ha ha, lời tâm tình mỹ diệu cỡ nào, đau đả thương người cỡ nào. Khương Phàm đứng lên nói. Ta, có thể đụng niết bàn thạch chút không? Xin cứ tự nhiên. U Mộng cầm lấy ngọc thạch. Khương Phàm nắm chặt ngọc thạch, định thần cảm nhận. Đây đúng là niết bàn thạch hắn để lại, rất có thể vẫn còn lưu lại lần thứ hai bên trong, ba lần, lúc ấy người được chia tương đối nhiều, người thật sự dùng cũng rất ít, đa số đều là giữ làm kỷ niệm. Thực sự không dễ phán đoán miếng này là từ ai truyền xuống. Nhưng không thể phủ nhận, trong này còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn, chỉ là đã bị phong ấn. Cô nương hãy ở lại nơi này trước. Khương Phàm buông xuống mảnh vỡ niết bàn thạch, không có mạo hiểm. U Mộng vỗ vỗ đùi mình. Công tử đi nằm một lát chứ? Không cần, ta cáo từ trước, trong vòng 10 ngày, ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Ta sẽ chờ. U Mộng cười nói. Khương Phàm biết nàng không tin, nhưng cũng không nói nhiều, đẩy cửa rời khỏi U Mộng các. Sau khi Khương Phàm rời khỏi, U Mộng từ trên giường xuống tới, bàn chân trơn bóng xinh đẹp dẫm lên mặt đất, gót sen uyển chuyển, cử chỉ ưu nhã. Nàng cầm lấy đan dược đầy bàn, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ca ca làm nhiệm vụ rất lâu, sắp trở về rồi nhỉ. Nhìn thấy những đan dược này, hẳn là sẽ rất vui mừng. Khương Phàm rời khỏi Hồng Quán, đi tới trong ngõ hẻm gần đó. Hắc hắc, lần đầu tiên, có chút nhanh đó. Tiểu hồ ly trêu ghẹo. Thế nào? Dạ An Nhiên chú ý tới sắc mặt Khương Phàm rất kém. Niết bàn thạch là mồi nhử. Khương Phàm sau khi giới thiệu cặn kẽ tình huống, trầm ngâm nói. Có hai khả năng, cái đầu tiên, đám người thần bí kia không biết bí mật thật sự của niết bàn thạch, chỉ coi là bảo bối đặc biệt, dùng để hấp dẫn những người liên quan tới đôi phụ tử kia những. Cái thứ hai, Dạ An Nhiên nhìn sắc mặt Khương Phàm dần dần khó nhìn lên. Ngươi hoài nghi là nhân gian ngục. Khương Phàm lắc đầu. Ta không muốn hoài nghi, nhưng thật có loại khả năng kia. Nếu như Thiệu Thanh Duẫn còn sống, hẳn là có thể ngờ tới ta sẽ trùng sinh, niết bàn thạch là mồi nhử hấp dẫn ta tốt nhất. Nếu thật là Thiệu Thanh Duẫn, người đụng niết bàn thạch liền có khả năng bại lộ, người còn muốn cứu nàng sao? Cứu, mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều là bởi vì niết bàn thạch nên mới gặp bi kịch như thế này, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng phía sau Hồng Quán là Bá Vương Phủ. Tìm Hung Linh Hầu Phủ hỗ trợ. Khương Phàm thở sâu, bình phục lại tâm tình. Đi bái phòng Hung Linh Hầu trước. Bọn hắn đi qua con đường náo nhiệt, đi tới, khu thứ ba của chiến quốc. Càng đi lên phía trước, bầu không khí càng là náo nhiệt. Lại thắng, trận thứ sáu, Tiểu Hầu ra đại thắng. Ba vị thánh phẩm linh văn, tất cả đều là bát trọng thiên đỉnh phong, còn giống như đã ăn thuốc kích phát tiềm lực, đều bị Tiểu Hầu ra đánh xuống. Nơi đó truyền đến tin tức. Nghe nói Tiểu Hầu gia đều không có thi triển toàn lực. Quá mạnh. Tiểu Hầu gia lúc ấy còn đổi quy tắc, có thể tiếp nhận đồng cấp khiêu chiến từ 2 vị trở lên đến 5 vị trở xuống, còn có thể tiếp nhận cửu trọng thiên khiêu chiến, tương đương với công khai biểu thị đồng cấp đã vô địch, rất nhiều người còn không phục, bây giờ không sai biệt lắm nên ngậm miệng đi. Cùng kỳ huyết viêm, mạnh hơn sát lục huyết viêm, chỉ mỗi luồng sát khí này đã liền có thể mang đến cho người khiêu chiến áp bách to lớn. Tiểu Hầu gia cường thế như vậy, Bá Vương Phủ nơi đó hẳn là ngồi không yên đi. Bá Vương Phủ, Thương Linh Hầu Phủ, Lôi Linh Hầu Phủ đều ngồi không yên. Hình như bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị.
Ta đoán chừng mấy ngày nữa, hẳn là sẽ liên thủ lên đài. Những người trước đó khiêu chiến tiểu hầu gia đều thất bại, bây giờ đã sửa lại quy tắc, chính là cơ hội tốt. Khương Phàm đi đến trung tâm quảng trường thành khu thứ ba, xa xa đã thấy bầu trời treo cao một tòa tụ bảo bồn cỡ lớn. Mặt ngoài sáng long lanh, bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, để đó số lượng lớn vũ khí cùng đan dược. Phía dưới tụ bảo bồn là thiên lôi đài đột ngột ở trên đường. Cao tới 800 mét, rộng chừng 5.000 mét, xung quanh lôi tràng phân tán 18 cây cột đá, hình thành bình chướng bảo vệ. Giờ khắc này, mấy vạn người đang tụ tập ở đây, kích động nghị luận. Khương Phàm đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thì ra là con trai thứ 8 của Hung Linh Hầu, Triệu Thế Hùng rất nhiều năm trước đã bày xuống lôi đài ngay ở chỗ này, khiêu chiến anh hào thiên hạ. Ai muốn khởi xướng khiêu chiến, nhất định phải xuất ra phần thưởng ra dáng đưa tới bên trong thưởng trì. Nếu như thua, đồ ở lại thưởng trì bên trong. Nếu như thắng, toàn bộ đồ bên trong thưởng trì sẽ bị mang đi. Tiêu chuẩn thắng thua chỉ là để đối thủ bị thương thổ huyết. Lôi đài là do Triệu Thế Hùng đứng lên từ 5 năm trước, người lên đài trước sau đã tới hơn 100 người, kết quả không có bất kỳ người nào làm hắn bị thương được, bảo bối bên trong thưởng trì càng tụ càng nhiều, danh xứng với thực, tụ bảo bồn. Kỳ thật từ sau khi Triệu Thế Hùng khi tiến vào bát trọng thiên liền đã không có người nào lại khiêu chiến, cho đến một thời gian trước, Hung Linh Hầu Phủ đột nhiên tuyên bố thay đổi quy tắc. Lôi đài lần nữa trở thành tiêu điểm của thành khu thứ ba. Bá Vương Phủ, Thương Linh Hầu Phủ, Lôi Linh Hầu Phủ còn không có hành động sao? Bọn hắn bị Triệu Thế Hùng đè ép nhiều năm như vậy, bây giờ lại là cơ hội tốt. Đây rốt cuộc có phải là cơ hội hay không, còn khó nói. Nếu như bọn hắn thật liên thủ lên đài, liền mang ý nghĩa tán thành Triệu Thế Hùng thật sự là vô địch đồng cấp, mặt mũi trải không qua được. Nói thì nói như thế, nhưng nếu như Triệu Thế Hùng thua, hình tượng bất bại vẫn nhận nhiều ảnh hưởng. Huống chi, bảo bối bên trong thưởng chỉ quá mê người. Đám người bạo động, đang mong đợi những cường giả bá vương phủ kia có thể ra mặt khiêu chiến. Khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Trên diễn võ trường, một vị nam tử hùng tráng uy mãnh phách lối hô to. Còn khiêu chiến không, trước đó một đối một, các ngươi đánh không lại, bây giờ nới lỏng điều kiện cho các ngươi còn không được. Bên trong bá vương chiến quốc tất cả đều là phế vật sao. Hôm nay thất gia ta tâm tình tốt, lại cho các ngươi buông ra điều kiện, không cần đặt bảo bối vào tụ bảo bồn, liền có thể lên đài khiêu chiến. Nhanh đi, chỉ hạn hôm nay. Đến đây, đến năm bát trọng thiên. Phía dưới không có bát trọng thiên sao? Hay là tất cả bát trọng thiên đều là kém cỏi? Vậy cửu trọng thiên lên đi. Đến đây. Nam tử hô to gọi bậy, cười to phách lối. Đám người ở dưới đài giống như đều đã quen rồi, cũng không có coi là gì, tiếp tục kích động nghị luận, chờ đợi người khiêu chiến. Triệu Thế Võ. Khương Phàm từ người bên cạnh biết được thân phận nam tử. Là hài tử thứ bảy của Hung Linh Hầu, Triệu Thời Việt. Linh văn chỉ là tam phẩm, so với phế vật cũng không có gì khác biệt, nhưng hắn trên có Hung Linh Hầu, dưới có tiểu hầu gia, trên dưới đều là kiêu ngạo, cho nên hắn sống vô cùng phóng khoáng, trong bá vương chiến quốc này cũng không có mấy người dám cầm linh văn nói chuyện. Tiểu hồ ly nằm nhoài trên đầu Khương Phàm, như tên trộm mà hỏi. Ta có một vấn đề không quá thành thục, muốn thỉnh giáo Khương Phàm ca ca. Khương Phàm cho hắn ngừng lại. Nếu không thành thục, vậy thì lại dưỡng tiếp đi. Tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn Dạ An Nhiên. Vậy ta hỏi An Nhiên muội muội, nói theo một ý nghĩa nào đó, mấy hài tử Triệu gia kia có tính là hài tử của Khương Phàm không? Dạ An Nhiên khẽ giật mình, vấn đề này giống như có chút thâm ảo thật. Khương Phàm lắc đầu, liền biết cái tên này không nói ra được lời nào đàng hoàng. Có tính không? Tiểu hồ ly mặc kệ sắc mặt Khương Phàm, tiếp tục kích thích. Không tính. Dạ An Nhiên lắc đầu. Dựa theo như các ngươi nói, kim thai đều là từ trên thân tiền thế bóc xuống, tương đương với đồng căn đồng nguyên. Khương Phàm mặc dù là thân thể chuyển thế chân chính, nhưng những người khác nói như thế nào đi nữa cũng coi như là cùng một phân thân mà. Phân thân sinh hài tử, cũng là có liên quan máu mủ cùng Khương Phàm. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hài tử của phân thân, cũng là hài tử của Khương Phàm. Lại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nữ tử của phân thân, cũng là nữ tử của Khương Phàm. Ngươi im miệng được không? Khương Phàm cảm thấy hối hận vì đã nói bí mật cho tặc điểu nghe. Uy, nhi tạp.
Tiểu hồ ly đột nhiên mở một cuống họng, hướng phía lôi đài hô to. Phụ thân ngươi muốn khiêu chiến ngươi. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, muốn ngăn cản đã nhưng đã không kịp, tranh thủ thời gian nghiêm mặt, làm bộ cái gì cũng không biết. Thế nhưng một tiếng quát này quá to rõ, người xung quanh đều đồng loạt nhìn qua, mặt mũi tràn đầy khoa trương, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn. Bầu không khí an tĩnh tiếp tục lan tràn, hơn mấy ngàn vạn người đều nhìn qua nơi này. Khương Phàm vừa muốn làm bộ chấn kinh, giá họa người khác, vài trăm người ở xung quanh lại ăn ý lui lại, lộ ra một khu trống không, phơi hắn ở nơi đó. Tặc điểu, ngươi có tin ta thiến ngươi hay không? Khương Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tặc điểu đã biến thành bộ dáng khả ái nhu thuận, núp ở trên vai hắn, như tên trộm cười nói. Ngươi tùy tiện thiến, ta còn có thể tái sinh, hình dạng quy mô tùy tâm sở dục. Hắn vừa mới hô cái gì? Ta giống như nghe được phụ thân và nhi tử. Dám ở bá thiên chiến quốc khiêu khích hài tử của hung linh hầu, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp được. Vị anh hùng này, lấy ở đâu ra vậy? Đám người sau khi an tĩnh một lúc lâu đã nhanh chóng nghị luận lên. Ngươi, đang, gọi, ta. Trên lôi đài, Triệu Thế Võ nói ra từng chữ, hung tợn nhìn chằm chằm nam tử trong biển người kia. Ta nói là nó kêu, ngươi có tin không? Khương Phàm bóp lấy cổ hồ ly nhấc lên. Tiểu hồ ly chớp chớp đôi mắt to sáng lấp lánh, tội nghiệp nhìn Khương Phàm. Khương Phàm im lặng, vung tay ném cho Dạ An Nhiên. Tiểu hồ ly vừa tới Dạ An Nhiên trong ngực liền thay đổi bộ dáng, hai mắt hưng phấn tỏa ánh sáng. Trò hay bắt đầu. Dạ An Nhiên vừa định cười, lại cảm giác tiểu gia hỏa này lại đang cố ý nhúc nhích thân thể trong ngực nàng, tranh thủ thời gian bắt lại, phóng tới trên vai. Tiểu hồ ly cũng không khách khí, thuận lợi đưa cổ nhìn bên trong cổ áo. An Nhiên muội muội của ta có vốn liếng cũng không nhỏ, thích hợp lấy ra để khoe khoang. Muốn ăn đòn. Dạ An Nhiên bất đắc dĩ, bóp lấy cổ nó, xách trong tay. Tiểu hồ ly bị bóp đến ngạt thở, nhưng vẫn hàm hồ kích thích. Người phải thích hợp lộ mấy lần, mỗi ngày bao nhiêu cái bánh chưng, Khương Phàm có thể có hứng thú mới là lạ. Triệu Thế Võ đi đến bên bờ lôi đài. Dùng sức nắm chặt nắm đấm. Ngươi thừa nhận. Khương Phàm xấu hổ giải thích. Ta nhìn thấy con của ta, không phải chỉ ngươi, hiểu lầm. Ngươi vừa mới kêu là muốn khiêu chiến con của ngươi. Ở đâu? Nhìn lầm. Ngươi thấy ta giống là kẻ ngu sao? Vô ý mạo phạm, thật có lỗi. Thật có lỗi, một câu thật có lỗi liền xong rồi. Triệu Thế Võ thể hiện ra vẻ hung ác. Hung linh hầu phủ từ khi sáng tạo đến nay, người người kính sợ hung danh của phụ thân hắn, không dám khiêu chiến, nhất là sau khi bát đệ thức tỉnh thiên phẩm linh văn, địa vị của hung linh hầu phủ càng như mặt trời ban trưa, không người nào dám can đảm mạo phạm. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện một tên gia hỏa không biết sống chết, ngang nhiên lăng mạ. Nếu như cứ tính như vậy, chẳng phải là người người đều có thể đứng ở trước mặt hắn lớn tiếng la nhi tử, sau đó nói xin lỗi rời khỏi. Đến lúc đó những tên của bá vương phủ kia khẳng định sẽ đứng xếp hàng đi hô to. Khương Phàm thuận thế mà làm. Nếu không, ta lên đài khiêu chiến, xem như xin lỗi. Triệu Thế Võ bĩu môi dò xét hắn. Ngươi là võ giả, hay là luyện đan sư? Ta là võ giả, ngẫu nhiên cũng luyện đan. Cảnh giới gì? Vừa vặn linh hồn cảnh bát trọng thiên. Chỉ một mình ngươi, còn chưa xứng để bắt đệ ta ra tay. Ta cho ngươi một lựa chọn. Đi tới, đâm chết ở trước lôi đài, ta có thể khai ân tha cho nữ tử của ngươi. Nếu không, bắt lấy hai người các ngươi, làm nhân nô. Lúc này đám người tách ra, một nam tử gầy gò mang theo đội ngũ đi tới. Hắn cũng là hài tử của hung linh hầu, ngũ công tử, Triệu Thế Kinh. Hai người các ngươi từ đâu tới? Triệu Thế Kinh cầm trọng đao trong tay, đằng đằng sát khí. Thật là hiểu lầm, nếu không. Ta đang tra hỏi ngươi. Từ chỗ nào tới? Khu vực Tân Hải. Biết nơi này là chỗ nào không? Bá Thiên Chiến Quốc. Người biết người trên lôi đài là ai chăng? Hung Linh Hầu Phủ, Thất Công Tử, Triệu Thế Võ. Nếu biết tất cả mọi chuyện, đó chính là cố ý gây sự. Hung Linh Hầu Phủ chúng ta không lạm sát kẻ vô tội, người đâm chết chuộc tội, nữ tử của ngươi còn sống rời khỏi. Như vậy đi, ta khiêu chiến Triệu Thế Hùng, nếu như thắng, ta không muốn phần thưởng. Chỉ cần bảo trụ cái mạng nhỏ của chúng ta, như thế nào? Triệu Thế Kinh trực tiếp đi đến trước mặt Khương Phàm, lạnh lùng nói.
ngươi chính là cố ý đến gây sự. Ta khiêu chiến, chuộc mạng, sao có thể là gây sự? Không biết chúng ta đã sửa lại quy tắc sao? Bát Trọng Thiên, nhất định phải tổ đội, ngươi nhất định phải một mình, chẳng lẽ là không đồng ý thực lực của bát đệ ta? Triệu Thế Kinh là ngũ phẩm linh văn, cũng là linh văn mạnh nhất của Hung Linh Hầu phủ ngoại trừ Triệu Thế Hùng ra, có được sát lục chi hỏa, tính tình bạo ngược. Giờ phút này sắc mặt hắn vô cùng hung ác, phần sát khí thảm liệt kia như là khí lãng thực chất mãnh liệt lao ra, ép tới đám người xung quanh đều khí huyết không khoái. Hai chúng ta cùng tiến lên. Khương Phàm chỉ Dạ An Nhiên. Nàng cũng là Bát Trọng Thiên. Đúng vậy, nó cũng là Bát Trọng Thiên. Dạ An Nhiên nhấc hồ ly mình nắm trong tay lên. Tiểu hồ ly ủy khuất nhìn bọn hắn, còn cố ý xoa xoa móng vuốt nhỏ, tội nghiệp. Khương Phàm nói. Ba người chúng ta liên thủ khiêu chiến Triệu Thế Hùng, như thế này hẳn là có thể xem như tôn trọng. Triệu Thế Kinh đánh giá bọn hắn vài lần, nói. Thua, để đầu lại. Đương nhiên đương nhiên. Khương Phàm duy trì nụ cười. Triệu Thế Kinh vung tay lên. Lão thất, về hầu phủ mời bát đệ. Quảng trường rất nhanh đã lâm vào oanh động, mọi người lần lượt tìm tới vị trí tốt, đang mong đợi khiêu chiến bắt đầu. Bá Vương Phủ, Thương Linh Hầu Phủ, Lôi Linh Hầu Phủ sau khi nhận được tin tức cũng đều chạy tới nơi này. Bọn hắn nhục mạ Triệu Thế Võ. Tại tầng cao nhất của một tửu lâu dọc theo quảng trường, một nam tử mặc cẩm phục giống như cười mà lại không phải cười nhìn Lôi Tràng. Áo quần hắn hoa lệ, dáng người thẳng tắp, ngũ quan rõ ràng như được điêu khắc, tuấn mỹ tuyệt luân. Bề ngoài nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong ánh mắt lơ đãng lại toát ra tinh quang để cho người ta không dám xem thường. Hắn là truyền nhân mạnh nhất của Bá Vương Phủ, Sở Thương Minh. Chí tôn thánh phẩm, sinh tử cảnh. Mắng một câu rất phách lối, sau đó liền sợ. Bên cạnh Sở Thương Minh có rất nhiều tộc nhân Bá Vương Phủ tụ quanh. Thế hệ bọn hắn đây kỳ thật rất cường đại, liên tục 5 cái truyền nhân toàn bộ đều là thánh phẩm, mạnh nhất là Sở Thương Minh, thức tỉnh chính là chí tôn thánh phẩm. Bọn hắn dùng thiên phú bảo vệ tôn nghiêm Bá Vương Phủ, vững chắc địa vị Bá Vương Phủ. Lúc đó Hung Linh Hầu Phủ là cường thế nhất, liên tiếp 7 hài tử đều là tam phẩm đến ngũ phẩm, càng là phụ trợ cho sự cường đại của bọn hắn. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng Hung Linh Hầu lại làm ra một thiên phẩm, trở thành đệ nhất từ 200 năm trước đến nay, hào quang chói sáng để tất cả mọi người tại chiến quốc u ám không ánh sáng. Biết thân phận của bọn hắn không? Sở Thương Minh càng nhìn đôi nam nữ trên đài càng cảm thấy thuận mắt, người dũng mãnh lăng mà Hung Linh Hầu Phủ như thế, thật không thấy nhiều. Triệu Thế Kinh giống như không hỏi tên bọn hắn, hẳn là cảm giác bọn hắn không xứng. Ngay cả Linh Văn cũng không biết sao. Nhìn rất trẻ trung, lại là Bát Trọng Thiên, hẳn là có chút thực lực. Khi bọn hắn đang nói chuyện, Triệu Thế Hùng đã kết thúc trận khiêu chiến thứ 6 vừa mới trở về hầu phủ lại lần nữa về tới nơi này. Bầu không khí tại quảng trường lập tức nóng bỏng, thanh âm hô to tên Triệu Thế Hùng liên tục vang lên. Thiên phẩm thánh văn, lại còn là hài tử của Hung Linh Hầu, cháu trai của Đan Thánh, càng là đã cưới tôn nữ Đan Thánh khác. Hắn cơ hồ chắc chắn là Bá Vương hạ nhiệm, kẻ thống trị tương lai của Bá Vương chiến quốc. Hừ, một đám gia hỏa vô tri, hắn còn không phải là Bá Vương. Dựa theo truyền thống, nếu như thiên phẩm sinh ra tại Bá Vương Phủ, chỉ cần cảnh giới bán thánh liền có thể tiếp quản vị trí Bá Vương. Nếu như sinh ra ở bên ngoài Bá Vương Phủ, nhất định phải thực sự trở thành thánh nhân, còn phải được đầy đủ ủng hộ, mới có thể kế nhiệm Bá Vương mới. Cảnh giới thánh linh há có thể đi đến dễ dàng như vậy. Thiên phẩm, cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Đúng vậy, thiên phẩm linh văn kẹt tại cảnh giới bán thánh nhiều lắm. Cần tài nguyên, cần cơ duyên, cần vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Người của Bá Vương Phủ cùng hầu phủ khác, đều khinh thường nói nhỏ, đương nhiên, càng nhiều là vì ghen ghét. Lấy tình huống của Hung Linh Hầu Phủ, rất có thể sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, bảo đảm Triệu Thế Hùng bước lên thánh phẩm. Các ngươi muốn khiêu chiến ta. Triệu Thế Hùng quấn lấy xiềng xích nặng nề đi đến lôi đài. Chỉ là khi nhìn thấy ba người trước mắt, hắn lại khẽ chau mày. Một con tiểu hồ ly nhu nhược, một tiểu nữ tử nũng nịu, còn có một kẻ mù loà. Đây là Bá Vương Phủ đưa ra làm hắn buồn nôn sao? Kỳ thật là hiểu lầm thôi, ta không muốn mạo phạm Hung Linh Hầu Phủ. Khương Phàm mang nụ cười trên mặt. Nếu không, ta nói lời xin lỗi, chuyện này tính thế nào? Nếu đã tới,
liền so một lần. Triệu Thế Hùng lạnh lẽo cứng rắn. Hầu phủ cần bảo vệ danh dự, khiêu khích hầu phủ liền phải trả giá đắt, cũng không phải một câu xin lỗi liền có thể giải quyết. Bọn hắn lấy mạng chúng ta, tiền đặt cược này quá lớn. Các nếu ngươi như thua, đến trước hầu phủ quỳ 3 ngày 3 đêm. Chúng ta nếu như thắng thì sao? Triệu Thế Hùng cười lạnh 2 tiếng, một tay chỉ về hướng bọn hắn. Bắt đầu đi. Chúng ta thắng thì sao? Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Bắt đầu. Tính thắng thua thế nào? Các ngươi có thể làm cho ta thổ huyết, coi như các ngươi thắng. Xác định. Ta vô cùng xác định. Bắt đầu đi, các ngươi tấn công. Cái này. Khương Phàm nhìn Dạ An Nhiên, lại nhìn Tiểu Hồ Ly. Dạ An Nhiên mỉm cười, gật đầu đi đến phía trước. Tiểu Hồ Ly lộ ra xảo quyệt nụ cười, lẻn đến trên vai Dạ An Nhiên. Triệu công tử, ta bắt đầu trước, ngươi, tiếp tốt nhé. Dạ An Nhiên huy động đầu ngón tay, nhấc lên cường quang lóa mắt, nở rộ trên lôi tràng. 5 viên linh châu hoành không xuất hiện, giống như là 5 viên đại tinh, nhanh chóng phóng đại, cuồn cuộn ánh sáng, bao phủ 5.000 mét diễn võ trường. Toàn trường nhanh chóng oanh động, rõ ràng cảm nhận được năng lượng cường đại ba động. Sắc mặt Triệu Thế Hùng hơi biến đổi, lập tức liền muốn phóng thích ra huyết viêm, triển khai chặn đánh. Nhưng, hỏa linh châu oanh minh kịch liệt, âm thanh chấn động lôi tràng, ánh sáng vô tận vẩy xuống đầy trời, bao phủ Triệu Thế Hùng, cưỡng bức đè lại huyết viêm hắn đang thả ra. Thiên văn! Triệu Thế Hùng hô to, áp chế phóng thích khí thế giống như bạo tạc, không gian bị chấn động đều chập trùng như đại mạc. Huyết viêm thảm liệt, trọi cứng với hỏa linh châu áp chế, cuồng bạo phóng xuất ra, khuấy động vài trăm mét lôi tràng. Nhưng, sâu trong cường quang, huyết viêm cuồn cuộn ở bên trong, một bóng người nhanh chóng phóng đại trước ánh mắt của hắn. Khương Phàm kích phát tiểu quang mang thánh thuật, tốc độ tiếp tục bạo tăng, hình thành tầng tầng âm bạo, cơ hồ đã tới trong chớp mắt. Huyết mạch sôi trào, uy thế tăng vọt, nhất là mắt phải sau mặt nạ, lưu chuyển ra ba động kỳ dị. Triệu Thế Hùng sau khi phóng thích huyết viêm, đang muốn thể hiện ra uy lực huyết mạch, lại đột nhiên xuất hiện rung động khó có thể tưởng tượng được, giống như huyết mạch bị áp chế. Trong chớp mắt, Khương Phàm đã tới đối diện hắn. Oanh! Khương Phàm vung mạnh quyền bạo kích, uy lực đạt tới 5 triệu cực cảnh, thẳng đến lồng ngực Triệu Thế Hùng. Triệu Thế Hùng run rẩy, ngửa mặt tung bay ra vài trăm mét. A, à, giống, đến rồi. Tiểu Hồ Ly đột nhiên xuất hiện ở trên không, thân thể xoay chuyển, Thái Dương Đồ đằng phóng xuất ra cường quang, xuyên thấu qua thân thể, bắn thẳng đến thiên khung. Tầng mây băng diệt, trời quang hiển lộ. Thái Dương Đồ đằng cổ lão trải rộng pháp trận ra ngàn mét, cách sân rộng minh mông, cùng mặt trời trong hư không tạo thành cộng minh. Sau đó, ầm ầm, ánh mặt trời vô tận xuyên thủng thâm không minh mông, nương theo uy lực và năng lượng tuyệt thế, như giang hà cuồn cuộn, như thác nước liệt diễm, ầm vang va chạm pháp trận. Mà ánh sáng giữa thiên địa đều hứng chịu tới cực hạn mà mãnh liệt cướp đoạt, bỗng nhiên, thiên địa lờ mờ, phảng phất ban ngày vào đêm. Chỉ có ánh sáng kia vượt ngang hư không, xuyên thủng đất trời, trở thành duy nhất giữa thiên địa. Ầm ầm, Thái Dương Đồ đằng xoay tròn, cột sáng bá liệt thô to đạt 300 mét, cuồng bạo che mất Triệu Thế Hùng đang rơi xuống đất. Toàn trường oanh động, bầu không khí nóng hổi, thanh triều kinh hô ầm ầm, tất cả trong ánh mắt đều đung đưa vẻ rung động. Triệu Thế Hùng quỳ trên mặt đất, ánh sáng Thái Dương cường thế cuồng bạo, còn mang theo uy lực và năng lượng như núi cao, phảng phất muốn triệt để hủy diệt hắn. Mà, cùng kỳ liệt diễm thuộc về hung diễm, tà ác mà tàn nhẫn, vừa vặn bị ánh sáng Thái Dương vô tình áp chế. A a a! Triệu Thế Hùng cuồng nộ giãy giụa, xiềng xích toàn thân ầm vang vỡ nát. Phong ấn bị giải trừ, huyết mạch sôi trào. Khí tức sát phạt thảm liệt, huyết tinh giết chóc thú uy, đều như những con sông lớn mạnh mẽ chảy xuôi, cường thế cuồn cuộn. Bọn chúng mãnh liệt xen lẫn, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành ác thú mãnh liệt thiêu đốt. Tương tự như mãnh hổ, tráng kiện như man ngưu, triển khai 2 cánh cỡ lớn. Cùng kỳ, hung linh kinh khủng, cùng thao thiết, hỗn độn, đào ngột, tịnh xưng tứ đại hung thú. Mặc dù linh văn của Triệu Thế Hùng chỉ là cùng kỳ huyết viêm, cũng không phải cùng kỳ thú văn chân chính, nhưng lại là nơi đáng sợ nhất tại cùng kỳ, không thể nghi ngờ chính là huyết viêm của nó. Giờ phút này, Triệu Thế Hùng đang bộc phát toàn diện trong cơn tức giận, toàn thân bò đầy huyết văn hung liệt, giống như ác thú, nhìn thấy mà giật mình.
huyết viêm sôi trào hoàn toàn bao viên hắn lại, biến thành hình dáng cùng kỳ đang thiêu đốt, gào thét trước toàn trường, sát uy cuồn cuộn. Nhưng, Dạ An Nhiên vẫn đứng ngạo nghễ giữa bầu trời, liên tiếp ngưng tụ ra 9 viên linh nguyên châu, giống như 9 viên liệt diễm tinh bóng, xuất hiện ở trong cột sáng Thái Dương Đồ Đằng thả ra. Thái Dương Đồ Đằng không ngừng liên tục hấp dẫn uy lực Thái Dương, ngưng tụ tia sáng, sau khi được 9 viên nguyên châu mồi lửa tăng cường, uy thế đã tiếp tục tăng vọt. Ầm ầm. Vậy mà liệt diễm cùng kỳ do Triệu Thế Hùng thả ra đã nhanh chóng tan rã. Toàn trường tiếp tục oanh động, tất cả mọi người khó mà bình tĩnh nổi. Cùng kỳ huyết viêm là ác mộng của tất cả bọn hắn, cái sát khí thảm liệt kia, phảng phất có thể thấm vào linh hồn, để bọn hắn tuyệt vọng sợ hãi. Triệu Thế Hùng cường đại, cùng kỳ huyết viêm khủng bố, đã sớm xâm nhập vào lòng người. Mà lúc này giờ phút này đây, Triệu Thế Hùng mà bọn hắn kính úy lại bị áp chế gắt gao ở ngay trước mắt mình. 9 viên linh châu giống như cửu tinh quán nhật, bộc phát ra uy thế bá liệt, cuồng bạo oanh kích huyết viêm đang ngưng tụ thành cùng kỳ ác thú. Ầm ầm. Khương Phàm đứng ở giữa không trung, một tay chỉ lên trời, tử khí dâng lên, kim viêm cuồn cuộn. Một tay bỗng nhiên thành hình tuyệt thế thiên đao, dài đến 50 mét, chân thực mà cứng cỏi, giống như thiên đao chân chính oanh minh ra khỏi vỏ. Tử khí tôn quý, kim viêm quay quanh. Hai nguồn năng lượng phun trào trên cự đao, tràn ngập uy lực sát sinh chém chết thương khung. Khai thiên thức. Khương Phàm giơ cao tay phải bỗng nhiên hạ xuống, làm ra tư thế phách trảm. Khai thiên cự đao ầm vang rơi xuống, uy thế mênh mông bao quanh, mở ra thiên địa, bổ về phía Triệu Thế Hùng. Khai thiên thức hấp thụ uy lực thần nhãn, sát uy hủy diệt tràn ngập ra bao phủ toàn trường. Triệu Thế Hùng đã nhận ra nguy cơ, thế nhưng, Thái Dương ánh sáng bạo kích, áp chế gắt gao lấy hắn, hắn thả ra liệt diễm, càng bị cưỡng ép đảo loạn. Giống. Triệu Thế Hùng gào thét cuồng liệt, trừng trừng hai mắt, huyết khí sôi trào. Sự đáng sợ thật sự của cùng kỳ huyết viêm ở chỗ, thân càng là ở nguy hiểm, càng là tức giận nóng nảy, thậm chí càng là suy yếu chật vật, uy thế huyết viêm sẽ càng là khủng bố, thậm chí có thể đạt tới trình độ tăng vọt gấp bội. Ầm ầm. Huyết viêm ngưng tụ cùng kỳ tăng vọt uy thế, phảng phất cùng kỳ chân chính giáng lâm, uy thế hung tàn như gió lốc, như con sông, đảo loạn ánh sáng Thái Dương. Huyết quang giống như lôi chiều, cuồng kích khắp trời, vỡ nát mồi nguyên châu, dẫn phát thủy triều bạo tạc kinh khủng. Nhưng, phốc, khai thiên đao ầm vang rơi xuống, vô tình bổ vào trên thân huyết viêm cùng kỳ. Khai thiên đao hấp thu tiềm lực toàn thân Khương Phàm, không chút huyền niệm gì mà bổ ra huyết viêm cùng kỳ, cho dù là nó vừa mới mạnh lên. Ngay sau đó, uy lực khai thiên cường thế bao phủ Triệu Thế Hùng. Máu tươi vẩy ra, hài cốt vỡ vụn. Triệu Thế Hùng chật vật đụng phải bình chướng bảo vệ. Quật cường phản kích, lấy kết cục thảm bại. Không khí náo nhiệt nhanh chóng lắng lại, mấy vạn đôi mắt trực nhìn chằm chằm diễn võ trường. Bởi vì tràng cảnh mong đợi cùng trước mắt hiện thực chênh lệch quá to lớn, rất nhiều người ý thức đều có chút rối loạn. Bọn người Triệu Thế Kinh càng không cách nào tiếp nhận được, còn khoa trương nhắm hai mắt lại, nhưng sau khi mở ra lần nữa, lại nhìn thấy tốt hơn. Hai người một cáo, đứng ở nơi đó cùng với Triệu Thế Hùng đang giãy giụa đứng lên. Triệu Thế Hùng máu me khắp người, giống như từ bên trong kiếm nhận phong bạo rơi ra đến, những vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hắn lại không để ý đến đau đớn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm hai người một cáo trước mặt mình. Một ý nghĩ ngay cả hắn đều không thể tin, quanh quẩn trong đầu. Xảy ra chuyện gì? Mẹ kiếp, đã xảy ra chuyện gì? Cùng kỳ huyết viêm lại bị áp chế, quấy nhiễu. Tại thời điểm đối mặt với nam tử kia, lại còn cảm nhận được một tia kính sợ, ngay cả huyết mạch đều bị áp chế. Đây là ảo giác sao? Hay là phát sinh chân thực? Chúng ta đây coi như là thắng chưa? Khương Phàm mỉm cười xin hỏi. Các ngươi, thiên phẩm linh văn. Triệu Thế Hùng gian nan mở miệng. Nơi này là lôi đài, quan tâm là thua thắng. Chúng ta, thắng chưa? Các ngươi. Là thiên phẩm linh văn. Đừng kích động như vậy, lúc bắt đầu ta muốn đơn độc khiêu chiến, kết quả ca ca ngươi nói ta xem thường ngươi. Ta đã lớn như vậy, chưa từng nghe được yêu cầu như thế, nhưng xuất phát từ tôn trọng, chỉ có thể cùng nhau lên. Xuất hiện kết quả như vậy, thật thật đáng tiếc. Khương Phàm thật đáng tiếc, Triệu Thế Kinh và Triệu Thế Võ cũng rất xấu hổ. Nếu như ngươi nói là thiên phẩm, chúng ta sẽ xem thường. Ngươi rõ ràng là đang hại chúng ta. Bầu không khí an tĩnh tại quảng trường nhanh chóng bạo động.
Triệu Thế Hùng nói bọn hắn là thiên phẩm linh văn, hai vị thiên phẩm. Kiếm cớ sao, làm sao lại có thể có hai vị thiên phẩm? Triệu Thế Hùng đá trúng thiết bản, đây quả thực là hoàn ngược. Có người biết bọn họ sao? Chẳng lẽ là hoàng tộc truyền nhân trung vực tới? Mọi người nhìn về phía hai người trên đài kia, ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Thế lực có thể nuôi dưỡng được hai vị thiên phẩm, có thể là hoàng tộc, thậm chí có thể là hoàng đạo nào đó. Sở Thương Minh đột nhiên nói nhỏ. Các ngươi có phát hiện hay không, nam tử kia có chút quen thuộc. Chưa thấy qua. Người đứng bên cạnh hắn đều đang nghĩ tới hoàng tộc nơi đó, kết quả không có chút ấn tượng nào. Đi lấy chân dung Khương Phàm ra. Khương Phàm, ai là Khương Phàm? Còn có thể là ai, tiểu tử từ phương Bắc trốn về đến thánh địa kia? Là hắn. Đám người hoàn toàn tỉnh ngộ. Hình như Khương Phàm chính là Độc Nhãn, nam tử trên lôi đài cũng là Độc Nhãn. Thế nhưng không phải Khương Phàm đang trốn trong đại hoang sao? Nhanh đi lấy chân dung. Đôi mắt của Sở Thương Minh cũng đã nổi lên ánh sáng, mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng rất có thể chính là người điên kia. Hắn lại đi tới Bá Vương Chiến Quốc, chẳng lẽ có mục đích gì? Trên lôi đài, Khương Phàm đối nói với Triệu Thế Hùng. Hôm nay chúng ta đến, thật ra là bái phỏng Hung Linh Hầu Phủ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện hiểu lầm như thế này, xin hãy tha lỗi. Các ngươi là ai? Triệu Thế Hùng khép lại vết thương. Chưa bao giờ trải qua thất bại, hắn còn đang hồi tưởng đến quá trình chiến đấu trước đó ở trong đầu. Giống như đang nằm mơ. Chúng ta muốn bái phỏng Hung Linh Hầu, không biết có tư cách đến phủ ngồi một chút hay không? Khương Phàm thu khí tức lại, mặt mỉm cười, nhìn người vật vô hại. Phụ thân chúng ta là người mà các ngươi nói gặp liền có thể gặp. Trước tiên nói các ngươi là ai, có mục đích gì? Huynh đệ Triệu Thế Kinh đứng ở sau lưng Triệu Thế Hùng. Sắc mặt khó coi. Đây là lần đầu tiên có người dám hố bọn hắn. Ta họ Khương, tên Nghị, lớn lên tại Bạch Hổ Quan, Đại Hoang. Khương Phàm thoáng hạ giọng. Khương Phàm, hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi. Triệu Thế Kinh huynh đệ cảm giác có chút quen thuộc. Khương Phàm của Vô Hồi Thánh Địa. Triệu Thế Hùng tiếp cận Khương Phàm. Ta đã rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa 7 năm, còn xin Triệu công tử đừng lại dính líu liên quan. Ngươi chính là Khương Phàm đó. Mấy huynh đệ Triệu Thế Kinh khó có thể tin được mà nhìn nam tử trước mặt, hắn không phải chạy đến đại hoang sao? Ngươi thật đúng là người điên, vậy mà lại chạy tới nơi này. Triệu Thế Hùng cũng rất bất ngờ. Ta chỉ là cùng Cổ Hoa có chút ân oán, nhưng không oán cũng không thù với Xí Thiên Giới, vì sao không thể tới? Nếu như bọn hắn nhận được tin tức, khẳng định sẽ đuổi tới nơi này. Nơi này là Xí Thiên Giới. Há có thể để bọn hắn tùy tiện làm ẩu. Các ngươi không có nghĩa vụ bảo hộ ta, nhưng bọn hắn hẳn là cũng không dám gây sự ở nơi này. Ngươi quên Ly Hỏa Thánh Chủ rồi. Hắn đã không còn là Ly Hỏa Thánh Chủ. Thù hận giữa hắn và ngươi có thể không cạn nhỉ. Ta là tới bái phỏng Hung Linh Hầu, không có liên quan gì với hắn. Triệu Thế Hùng nhìn chằm chằm Khương Phàm, tên này thật đúng là kẻ điên, hoàn toàn không có ý thức sợ sệt. Nàng là ai? Vị hôn thê của ta, Dạ An Nhiên. Nàng là ngũ hành thiên văn. Không sai. Con hồ ly này thì sao? Đây là con chim, dáng dấp giống hồ ly mà thôi. Ngươi tới nơi này rốt cuộc mục đích gì? Ta muốn nghe nói thật. Ta đã từng dung hợp qua sát lục chi hỏa, đối với ngọn lửa này hiểu khá rõ, biết được Hung Linh Hầu thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh, vô cùng khâm phục. Hôm nay tới, mục đích chủ yếu là nhìn Hung Linh Hầu một chút. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi còn chưa đủ tư cách trực tiếp gặp phụ thân ta. Triệu Thế Hùng nhìn Khương Phàm, chờ đợi hắn nói ra mục đích thật sự. Ta chính là muốn gặp một lần Hung Linh Hầu, nói mấy câu. Ta luôn cảm giác, ta không thấy Hung Linh Hầu, sẽ là tiếc nuối cả đời ta, Hung Linh Hầu không thấy ta, cũng sẽ là tiếc nuối của hắn. Khương Phàm nói xong, bọn người Triệu Thế Kinh cũng không nhịn cười được, tuy nhiên là cười lạnh. Mặc dù vị Khương Phàm này vừa mới xông ra chút thanh danh, lại là thiên phẩm linh văn, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Ở trên địa vị, đều kém Triệu Thế Hùng một mảng lớn, huống chi Hung Linh Hầu. Còn xin thông báo Hung Linh Hầu, chỉ cần hai từ. Kim Vũ, Diêm Bá. Hai từ này có ý gì? Có liên quan tới thân thế phụ thân các ngươi. Bọn người Triệu Thế Hùng trao đổi ánh mắt, chẳng lẽ Khương Phàm biết thân thế của phụ thân?
Bọn hắn chỉ biết phụ thân là được gia gia thu dưỡng, từ lúc còn rất nhỏ đã bị mang tới Xí Thiên giới, nhưng bất luận là phụ thân hay là gia gia, đều chưa từng nhắc qua chuyện lúc trước của phụ thân. Mà bọn hắn thuở nhỏ thì đã sợ sệt phụ thân, cũng không dám hỏi nhiều. Khương Phàm nói, ta biết rõ địa vị Hung Linh Hầu, không thể nói bậy. Các ngươi một mực thông báo, nếu như Hung Linh Hầu không gặp ta, ta sẽ tùy các ngươi xử trí. Triệu Thế Hùng suy tính một lát, mang theo hắn rời khỏi lôi tràng, về tới Hung Linh Hầu phủ. Tuy nhiên, Triệu Thế Hùng không có trực tiếp mang theo hắn đi tìm Hung Linh Hầu, mà mang theo tới diễn võ trường của Hầu phủ. Phụ thân đang lúc bế quan, không cho phép người nào quấy rầy, coi như đan thánh của Xí Thiên giới muốn đi qua, đều cần chào hỏi sớm. Ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, mặc dù có thiên phẩm linh văn, nhưng không có bối cảnh. Đây là sự thật, ngươi cũng đã thừa nhận. Tuy nhiên, ta cũng không phải không thể đi xin chỉ thị thay ngươi, ngươi cần đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Lôi đài, ta muốn cùng ngươi chiến một trận công bằng. Triệu Thế Hùng vẫn không cam tâm. Thua quá chật vật, quá oan uổng, thậm chí đều không có chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ chỉ sợ cả nước đều truyền ra, hắn nhất định phải biết mình thua ở chỗ nào. Thiện ý nhắc nhở, ngươi vẫn là nên từ bỏ đi. Tình huống của ta rất đặc thù, vừa vặn ép được ngươi, đối đầu với ta, ngươi không phát huy ra được một nửa lực lượng. Thật ngông cuồng. Triệu Thế Võ nhịn không được, đệ đệ của hắn chính là truyền nhân của Hung Linh Hầu, thức tỉnh Linh Văn đến nay đã hơn 20 năm, chưa bao giờ thất bại qua. Ngươi thật sự là không được thật. Tiểu Hồ Ly cũng nhịn không được mà kích thích, đây chính là nửa phụ thân của ngươi. Nếu như ta kiên trì thì thế nào? Ngay trước mặt nhiều người của Hầu Phủ như vậy, ngươi vẫn là nên từ bỏ đi. Ta kiên trì, ngươi nghe không hiểu. Nếu đã như thế này, toàn thân Khương Phàm đột nhiên sôi trào yêu hỏa mãnh liệt, cuồn cuộn tuôn ra, thanh thế to lớn, khuấy động ra vài trăm mét. Nhiệt độ nóng bỏng vặn vẹo lên không gian. Lệ khí cuồn cuộn trong nháy đã mắt đè lại đám huynh đệ Triệu Thế Hùng. Không chỉ có Triệu Thế Hùng run rẩy trong lòng, huynh đệ Triệu Thế Võ và Triệu Thế Kinh càng là suýt chút nữa là đã quỳ xuống. Coi chừng! Bọn thị vệ quả quyết ra tay, kéo lấy bọn người Triệu Thế Kinh lui lại. Khương Phàm lập tức bộc phát yêu hỏa khắp toàn thân, khuấy động ngàn mét, trùng thiên cuồn cuộn. Hắn không có hóa thân yêu thể, nhưng xung quanh lại mang đầy kim quang, vẫn hiện ra hình dáng của Chu Tước. Dương cánh giữa trời, cường quang vô biên, uy thế kinh người, hai con mắt phát ra uy thế cường đại, lạnh lùng tập trung vào Triệu Thế Hùng ở phía dưới. Giống, Triệu Thế Hùng đón liệt diễm cuồng dã gầm thét, phóng thích cùng kỳ huyết viêm không giữ lại chút nào. Sền sệt như dung nham, tinh hồng như máu, kịch liệt cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ, biến thành huyết viêm cùng kỳ, gào thét với trời cao. Hùng uy mãnh liệt, nương theo huyết khí cuồn cuộn, khuấy động diễn võ trường. Mang đến uy thế không có gì sánh kịp. Nhưng, khi Khương Phàm tiếp tục kích phát lực lượng huyết mạch, nhất là mắt phải đã thức tỉnh, Triệu Thế Hùng lại lần nữa cảm nhận được loại rung động đáng sợ mạnh mẽ thấm vào linh hồn kia. Triệu Thế Hùng đang phát huy huyết mạch đã nhanh chóng yếu bớt, khí tức sát lục từ huyết nhục linh hồn thả ra, cũng đang thu liễm lại. Hắn cảm thấy nguy cơ, cảm nhận khuất nhục, hắn nôn nóng phóng thích huyết viêm, muốn kích thích uy thế huyết viêm tăng cường gấp bội. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mạnh nhất có thể tăng cường tới gấp 2, thực lực thậm chí có thể đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Nhưng, mặc cho hắn nổi giận thế nào, huyết mạch vẫn cứ đều yếu bớt đi, thực lực càng là không có chút tăng cường nào. Khương Phàm rất nhanh đã tản ra yêu hỏa, đè lại mắt phải, lắc đầu nói. Ta biết ngươi không cam tâm, ta cũng biết ngươi vô cùng cường đại, nhưng đối đầu với ta, ngươi thật không có phần thắng. Triệu Thế Hùng táo bạo lại không cam lòng. Nhưng sau khi liên tiếp gào thét, vẫn tản ra cùng kỳ huyết viêm. Ngươi là linh văn gì? Ngươi lại có huyết mạch gì? Ngươi không cần biết. Nếu như ta không biết, ngươi đừng mơ tưởng nhìn thấy phụ thân ta. Không cần ngươi thông báo, phụ thân ngươi tự nhiên sẽ tới đón tiếp ta. Khương Phàm sau khi tản ra áp chế, đã cảm nhận được cảm ứng mãnh liệt trong Hung Linh Hầu phủ kia, tựa như cảm giác trước khi gặp được Khương Diễm tại Kiều Gia. Cũng không lâu lắm. Một thị vệ đã chạy tới nơi này, trực tiếp nói với Khương Phàm. Hầu ra cho mời. Dẫn đường. Chỉ có thể chính ngươi. Thị vệ đưa tay ngăn Dạ An Nhiên đang muốn đuổi theo lại. Vậy bọn họ. Nơi này là Hung Linh Hầu phủ,
chỉ cần ngươi có thể còn sống liền không có ai sẽ tổn thương được bọn họ. Khương Phàm để lại Dạ An Nhiên cùng Tặc Điểu, đi theo thị vệ tới sâu trong hầu phủ. Làm sao phụ thân biết hắn tới? Triệu Thế Hùng và các huynh đệ lại càng cảm thấy kỳ quái. Phụ thân chủ động tiếp kiến. Thật hiếm có. Tặc Điểu đứng trên vai Dạ An Nhiên, như tên trộm quát lên với bọn người Triệu Thế Hùng. Uy, mấy người các ngươi. Im miệng. Dạ An Nhiên tranh thủ thời gian ngăn cản nó lại, sợ Tặc Điểu lại gây chuyện. Ta chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm, chớ khẩn trương, nói không chừng còn sẽ thành người một nhà. Ngươi, im miệng. Dạ An Nhiên không cho hắn cơ hội. Triệu Thế Hùng đánh giá Tặc Điểu, hồi tưởng đến uy thế khủng bố từ trên trời giáng xuống lúc ấy. Nó là yêu chủng gì? Ta là... Tặc Điểu cố ý hách thân thể, thừa dịp Dạ An Nhiên không chuẩn bị, đột nhiên cúi đầu, hề hề nói. Các ngươi nhìn hắn có giống phụ thân các ngươi không? Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Dạ An Nhiên khóc không ra nước mắt, thật sự là không có cách nào cản được cái tên Tặc Điểu này. Tặc Điểu hăng hái. Các ngươi ngẫm lại bộ dáng lúc còn trẻ của Hung Linh Hầu xem, giống chứ? Ta cảm giác nếu là mời hắn đến chỗ gia gia các ngươi, gia gia các ngươi đều có thể cứ thế nửa ngày. Hỗn trướng, ngươi muốn chết. Bọn người Triệu Thế Kinh giận tím mặt, dám lấy phụ thân và gia gia bọn hắn ra nói đùa, đúng là chán sống. Đừng cứ luôn táo bạo như thế, nói chuyện chút thôi, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có chút. Cảm giác như vậy hay không? Cho ngươi thêm một cơ hội, thu hồi lời nói đi. Triệu Thế Hùng tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, hai mắt sung huyết, nắm chặt nắm đấm lúc nào cũng có thể tấn công. Thật có lỗi, tinh thần nó có chút vấn đề. Dạ An Nhiên tranh thủ thời gian khống chế Tặc Điểu lại. Bầu không khí khẩn trương, tất cả mọi người đều đang trợn nhìn, hận không thể xé xác Tặc Điểu. Tuy nhiên, sau khi an tĩnh lại thật lâu, Triệu Thế Kinh bỗng nhiên nhíu mày, khoan hãy nói, thật sự là có chút cảm giác như vậy. Chờ chút. Ta lại đang suy nghĩ cái gì vậy? Ta mới giống phụ thân ngươi, cả nhà của ta cũng giống như phụ thân ngươi. Triệu Thời Việt ngồi trong thạch điện to lớn trống trải, toàn thân quấn quanh xiềng xích nặng nề, nhưng vẫn tràn ngập huyết khí giết chóc như đại dương, giống như một con tuyệt thế hung thú bị vây khốn. Hung Linh Hầu, ngưỡng mộ đã lâu. Khương Phàm đi đến thạch điện cũng bị khí tức kinh khủng kia làm cho kinh đến. Từ xưa đến nay, người có thể khống chế sát lục chi hỏa thành công vượt qua sinh tử cảnh đều đếm được trên đầu ngón tay, mà Triệu Thời Việt lại làm được. Đây cơ hồ càng hiếm thấy hơn so với thức tỉnh thiên phẩm. Ngoại trừ có đan dược của xí thiên giới hỗ trợ, chủ yếu hơn có lẽ còn là ý chí mạnh hơn người bình thường của Triệu Thời Việt, cùng thần tính kim thai chảy xuôi trong huyết mạch hắn. Ngươi là ai? Hung Linh Hầu đưa hai con ngươi tinh hồng nhìn chằm chằm Khương Phàm, giống như là hai mảnh huyết hồ tĩnh mịch. Tràn ngập để ánh sáng đỏ hồng cho người ta tuyệt vọng. Khương Phàm trực tiếp làm rõ thân phận. Giống như ngươi, đều là hài tử Diêm Bá thu dưỡng, tu luyện đại diệu thiên kinh, dùng hỏa vũ thức tỉnh linh văn. Cũng đều là tại thời điểm 5-6 tuổi, Diêm Bá xa cách chúng ta. Tuy nhiên sau khi ngươi tiến vào xí thiên giới, có nhà mới, trải qua cũng tạm được, hắn liền không có quấy rầy nữa ngươi. Ta thì lại bốn chỗ gây chuyện để lão nhân gia ông ta nhớ mong. Diêm Bá. Triệu Thời Việt khàn khàn nói nhỏ, mặc niệm lấy xưng hô đã quên lãng sâu trong ký ức. Khương Phàm nhìn như lạnh nhạt, nhưng trong lòng kỳ thật lại đang âm thầm khẩn trương. Hắn lưu ý thấy vẻ mặt Triệu Thời Việt thay đổi, phán đoán phải chăng có cần phải giao lưu hay không, lại có thể giao lưu tới trình độ nào. Triệu Thời Việt trầm mặc thật lâu, đôi mắt tinh hồng lại nổi lên ánh sáng, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt mang cho hắn cảm giác kỳ diệu. Diêm Bá đã hoàn hảo. Bị thương nhẹ, tổng thể còn tốt. Khương Phàm cẩn thận ứng phó, loại cảm giác này thật giống như là đứng ở trước mặt một con ác thú kinh khủng, hơi không cẩn thận liền có thể có nguy hiểm tới sinh mệnh. Hắn ở đâu? Gần đây hẳn là đang ở Tây Bộ, đi tới đi lui giữa Đại Diễn Sơn Mạch cùng Đại La Sơn. Lão nhân gia ông ta đang bận thứ gì? Khảo sát luân hồi bí cảnh. Vị tiên tổ kiều gia kia không phải Diêm Bá. Bọn hắn có chút liên quan, nhưng không phải cùng một người. Là Diêm Bá bảo ngươi tới đây. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Thời Việt không nhìn thấy mảy may chút tình cảm nào, sát khí thảm liệt tràn ngập trong thạch điện, giống như là đại dương mênh mông vô hình, chập trùng lên xuống, sôi trào mãnh liệt. Nếu như đổi lại là những người khác,
chỉ sợ đã quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy. Khương Phàm không dễ chịu, từ linh hồn đến huyết mạch đều đang gian nan chống lại. Diêm Bá sau khi giúp ta chạy ra khỏi phương Bắc liền bận biểu chuyện của mình. Ta là nghe hắn nói lên qua ngươi, cho nên tới tiếp. Chỉ là đến tiếp. Xin Hung Linh Hầu yên tâm, ta không phải đến xin ngươi ra mặt điều giải sự kiện đại hoang, chính chúng ta có thể ứng phó. Lần này chỉ là tới nhìn ngươi, vị, huynh đệ, trên danh nghĩa này một chút, thuận tiện xin ngươi thay ta chuyển cáo một câu với Xí Thiên Giới. Huynh đệ trên danh nghĩa. Triệu Thời Việt lạnh lùng nói nhỏ, hỏi. Lời gì? Ta muốn lấy thân phận luyện đan sư, gia nhập Xí Thiên Giới. Ngươi là tới tìm cầu Xí Thiên Giới che chở. Ta nói, chúng ta có thể ứng phó nguy cơ, không cần đồng minh mới. Ta chỉ là muốn gia nhập Xí Thiên Giới, trở thành luyện đan sư của Xí Thiên Giới. Ngươi chỉ cần trở thành luyện đan sư của Xí Thiên Giới liền không có người có thể giết ngươi. Ngươi chỉ cần tiến vào Xí Thiên Giới, thế lực thiên hạ đang thu thập ngươi trước đó, đều phải cho Xí Thiên Giới mấy phần chút tình mọn. Ngươi, vẫn là đang tìm kiếm Xí Thiên Giới bảo hộ. Ta chỉ cần loại lực ảnh hưởng này, mà ta, cũng đáng với lực ảnh hưởng này. Tin tức Khương Phàm đại loạn cổ hoa đã từ Bắc Bộ truyền đến Nam Bộ, còn có chuyện hắn luyện chế 15 viên đan dược chuẩn thánh phẩm trong 9 ngày. Tin tưởng thời điểm Xí Thiên Giới nơi này nhận được tin tức cũng sẽ rất khiếp sợ. Dù sao hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, lại là thiên phẩm linh văn. Bằng vào thiên phú bày ra bây giờ, tương lai không lâu sẽ trở thành đan thánh, cơ hồ không chút lo lắng nào. Một cái thiên phẩm đan thánh, cho dù là Xí Thiên Giới cũng sẽ vô cùng động tâm. Người đáng để Xí Thiên Giới mời chào, nhưng người đã chọc tới phiền phức quá lớn. Phiền phức của ta nói lớn rất lớn, nói không lớn kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Cuối cùng cũng chỉ là khiêu khích cổ hoa hoàng thành mà thôi. Có thể cổ hoa là hoàng tộc phương Bắc, các ngươi quan tâm sao? Ngoại trừ cái này, còn có cái gì, không có. Những cái được gọi là liên hợp đuổi bắt, tuy nhiên cũng chỉ là hành vi cường đạo, muốn cấm nguyên cổ thụ cùng đan dược trong tay của ta mà thôi. Xí Thiên Giới chỉ cần tuyên bố ta trở thành luyện đan sư của nơi này, chẳng khác nào cấm nguyên cổ thụ có chủ nhân khác, bọn hắn tự nhiên là chủ động tản ra, không cần Xí Thiên Giới trực tiếp ra mặt làm bất cứ chuyện gì. Khương Phàm nhún vai, mặc dù có thành phần tránh nặng tìm nhẹ, nhưng tính đến cùng, ân oán xác thực chỉ có mỗi cổ hoa. Ngươi bây giờ tới không phải lúc, nếu như 2 tháng sau, đại hoang thật giải trừ được nguy cơ, khả năng Xí Thiên Giới sẽ nguyện ý tiếp nhận. Tuy nhiên, ta có thể truyền thỉnh cầu của ngươi vào Xí Thiên Giới. Ta xin cảm ơn Hung Linh Hầu trước. Nếu như ta thật có thể trở thành luyện đan sư của Xí Thiên Giới, tất nhiên sẽ đứng ở bên các ngươi đây. Chờ tin tức của ta. Triệu Thời Việt kéo lấy xiềng xích nặng nề chậm rãi đứng dậy. Khương Phàm âm thầm thở phào, coi như thuận lợi. Không có lo lắng chất vấn, uy hiếp, khiêu khích các loại. Cũng không có khống chế hắn trực tiếp dò xét. Ngẫm lại, có thể làm được vị trí hầu gia chiến quốc, cũng không chỉ đơn giản là biết giết chóc như vậy, còn sẽ có lòng dạ. Khương Phàm sau khi rời khỏi thạch điện, tìm được Dạ An Nhiên. Thỏa đàm. Nói chuyện gì? Bọn người Triệu Thế Kinh quái dị nhìn Khương Phàm, liền biết hắn khẳng định có mục đích gì đó. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể sẽ trở thành người một nhà. Người một nhà, có ý gì? Mục đích ta tới nơi này là muốn gia nhập Xí Thiên Giới, trở thành luyện đan sư trong đây. Nếu như thành công, vậy chúng ta chính là người một nhà. Ngươi muốn gia nhập Xí Thiên Giới. Bọn người Triệu Thế Kinh cùng hô to lên. Ta cảm giác ta hẳn là có tư cách. Khương Phàm mỉm cười, nói với Triệu Thế Hùng. Muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, Tác Ngọc Đường bây giờ đang ở trong Xí Thiên Giới sao? Triệu Thế Hùng nhìn chằm chằm Khương Phàm một hồi, mới nói. Hắn đang ở chiến quốc chúng ta, bây giờ hẳn là đang ở trong Bá Vương phủ. Ngươi đoán xem hắn đang làm gì? Không phải là tác hợp Bá Vương đến bên trong đại hoang bắt ta chứ? Coi như ngươi thông minh, tuy nhiên, bây giờ xem ra, không cần thiết phiền phức như vậy. Chỉ cần Bá Vương ra lệnh một tiếng, ngươi sẽ bị khống chế, đưa đến trước mặt hắn. Bá Vương phủ cũng không dám đến nơi này bắt người đấy chứ? Khương Phàm đang nói, người của Bá Vương phủ đã đi tới phía trước Hung Linh Hầu phủ, lại là Tiểu Vương gia, Sở Thương Minh. Tiểu Vương gia, rất lâu không gặp. Nghe nói ngươi đang độ sinh tử cảnh, sao hôm nay lại ra làm gì?
Triệu Thế Hùng dẫn người đi đến phủ cửa, nghênh tiếp tử địch của hắn, Sở Thương Minh. Nói là tử địch cũng không quá đáng chút nào. Bởi vì hắn đã thức tỉnh thiên linh văn, uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị bá vương phủ. Cho nên tất cả người của bá vương phủ không nguyện ý nhìn thấy hắn trùng kích thánh linh cảnh, càng hận hơn khi không được phế đi hắn. Những năm gần đây đã hạ độc thủ cho hắn không ít lần. Tu luyện sinh tử cảnh có rất nhiều coi trọng, không thể nào cứ giấu ở trong mật thất hoài được. Hôm nay ta nghe được một chuyện có ý tứ, đặc biệt đến đây xem tình huống. Sở Thương Minh phong thần như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, mang trên mặt nụ cười tuấn lãng. Tiểu hầu gia hôm nay, ha ha, bị lăng nhục rồi, lúc ấy ta không ở đó, nghe người ta nói. Rất thảm nha. Ngươi, bọn người Triệu Thế Kinh cùng nhau bước lên phía trước, căm tức nhìn Sở Thương Minh. Cường giả vương phủ sau lưng Sở Thương Minh toàn bộ cũng về phía trước, ngửa đầu, cường thế giằng co. Mặc dù thanh danh hung linh hầu phủ rất đáng sợ, nhưng bá vương phủ bọn hắn không sợ. Triệu Thế Hùng lạnh lùng. Tiểu vương gia giống như rất vui vẻ. Sở Thương Minh cười nói. Ta là rất tức giận, lại có người mưu hại tiểu hầu gia hung linh hầu phủ, chúng ta thật sự là đáng chết. Ta đã đặc biệt điều tra thân phận của bọn hắn, muốn thay tiểu hầu gia báo thù. Kết quả tra một cái không sao, vậy mà lại tra được hắn là Khương Phàm, là người gần đây gây nên oanh động lớn. Hắn thật sự là lớn gan thật, khiêu khích hoàng tộc phương Bắc, nghênh chiến các phương vây bắt, bây giờ lại chạy đến bá vương chiến quốc chúng ta, nhục nhã tiểu hầu gia. Đúng là tội không thể tha. Ta phụng mệnh phụ vương, trục xuất Khương Phàm ra khỏi bá vương chiến quốc, nơi này, không chào đón hắn. Sở Thương Minh không có nói thẳng là bắt lấy Khương Phàm. Bởi vì Khương Phàm không thuộc về nơi này, vương quốc không có quyền trực tiếp khống chế ai, đây cũng là tư thái thừa hành trung lập của xí thiên giới bọn hắn. Nhưng, bọn hắn hoàn toàn có thể mời người nào đó rời khỏi. Tại lãnh địa bá vương chiến quốc, bá vương phủ có thể trực tiếp làm chủ. Triệu Thế Hùng nói, Khương Phàm không có nhục nhã ta, cũng không có khiêu khích ta. Khiêu chiến công bằng, ta có chơi có chịu, hắn bây giờ là bằng hữu của hung linh hầu phủ chúng ta. Chúng ta hoan nghênh. Nụ cười trên mặt Sở Thương Minh dần dần thu liễm. Bằng hữu, ta không nghe lầm đấy chứ, tiểu hầu gia là đang làm bằng hữu cùng Khương Phàm. Ngươi là tiểu hầu gia hung linh hầu phủ, hung linh hầu phủ là hầu phủ của bá vương chiến quốc, thái độ của ngươi rất dễ dàng khiến cho bên ngoài phỏng đoán lung tung, mang theo cho chiến quốc phiền toái không cần thiết. Khương Phàm tới bái phỏng hung linh hầu phủ, đã được phụ thân tiếp đãi. Trước khi phụ thân không có minh xác thái độ, hắn cần ở lại nơi này. Về phần sau này là đuổi ra ngoài, hay là ở lại làm khách, chúng ta sẽ tự mình xử lý. Tiểu vương gia, trở về bế quan đi. Ngươi còn lại thời gian một năm, đừng loạn xen vào chuyện bao đồng, nếu không một năm sau, độ không qua sinh tử cảnh, thì sẽ mất mạng đấy. Ta cũng không muốn đến lúc đó lại đi tham gia tang lễ của ngươi. Triệu Thế Hùng vung tay lên, trực tiếp dẫn người trở lại hầu phủ. Triệu Thế Hùng, đám người vương phủ nhao nhao giận dữ. Sở Thương Minh hơi nhíu chân mày lại, thật sự là ngoài ý muốn. Triệu Thế Hùng là người cường thế tự phụ như vậy, vậy mà lại có thể khoan nhượng khi bị Khương Phàm nhục nhã, chấp nhận mình thất bại. Khương Phàm bái phỏng hung linh hầu phủ có mục đích gì? Hung linh hầu lại còn tiếp kiến. Sở Thương Minh không hiểu rõ. Trước đó Tắc Ngọc Đường đã tự mình bái phỏng hung linh hầu, thỉnh cầu đuổi bắt Khương Phàm. Bị hung linh hầu lấy lý do, phiền phức, mà cự tuyệt, bây giờ Khương Phàm lại chủ động đưa tới cửa, hung linh hầu lại làm bằng hữu mà tiếp kiến. Chẳng lẽ Khương Phàm muốn hợp tác với hung linh hầu phủ? Đám người bá vương phủ trao đổi ánh mắt, cũng không hiểu rõ hung linh hầu đang suy nghĩ gì. Tên Khương Phàm này rõ ràng là một tên siêu cấp đại phiền toái, một khi bị người ta biết hắn cùng hung linh hầu phủ hợp tác, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hắn hẳn là đã mở ra một ít điều kiện khiến hung linh hầu cự tuyệt không được. Chẳng lẽ là cấm nguyên cổ thụ, hay là trường sinh đan? Sở Thương Minh cảm thấy không lành. Nếu như là cấm nguyên cổ thụ, thế chẳng phải sẽ gia tăng lực lượng của hung linh hầu sao? Nếu như là trường sinh đan thì lại càng ghê gớm, lấy thực lực hai đại phe phái phía sau hung linh hầu phủ, nếu như đạt được thuật luyện đan trường sinh đan, thật có khả năng sẽ luyện ra. Kể từ đó, địa vị của bọn hắn không chỉ có nhanh chóng tăng lên, cũng sẽ để hung linh hầu hoặc là một ít đan thánh kéo dài tuổi thọ. Đáy mắt Sở Thương Minh lóe lên ý lạnh, nói.
Tràn tin tức Khương Phàm đang ở Bá Vương Chiến Quốc ra đi, càng nhanh càng tốt. Chúng ta đi làm ngay. Đám người Vương Phủ nhanh chóng tản ra. Hoàn cảnh của Bá Vương Chiến Quốc rất đặc thù, tụ tập tân khách Nam Lai Bắc các nơi, chỉ cần tin tức ở chỗ này, nổ tung, tất nhiên sẽ bằng tốc độ nhanh nhất truyền khắp Nam Bộ. Hung Linh Hầu Phủ giữ Khương Phàm lại rồi. Sau khi Tác Ngọc Đường nhận được tin tức, hắn không thể tin mà hỏi lại hai lần. Khương Phàm đột nhiên lại tới đây, quả thực để hắn hưng phấn một trận, cũng đã cùng Bá Vương liên hệ tốt, do bọn hắn ra mặt đánh Khương Phàm ra ngoài, sau đó bí mật bắt. Không nghĩ tới Hung Linh Hầu lại bảo vệ Khương Phàm. Tác Ngọc Đường vội vã rời khỏi Bá Vương Phủ, thẳng đến Hung Linh Hầu Phủ, muốn cùng Hung Linh Hầu nói chuyện. Chỉ cần giao Khương Phàm cho hắn, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Thánh chủ, không không, bây giờ hẳn là Tác trưởng lão. Khương Phàm tự mình ở trong sân tiếp đãi Tác Ngọc Đường. Khương Phàm, ngươi không sợ bây giờ ta liền giết ngươi. Sắc mặt Tác Ngọc Đường cực kỳ khó coi, tên điên này thật to gan, cứ như vậy mà đứng ở trước mặt hắn. Một linh hồn cảnh nho nhỏ, không sợ hắn một bàn tay chụp chết sao? Biết đây là cái gì không? Khương Phàm nắm Cấm Nguyên Châu, lung lay ở trước mặt Tác Ngọc Đường. Cái gì? Cấm Nguyên Châu, ta nhẹ nhàng bóp. Thời gian liền định trụ, mặc dù chỉ có vài giây đồng hồ, nhưng đầy đủ để ta lột y phục của ngươi, xuyên một cái động ở ngực ngươi. Tác Ngọc Đường biến sắc, kinh sợ lui hai bước. Khương Phàm tùy ý cười. Ngươi còn đừng không tin năng lượng của nó. Không phải vậy, ngươi cho rằng vị thánh tổ cổ hoa thứ năm kia là làm thế nào vừa lộ diện liền bị chém thành hai khúc. Tất cả đều là công lao của tiểu tử này. Ngươi không dám. Tác Ngọc Đường rất nhanh đã định thần lại. Nhưng nhìn thấy Khương Phàm ở trước mặt, hắn không nhịn được bực bội tức giận. Hắn là đan thánh cao quý, người đủ tư cách cùng hắn nói chuyện tất cả đều là chút ít đại nhân vật, duy chỉ có tiểu tử này, bắt đầu từ linh nguyên cảnh đã liền trà đạp hắn. Mỗi lần gặp mặt, chuẩn không có việc gì tốt, không chỉ có để hắn mất hết thể diện, mà sẽ còn làm hắn tức giận đến thổ huyết. Hắn đều đã ném nhà cửa sự nghiệp trong tay chạy đến xí thiên giới, vậy mà vẫn còn đụng phải. Không phải chỉ là lúc trước bắt phụ thân ngươi sao, nhất định phải không chết không thôi, dây dưa cả một đời. Ta là tới làm khách, không phải tới giết người. Khương Phàm thu nụ cười lại. Không nôn nóng, chỉ cần xí thiên giới đồng ý thu ta, ta sẽ liền nghĩ được cách giết chết ngươi. Không giải quyết lão gia hỏa này, thực sự không dám vào trung vực. Ngươi muốn làm gì, lôi kéo Hung Linh Hầu Phủ, giúp ngươi giải quyết nguy hiểm bên trong đại hoang. Ngươi nghĩ quá đơn giản, Hung Linh Hầu Phủ tuyệt đối không thể nào công nhiên nhúng tay sự kiện chiến tranh phía ngoài. Coi như hắn đồng ý, Bá Thiên Chiến Quốc cũng là do Bá Vương Phủ làm chủ, nơi đó không đồng ý, bọn hắn sẽ không ra tay. Tác Ngọc Đường hừ một tiếng, vòng qua Khương Phàm muốn đi vào trong. Ngươi muốn đi đâu, Hung Linh Hầu không ở đây. Đi đâu? Xí Thiên Giới. Làm gì? Đi hỏi giới chủ Xí Thiên Giới một chút. Có muốn thiên phẩm đan thánh tương lai là ta đây hay không? Ngươi, ngươi mơ mộng hão huyền. Tác Ngọc Đường kích động hô to, toàn thân dâng lên liệt diễm, phóng lên tận trời, vô cùng lo lắng chạy tới xí thiên giới. Tên điên này đúng là quá cảm tưởng, lại muốn bước vào xí thiên giới. Không có danh hào thánh địa bảo hộ, lại tìm đến xí thiên giới làm chỗ dựa. Thua thiệt hắn nghĩ ra. Tuy nhiên, sự kiện Khương Phàm luyện đan tại phương Bắc cổ hoa xác thực đưa tới náo động rất lớn, ngay cả bên trong xí thiên giới đều công khai thảo luận qua Khương Phàm là như thế nào làm được. Nếu như Khương Phàm thật được nhận vào, hắn sẽ còn đến mức nào? Giờ khắc này, bên trong xí thiên giới đã triển khai thảo luận kịch liệt. Ý kiến giữa ngũ đại phe phái vô cùng xung đột. Ngoại trừ Triệu gia nguyện ý duy trì Hung Linh Hầu gia. Ngay cả Đổng gia vừa mới thông gia đều rất phản đối việc Khương Phàm tiến vào xí thiên giới. Nguyên nhân không ngoài việc Khương Phàm bây giờ đã chọc tới phiền phức. Tiếp nhận Khương Phàm, chẳng khác nào tiếp nhận cục diện rối rắm của hắn. Coi như không cần tự mình ra mặt xử lý, cũng sẽ để bên ngoài cảm giác là bọn hắn muốn tham dự. Trước đó xí thiên giới bởi vì cưỡng ép thu ly hỏa thánh chủ, Tác Ngọc Đường, đã cùng thánh địa trung vực phát sinh xung đột kịch liệt. Mặc dù thánh địa trung vực nơi đó đã thỏa hiệp, nhưng hai bên rõ ràng đã trở mặt, cũng rước lấy rất nhiều tiếng nghị luận. Nếu như đứng trên đầu sóng ngọn gió này lại thu thêm cái tên con buôn chiến tranh Khương Phàm này, không chỉ có sẽ chọc giận hoàng tộc phương Bắc, mà sẽ còn rước lấy càng nhiều tiếng nghị luận,
Ví dụ như, chẳng lẽ Xí Thiên Giới muốn thay đổi tư thái, nhúng tay sự vụ bên ngoài. Lại ví dụ như, Xí Thiên Giới muốn mở rộng thực lực, trùng kích địa vị hoàng đạo chân chính. Đầu tiên cảnh giác bọn hắn sẽ là hoàng đạo Tây Nam, Thái Cổ Thần Miếu. Khi Tác Ngọc Đường chạy đến nơi này, càng làm cho tranh luận xung đột trầm trọng hơn. Thậm chí Tác Ngọc Đường còn bày ra tư thế, người có ta không có hắn, có hắn không có ta. Sau một ngày, Hung Linh Hầu rời khỏi Xí Thiên Giới, tiếp kiến Khương Phàm. Giới chủ tỏ thái độ, Xí Thiên Giới không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn gây chuyện, nhất là chuyện hoàn toàn không cần thiết. Nàng rất thưởng thức thuật luyện đan của ngươi, cũng hy vọng có thể chiêu mộ được luyện đan sư như ngươi đây, nhưng đối với việc phải bỏ ra cái giá mà nói, nàng thà rằng mất đi ngươi. Khương Phàm đã liệu đến việc này. Nói thẳng, ta nguyện ý giao thuật luyện trường sinh đan cho Triệu gia. Nhưng, chỉ giới hạn ở Triệu gia, làm phiền Hung Linh Hầu thông báo lần nữa. Triệu Thời Việt cũng rất thẳng thắn. Chờ tin tức của ta. Nửa ngày sau, Triệu Thời Việt trở lại Hầu Phủ, tiếp kiến Khương Phàm. Triệu gia rất hy vọng đạt được đan thuật trường sinh đan, nhưng thái độ của giới chủ cùng những phái hệ khác đều vô cùng kiên quyết, bọn hắn không có nắm chắc thuyết phục. Mặt Khương Phàm mỉm cười. Còn xin chuyển cáo Triệu gia, đồng ý giúp đỡ, ta sẽ giao ra trường sinh đan, nhưng còn muốn những cái khác, là thuộc về lường gạt. Ta cũng biết dưới tình huống này muốn thu ta vào Xí Thiên Giới rất khó khăn, nhưng thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí. Đan thuật trường sinh đan này của ta, không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Hung Linh Hầu cũng nói thẳng. Cái giá tiếp nhận ngươi quá lớn, ngươi cần lại mở điều kiện. Một viên trường sinh đan, ta chỉ cần làm trưởng lão, không cần bọn hắn vì ta xử lý bất cứ chuyện gì. Nếu như lại muốn điều kiện khác, yêu cầu của ta cũng là phải thay đổi. Khương Phàm đợi đến ngày thứ hai, rốt cuộc Hung Linh Hầu cũng trở về. Xí Thiên Giới nguyện ý tiếp nhận ngươi, nhưng chỉ có thể làm trưởng lão trên danh nghĩa. Cái gì gọi là trưởng lão trên danh nghĩa? Trên danh nghĩa, ngươi thuộc về Xí Thiên Giới. Trên thực tế, ngươi không thuộc về Xí Thiên Giới. Thuật luyện đan của ngươi được Xí Thiên Giới tán thành, tương đương với một danh dự, nhưng ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều không có liên quan gì với Xí Thiên Giới. Trường sinh đan của ta chỉ đáng giá một cái hư danh. Còn có một giá trị, chính là ngươi có thể bằng vào cái danh dự này, tùy ý ra vào Xí Thiên Giới. Chỉ cần tiến vào Xí Thiên Giới, thì không có người nào dám đến trong đó giết ngươi. Xét thấy tình thế ngươi gặp phải bây giờ, đây là điều kiện lớn nhất mà Xí Thiên Giới có khả năng tiếp nhận. Cho dù là trên danh nghĩa này cũng bị đám người Tác Ngọc Đường cực lực phản đối. Ta nghĩ Xí Thiên Giới đã sai lầm rồi. Giá trị của Khương Phàm ta, liền đã là giá trị danh dự của một trưởng lão, vậy trường sinh đan của ta. Khương Phàm mỉm cười, nhìn thẳng Triệu Thời Việt. Cho chó ăn rồi. Triệu Thời Việt đưa con mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Khương Phàm, người khác thời điểm đối mặt hắn, đều luôn e ngại sát khí của hắn, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như thế. Khương Phàm không nhìn đến cái khí tức sát phạt đang phun trào kia, tiếp tục nói. Trường sinh đan của ta có giá trị gì, Triệu gia sau lưng ngươi so với ai khác đều rất rõ ràng. Không đạt được yêu cầu của ta, ta không thể nào giao ra trường sinh đan. Ta có chút phiền phức, nhưng người của ta có thể giải quyết, không tin chúng ta liền cược 2 tháng. Đã ngươi không cần chúng ta, vì sao muốn tiến vào Xí Thiên Giới? Một lão nhân tóc trắng xóa, từ trong bóng tối thạch điện đi tới. Nghĩa phụ ta, Triệu Thời Việt giới thiệu. Đây là ân nhân lúc trước thu dưỡng hắn, Triệu Huyễn Diệp. Cũng là người phụ trách phe phái đương kim Triệu gia trong Xí Thiên Giới. Khương Phàm hành lễ đơn giản, nói. Ta xác thực phải dùng danh hào của Xí Thiên Giới, nhưng ta không phải là bởi vì đại hoang, mà là ta phải vào trung vực. Bản thân Khương Phàm ta có giá trị đáng để Xí Thiên Giới mời chào, càng đáng để Triệu gia các ngươi mời chào. Chờ tương lai của ta trở thành thiên phẩm đan thánh. Đối với lực lượng Triệu gia chính là sự tăng lên cực lớn. Chỉ một điểm này, đã làm cho các ngươi vì ta mà làm nền để ta tiến vào Xí Thiên Giới. Thuật luyện đan trường sinh đan cũng có thể tăng lên lực ảnh hưởng cực lớn cho Triệu gia các ngươi, cùng thực lực Triệu gia và Hung Linh Hầu phủ. Ảnh hưởng trực tiếp nhất, chính là để cho ngươi cùng Hung Linh Hầu, sống lâu thêm rất nhiều năm. Khương Phàm nói xong, lập tức bổ sung thêm một câu. Các ngươi đừng nghĩ đến giết chết ta. Cưỡng ép cướp đi đan thuật. Vật kia không ở chỗ ta đây, mà là ở chỗ Kiều gia nơi đó.
Các ngươi đồng ý, ta mới có thể phái người đi mời. Cũng đừng hòng khống chế ý thức của ta, Khương Phàm ta nếu đã dám đến, thì chính đã có chuẩn bị đầy đủ. Ta có thể từ phương Bắc chạy trốn tới phương Nam, ta cũng có thể từ nơi này lại trở về Đại Hoang. Triệu Huyễn Diệp yên lặng nhìn Khương Phàm một lát, lại cùng Triệu Thời Việt đụng đụng ánh mắt. Thật đúng là một hài tử có tính cách có đảm phách, khó trách có thể náo ra nhiễu loạn lớn như vậy tại phương Bắc, còn có thể khống chế gia tốc lớn như Kiều Gia, cùng tổ chức sát thủ ác nhân gốc của phương Bắc. Ngươi thật giống như quên một người, Tác Ngọc Đường. Hắn bây giờ rất được giới chủ coi trọng, bên cạnh còn có 12 vị luyện đan sư kinh nghiệm phong phú, cũng mang tới tài nguyên rộng lượng từ Ly Hỏa Thánh Địa, đã có xu thế trở thành đại phái thứ 6. Giới chủ càng có ý định đến đỡ Tác Ngọc Đường là đại phái thứ 6 hơn, lấy thân phận tử trung, ngăn những phái hệ khác. Nếu như chúng ta khống chế ngươi lại, chẳng khác nào kết giao với Tác Ngọc Đường, được đại phái thứ 6 kia của hắn duy trì. Nếu như ngươi đề cử tiến vào Xí Thiên Giới, chẳng khác nào triệt để đắc tội bọn hắn, đắc tội giới chủ. Hai tử, giá trị của Trường Sinh Đan, chính là ở đây. Nó, cũng chỉ có thể đáng với cái giá này. Khương Phàm lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ta không để ý, thay các ngươi diệt trừ hắn. Triệu Thời Việt cùng Triệu Huyễn Diệp có chút nhíu mày, đột nhiên đã hiểu. Mục đích thật sự mà tiểu tử này tới đây, không phải là Tác Ngọc Đường đấy chứ. Nếu như hắn trực tiếp săn giết Tác Ngọc Đường, không chỉ có khó khăn trùng điệp, mà còn khiêu chiến Xí Thiên Giới, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng nếu như có được thân phận trưởng lão nội bộ Xí Thiên Giới liền có thể ở bên trong tự do hoạt động, mà xử tử Tác Ngọc Đường cũng chỉ có thể xem như tranh đấu nội bộ trong Xí Thiên Giới. Hảo tiểu tử, đủ hung ác, đủ điên cuồng, đủ khôn khéo. Rõ ràng là chạy tới tìm Tác Ngọc Đường, lại quanh co lòng vòng biến thành giúp bọn hắn bận rộn. Triệu Huyễn Diệp nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như ngươi giết Tác Ngọc Đường, đừng nghĩ còn sống rời khỏi Xí Thiên Giới. Xí Thiên Giới không phải thánh địa, càng không phải là cổ hoa hoàng tộc, giới chủ chúng ta càng không phải như thánh chủ cùng tộc trưởng kia, nàng sẽ không cho phép ngươi làm ẩu. Để cho ta thử một chút, nếu như ta thành công, liền giúp các ngươi giải quyết phiền phức. Nếu như không thành công, tất cả trách nhiệm ta gánh, các ngươi không biết chút nào. Nếu như chúng ta bất lực tiến cử ngươi, liền không có phiền toái như vậy. Ngươi đây là đang giúp chính ngươi. Nếu các ngươi như không muốn phiền toái như vậy, cũng đừng nghĩ có được Trường Sinh Đan. Khương Phàm không kiêu ngạo không tự ti, thái độ cường thế. Không khí trong điện ngột ngạt thật lâu. Triệu Huyễn Diệp nói, ngươi đi xuống đi, chúng ta sẽ cân nhắc một lần nữa. Ta chờ tin tức các ngươi. Sau khi Khương Phàm rời khỏi, Triệu Huyễn Diệp nhìn Triệu Thời Việt. Hắn cho ngươi hứa hẹn gì, ngươi lại giúp hắn bận bịu như thế này. Chẳng lẽ ngài không có chú ý, hình dạng của hắn rất giống ta lúc còn trẻ. Triệu Thời Việt đều đã nhanh quên hình dạng mình, thế nhưng khi nhìn đến Khương Phàm một khắc này, trong thoáng chốc hắn đã nhớ ra rồi. Giữa bọn hắn có một loại cảm ứng mãnh liệt, cũng khẳng định giữa bọn hắn có liên quan đặc thù. Giống chứ? Triệu Huyễn Diệp đánh giá Triệu Thời Việt, lại hồi tưởng bộ dáng của Khương Phàm. Giống ta lúc còn trẻ, ngoại hình của một người, trước 50 tuổi đến từ phụ mẫu, sau 50 tuổi thì là tự mình quyết định, là 50 năm biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải chồng chất, 50 năm tâm tính lắng đọng. Bây giờ ta, sớm đã không giống ta đã từng. Nhưng hắn lại làm cho ta nhớ tới ta đã từng. Triệu Huyễn Diệp khẽ nhíu mày. Ngươi muốn nói cái gì? Ngài còn nhớ rõ ta đã từng nói qua Diêm Bá không? Hắn đã từng từ bỏ ta, nhưng hắn nuôi dưỡng Khương Phàm. Ngươi muốn báo ân. Ta đã không quan tâm ta từ đâu tới đây, phụ mẫu là ai, nhưng hắn nuôi ta 5 năm, dạy ta 5 năm, ta muốn trả phần ân kia. Triệu Huyễn Diệp than nhẹ một tiếng. Ta hiểu được. Cho ta thời gian mấy ngày. Triệu Thời Việt ngồi trong thạch điện, yên lặng phủ lên xiềng xích nặng nề, phong ấn mình vào biển sát khí. Tỉnh lại. Một tượng đá quái vật trấn thủ nơi hẻo lánh đột nhiên mở hai mắt ra. Pho tượng tương tự hình người, mặt lại như ác viên, phía sau tụ lại hai cánh, phần đuôi dài nhỏ như câu. Chủ nhân. Mật lệnh toàn thể thạch tượng quỷ chiến quốc, tiếp cận Khương Phàm cho ta. Ta muốn biết mỗi câu hắn nói, mỗi việc hắn làm. Ngươi tự mình đi Đại La Sơn Tây Bộ một chuyến, tra một lão già mù. Nếu như truy tra không được, tiến vào Đại Diễn Thánh Địa. Nếu như còn không có, tiến vào Luân Hồi Bí Cảnh.
Ngàn vạn lần phải cẩn thận, cảnh giới của hắn ở trên bán thánh. Đáy mắt Triệu Thời Việt mang theo huyết quang lạnh lẽo, giống như là em mờ lôi, lấp lóe tại huyết hải. Lĩnh mệnh, thạch tượng quỷ chấn mở thạch rực cánh đá, bay lên không, xoay quanh vài vòng trong thạch điện, một đầu đâm về mặt đất cứng rắn. Mặt đất vậy mà lại giống như mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, hoàn toàn che mất hắn. Triệu Thời Việt nhấc đầu ngón tay lên, nâng ở giữa không trung. Sau đó không lâu, hư không nhúc nhích, một tiểu côn trùng to mọng rơi xuống trên đầu ngón tay của hắn. Triệu Thời Việt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa với côn trùng, đáy mắt lóe ra tà quang huyết sắc. Chỉ là hắn đang do dự một lúc lâu sau, lắc đầu, lại giữ côn trùng ở trong lòng bàn tay. Triệu công tử, muốn làm phiền ngươi giúp một chút. Khương Phàm rời phòng, tìm được Triệu Thế Hùng. Trước khi Xí Thiên Giới xác minh tiếp nhận ngươi, ngươi chỉ là khách lâm thời. Triệu Thế Hùng mịt mờ cự tuyệt. Tạ ơn, đi thôi. Khương Phàm làm bộ nghe không hiểu. Ta nói, ngươi là khách lâm thời. Đúng vậy, đạo đãi khách của Hung Linh Hầu Phủ, xa gần nghe tiếng, một chút phiền phức nhỏ, khẳng định là sẽ hỗ trợ. Ngươi giả ngu, không giúp. Đừng sao động như thế, chính là tiện tay mà thôi. Chờ ta tiến vào Xí Thiên Giới, tự thân vì ngươi luyện một viên đan dược. Sau lưng ta có hai đại phe phái đan dược đứng đấy, tùy tiện bên nào cũng đều có thể bù đắp được Ly Hỏa Thánh Địa đã từng, ngươi cảm thấy ta cần đan dược của ngươi. Khương Phàm nhìn hắn chằm chằm một lát. Ngươi tức giận. Tức cái gì? Ta thắng ngươi, ngươi tức giận, nói rõ ngươi thua không nổi. Tương lai ngươi muốn tiếp quản người của chiến quốc, sao có thể chút lòng dạ này? Triệu Thế Hùng ta có thể tiếp nhận thất bại, nhưng ta không chấp nhận được bị người mưu hại. Vậy chúng ta lại đi lôi đài công bằng đánh một trầu. Ta thắng, ngươi giúp ta làm một chuyện, ta thua, tùy ngươi xử trí. Triệu Thế Hùng nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phàm một hồi. Mặc dù tràn ngập chiến ý, nhiệt huyết nhấc lên, thế nhưng hồi tưởng bị áp chế tình huống trước đó, vẫn nuốt ức nhịn được. Trước đó bị liên thủ đánh bại, còn có thể nói với bên ngoài là bị hố. Nếu như lên đài lại bị đánh, thanh danh triệt để liền ném đi. Triệu Thế Hùng nghĩ tới đây lại là một trận tức giận, chưa từng nghĩ tới hắn cao ngạo như thế vậy mà lại cần dùng phương thức này tránh lui đến cứu danh dự. Hỗ trợ cái gì, nói. Giúp ta đi cứu một người. Ta nói, chúng ta bây giờ sẽ không nhúng tay chuyện đại hoang. Không phải người bên trong đại hoang, là người đang ở chiến quốc này. Ngươi yên tâm, một người rất bình thường, cũng là tiện tay mà thôi. Người nào? Nô lệ. Chỉ là một nô lệ bình thường. Rất bình thường. Chính ngươi cứu không được. Chủ nhân của nàng rất phách lối, không bán. Cho nên ta muốn xin mời Triệu công tử ra mặt, nói giúp ta một câu. Ta an bài người xuống ra mặt đi qua giải quyết. Không không không, chuyện này được ngươi phải tự mình ra tay. Rốt cuộc là ai? Một vị cô nương hồng quán, hoa khôi lầu 8. Triệu Thế Hùng tiếp cận Khương Phàm, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi là cố tình sao? Ta đường đường là tiểu hầu gia Hung Linh Hầu Phủ, cùng ngươi đến hoa lâu chuộc một cô nương. Khương Phàm mỉm cười nói. Tiện tay mà thôi. Khương Phàm, bên ngoài đã truyền ra thân phận của ngươi, rất nhiều người đều tụ tại bên ngoài Hầu Phủ muốn chiêm ngưỡng, phong thái của ngươi, còn có rất nhiều thế lực đang từ nơi khác đuổi tới nơi này. Ngươi bây giờ chính là một tiêu điểm. Dưới tình huống này, ngươi để cho ta dẫn ngươi đi hoa lâu tranh giành tình nhân. Ngươi không ngại mất mặt, nhưng Triệu Thế Hùng ta còn gánh không nổi người kia đâu. Ngươi sống, để ý ánh mắt người khác như vậy làm gì? Ta nói ngươi còn phải tu luyện một chút, tu tâm. Triệu Thế Hùng gầm thét. Ta tu đại gia ngươi, cút. Sau khi nghe được thanh âm, Triệu Thế Kinh, Triệu Thế Võ vội vã chạy tới. Bát đệ, thế nào? Hỗn đản này bảo ta cùng hắn đi hồng quán mua hoa khôi. Triệu Thế Hùng tại chiến quốc là người nhanh nhẹn dũng mãnh, cường đại cao ngạo, trong mắt của vô số người hắn chính là bá vương tương lai, hắn sao có thể đến loại hoa lâu kia, lại còn là đi mua cô nương. Nếu cái này là truyền ra ngoài, Triệu Thế Hùng hắn phải để mặt ở đâu? Nhạc phụ nơi đó sẽ nhìn hắn thế nào? Ngươi cố tình sao? Hai người Triệu Thế Kinh cau chặt lông mày, gia hỏa này đủ thoải mái đó, còn có tâm tư đi mua cô nương chơi. Khương Phàm quay người rời khỏi, đi tới bên ngoài thạch điện, sâu trong vương phủ. Hung Linh Hầu, có thể hay không xin mời lệnh công tử, theo giúp ta đi bên ngoài đi dạo.
Trong thạch điện trầm mặc một lát, truyền ra âm thanh trầm thấp đáp lại. Lão đồ. Một thị vệ hùng tráng bên ngoài thạch điện móc ra cái ngọc bài từ trong túi, giao cho Khương Phàm. Gặp bài như gặp người, không được loạn dùng. Khương Phàm nói lời cảm tạ, tìm tới Triệu Thế Hùng, lung lay ngọc bài trong tay. Chúng ta đi bây giờ chứ? Bọn người Triệu Thế Hùng khó có thể tin được mà nhìn ngọc bài. Ngươi nói cái gì cùng phụ thân rồi? Trời sắp tối rồi, bây giờ chúng ta xuất phát được chứ? Vào đêm, bá vương chiến quốc so với ban ngày lại càng náo nhiệt, nhất là tử quán hoa lâu, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Dưới sự kiên trì của Khương Phàm, Triệu Thế Hùng miễn cưỡng thuyết phục mình. Nhưng Triệu Thế Hùng thật sự là không có đi qua nơi đó, cho nên kéo theo khách quen của hoa lâu, thất ca hắn, Triệu Thế Võ. Triệu Thế Võ thay đổi cách ăn mặc, mang theo tiền và lễ vật. Khương Phàm, Dạ An Nhiên, Triệu Thế Hùng, Triệu Thế Kinh, thì ngụy trang thành thị vệ. Hồng Quán. Hồng Quán xa hoa cao quý vừa mới vào đêm liền tụ mãn tân khách các phương mộ danh mà đến. Rất nhiều công tử phú gia, tử đệ cường tộc, tập trung vào hoa khôi tầng 7 đi lên. Có một ít người thậm chí là cướp đoạt hoa khôi ngưỡng mộ trong lòng nào đó, ra giá cao tranh giành. Thất công tử, ai ô ô, một thời gian ngài không có tới, mấy cô nương đều rất nhớ ngài. Thị nữ nghênh tiếp bên ngoài Hồng Quán nhiệt tình chào đón. Triệu Thế Võ ho nhẹ vài tiếng, mặc dù là khách quen, nhưng trước mặt người nhà, vẫn có chút xấu hổ. Cái này, ngạch, đêm nay làm ăn khá khẩm nha. Đều là được các ngài chiếu cố, mau mau, mời vào bên trong. Cô nương trên lầu còn có nhàn rỗi không? Ngài tới đúng lúc, hoa khôi trên lầu vừa mới bắt đầu cạnh tranh. Ngài nói ngài xem trọng người nào, ta đây đi sắp xếp người ngăn lại. U Mộng cô nương còn không có bận đấy chứ. U, còn nhớ U Mộng cô nương sao, lần trước ngài tới. Khụ khụ, khụ khụ. Triệu Thế Võ dùng sức ho khan. Ngạch, ha ha, ngài có thể thay người khác không? Thị nữ liếc mắt mấy người phía sau Triệu Thế Võ. Các công tử tới đây phổ biến đều mang thị vệ, sẽ ở thời điểm bọn hắn hưởng thụ, trông coi ở bên ngoài, để tránh quấy rầy. Có chút hứng thú đặc biệt, sẽ còn hưởng dụng xong thì gọi thị vệ đi đến chơi đùa. Nhưng mấy tùy tùng vệ minh này lại không giống nhau lắm, không chỉ có mang theo áo choàng, còn hơi cúi đầu, hình như rất sợ bị người khác phát hiện. Ta chỉ muốn U Mộng. U Mộng hôm nay rất sớm đã bị chỉ định, bây giờ chỉ sợ đã. Nhanh! Khương Phàm ở phía sau thấp giọng nhắc nhở. Triệu Thế Võ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ta chỉ muốn U Mộng, dẫn đường. Thị nữ trần chờ nói. Thất công tử, ngài trước chờ một lát. U Mộng cô nương nơi đó là, khách quen của nàng, tiểu công tử bá vương phủ. Triệu Thế Võ khẽ nhíu mày. Nếu như là người của bá vương phủ, lộ diện chẳng phải sẽ toàn bại lộ. Mà chủ nhân chân chính phía sau Hồng Quán lại chính là bá vương phủ, muốn cưỡng ép cứng rắn đoạt, khẳng định sẽ náo ra nhiễu loạn. Nếu không, chờ một chút. Triệu Thế Võ thấp giọng hỏi thăm. Chờ cái gì, chờ hắn kết thúc. Sắc mặt Khương Phàm trầm xuống. Nàng ở chỗ này rất nhiều năm, cũng không biết tiếp bao nhiêu khách, người còn quan tâm đêm nay. Không được, bây giờ liền đi cứu người cho ta. Triệu Thế Võ cũng mặc kệ hắn, nói với thị nữ. Vậy chúng ta chờ chút đã. Các ngài là chờ U Mộng nơi đó kết thúc, hay là tìm cô nương trước? Thị nữ còn chưa nói xong, Khương Phàm đột nhiên hành động, liệt diễm vần quanh toàn thân, cuồng dã xuyên thủng tầng tầng nóc nhà, thẳng đến tầng thứ 8. Đột nhiên xuất hiện bộc phát, nhanh chóng làm cho đại điện lầu một an tĩnh. Vô số người đồng loạt nhìn qua lỗ lớn trên đỉnh đầu, có chút mộng. Ngọa tào, ngươi điên rồi. Sắc mặt Triệu Thế Võ đại biến. Khương Phàm, ngươi xuống đây cho ta. Triệu Thế Hùng xốc lên áo choàng, cao giọng gầm thét. Ầm ầm. Khương Phàm giống như một con ác thú đột nhiên phát cuồng, phá tan sàn nhà thật dày, xuất hiện ở tầng thứ 8. Các vị công tử đang đấu giá bị dọa đến giật mình, bọn thị vệ nhao nhao bảo vệ chủ nhân của bọn hắn. Khương Phàm xuất hiện ở bên ngoài U Mộng Các, không đợi thị vệ bá vương phủ ngăn cản, hắn đã mở ra hai tay, hỏa diễm như đao, trong nháy mắt chém đầu tất cả. A, bọn thị nữ tầng thứ 8 hoảng sợ thét lên. Trong phòng U Mộng Các, tiểu công tử bá vương phủ, Sở Thương Thuật đang cột U Mộng vào trên giường, trà đạp dã man.
U Mộng vẫn duy trì nụ cười, lấy lòng Sở Thương Thuật. Tận khả năng mình chìm ở trong mộng, tra tấn biến thành mỹ hảo. Trong tất cả những người khách đến đây, nàng không nguyện ý nhất gây chính là người của Bá Vương Phủ. Bởi vì những công tử này một người nào không vui mừng liền có thể để Hồng Quán trừng phạt nàng. Trừng phạt còn có thể nhịn, chỉ sợ Hồng Quán cố ý an bài cho ca ca nhiệm vụ nguy hiểm. Cho nên mỗi khi công tử của Bá Vương Phủ tới, nàng đều nhịn xuống khuất nhục ra sức nịnh nọt. Bành! Cửa phòng đột nhiên bị oanh mở, mảnh vụn vẩy ra, liệt diễm cuồn cuộn. Khương Phàm nhanh chân tiến đến, lạnh nhạt nhìn về phía tình cảnh trên giường. Hỗn trướng, ngươi là ai, không thấy lão tử đang hưởng thụ sao? Sở Thương Thuật giận đến tím mặt, nhưng cũng không có ý sẽ dừng lại. Nơi này là Hồng Quán, ai dám khiêu khích hắn, chính là muốn chết. Là ngươi. U Mộng ngạc nhiên nhìn nam tử mang theo mặt nạ ở cửa ra vào, hắn trở về thật rồi. Khương Phàm đi tới chỗ Sở Thương Thuật, một tay bóp lấy hắn thô lỗ kéo xuống. Mẹ kiếp, người có bệnh. Sở Thương Thuật vừa giận dữ, Khương Phàm đã nâng một chân, đá thẳng đến phần hông. Răng rắc, máu tươi vẩy ra, tiếng xương gãy vụn giòn vang chói tai. A à, Sở Thương Thuật bị đá ra hơn 10 mét, ôm đổ chỗ máu kêu thê lương thảm thiết. Khương Phàm nghiêm mặt tháo dây thừng nơi cổ tay cổ chân U Mộng, dùng chăn đỏ bao trùm nàng. U Mộng kinh ngạc nhìn Khương Phàm, vẻ mặt hốt hoảng. Đây là mơ sao? Sao hắn lại trở về? Qua nhiều năm như vậy, người cam đoan với nàng phải trở về chưa từng có một ai sẽ trở về thật cả. Vậy mà hắn, lại trở về rồi. Ta đã nói, sẽ dẫn cô rời khỏi. Từ hôm nay trở đi, cô an toàn, lại sẽ không có người tổn thương đến cô. Kẻ giết chết cả nhà cô, ta sẽ xử lý. Cứu cô ra ngoài, là cam đoan đầu tiên của ta. Báo thù, là cam đoan thứ hai ta đưa cho cô. Tin tưởng ta. Khương Phàm ôm lấy U Mộng, mở thanh đồng tiểu tháp ra, thu nàng vào tầng đầu tiên. U Mộng ngồi trong thanh đồng tiểu tháp trống trải, mặc cho chăn đỏ từ trên thân trượt xuống, lộ ra phong cảnh mỹ diệu. Đây không phải mơ. Hắn thật sự đã trở về rồi. Hắn, tại sao muốn làm như thế? Hắn là ai? U Mộng run run giơ tay lên, hoảng hốt nắm lấy không khí trước mặt. Đây là sự thực. Nàng thật sự đã rời khỏi U Mộng Các, rời khỏi Hồng Quán. Thật lâu, hai mắt U Mộng dần dần mông lung, nước mắt trượt xuống gương mặt xinh đẹp. Ác mộng, thật sự đã kết thúc rồi à? Khương Phàm, người điên rồi sao? Nơi này là Hồng Quán, nơi này là lãnh địa của Bá Vương Phủ. Triệu Thế Hùng lo lắng chạy tới nơi này, sau khi nhìn thấy Sở Thương Thuật đang gào thảm trên mặt đất bỗng nhiên biến sắc, chỉ vào hắn gầm thét. Khương Phàm thu sát khí đầy mặt lại, chỉnh mặt nạ, cười nhạt nói. Ngươi, ta đã cứu, tạ ơn Triệu công tử hỗ trợ. Ngươi, ngươi! Triệu Thế Hùng tức giận không kiềm chế được, đây quả thực quá làm ẩu. Triệu Thế Hùng! Sở Thương Thuật chịu đựng đau nhức kịch liệt, mở to mắt, kết quả lại thấy được Triệu Thế Hùng. Hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm, loại người như Triệu Thế Hùng này làm sao lại đến Hồng Quán. Thế nhưng sau khi thấy bọn người Triệu Thế Võ theo sát sông tới, rốt cuộc hắn cũng đã xác định được. Ngươi đã làm gì hắn vậy? Triệu Thế Võ âm thầm nhếch miệng, hỏng, gây họa rồi. Khương Phàm thuận miệng nói ra. Vết thương nhỏ, Bá Vương Phủ đưa chút thuốc cho hắn, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, đi mau, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Triệu Thế Hùng ngăn chặn Khương Phàm muốn xông ra ngoài. Thế nhưng, Hồng Quán đã bị kinh động, số lượng lớn thị vệ đã nhanh chóng tập kết đến tầng thứ 8, ngăn chặn đường đi của bọn hắn. Cản bọn họ lại, một tên cũng đều đừng thả chạy, bọn hắn làm ta bị thương, còn cướp U Mộng. Sở Thương Thuật khàn khàn gầm thét, lộn nhào xông ra khỏi đình viện, nhào tới trong nhóm thị vệ Hồng Quán. Tiểu công tử, bọn thị vệ vừa sợ vừa giận. Phía sau Hồng Quán là Bá Vương Phủ, chưa từng có ai dám ở chỗ này gây sự. Huống chi còn thương tổn tới tiểu công tử Bá Vương Phủ. Nếu như Bá Vương Phủ tức giận, bọn hắn đều sẽ chịu phải liên lụy. Triệu Thế Hùng, các ngươi thật quá phận. Thị vệ thống lĩnh nhìn hằm hằm Triệu Thế Hùng, cũng liên tiếp ra hiệu với sau lưng, nhanh đi mời quán chủ đến, chuyện như vậy hắn thật ứng phó không nổi. Triệu Thế Hùng sao? Bọn công tử tại tầng thứ 8 trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn người bị ngăn chặn.
tiểu hầu gia lại tới chỗ như thế này. Còn đả thương Sở Thương Thuật. Đây là đang cướp nữ tử sao? Hiếm có nha. Tiểu hầu gia vậy mà lại tranh giành tình nhân ở Hoa Lâu. Nhanh nhanh nhanh, tràn tin tức ra đi, chuyện kình bạo như thế, sao có thể để chúng ta độc hưởng được? Bọn hắn hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, nhỏ giọng phân phó thị vệ phía dưới. Triệu Thế Hùng hung hăng quét mắt nhìn Khương Phàm, nếu như biết hắn làm ẩu như thế, nói cái gì cũng sẽ không đi theo tới nơi này. Chuyện hôm nay là hiểu lầm, nhận lầm người, ta sẽ tìm cơ hội tự mình đến nhà xin lỗi. Sở Thương Thuật chịu đựng hạ bộ đau nhức kịch liệt, chỉ vào Triệu Thế Hùng gầm thét. Nhận lầm, mắt ngươi là bị mù sao? Triệu Thế Hùng, đừng tưởng rằng ngươi là thiên phẩm linh văn liền có thể coi như không có chuyện gì, chỉ bằng cái sát tính này của ngươi, đời này đừng nghĩ tiến thánh linh cảnh. Vào không được thánh linh cảnh, các ngươi mãi mãi cũng là hầu. Ta nói, sẽ đến nhà xin lỗi, ngươi điếc sao? Triệu Thế Hùng cũng không phải người lương thiện, ánh mắt hung ác, sát khí phóng xuất ra ngoài, khí thế vô hình giống như thủy triều đột nhiên dâng trào, quét sạch tầng thứ 8. Tất cả thị vệ nhìn không được mà dùng mình một cái, kinh sợ lui hai bước. Sở Thương Thuật đều khẽ run rẩy, ngậm miệng lại. Chúng ta đi. Triệu Thế Hùng muốn mau chóng rời khỏi. Các ngươi không được đi. Bọn thị vệ đồng loạt bước về phía trước hai bước, cưỡng ép ngăn lại. Đúng đúng đúng, ngăn hắn lại. Sở Thương Thuật bừng tỉnh, chỉ vào bọn hắn hô to. Ngăn lại, nhất định phải ngăn lại. Nơi này là Hồng Quán. Bọn hắn không dám giết người. Trưởng thị vệ nhắm mắt nói. Triệu công tử, người xông vào Hồng Quán, tổn thương công tử, còn cướp đi Hoa Khôi nơi này, hôm nay không cho một lời giải thích, đừng nghĩ rời khỏi. Nếu như ta nhất định phải đi thì sao? Chúng ta không dám mạo phạm Triệu công tử, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không tránh ra. Người còn muốn chạy ra Hồng Quán, trừ phi đạp trên thi thể của chúng ta. Mạng của chúng ta không đáng tiền. Nhưng ngươi xông vào Hồng Quán, tàn sát thị vệ, tất nhiên trước khi trời sáng sẽ truyền khắp bá vương chiến quốc. Không chỉ có dân chúng chiến quốc sẽ có cái nhìn mới, đối với ngươi, mà bá vương phủ càng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Vì tiện mệnh những kẻ như chúng ta đây, ảnh hưởng tới ngươi cùng Hung Linh hầu phủ, đáng giá sao? Triệu Thế Hùng dùng sức nắm chặt nắm đấm, giết ra ngoài thì rất dễ, nhưng bá vương phủ khẳng định nhờ vào đó mà làm mưu đồ lớn. Triệu Thế Võ nhìn hằm hằm Khương Phàm. Ngươi xông họa, chính ngươi giải quyết. Khương Phàm nhún nhún vai, đi đến phía trước. Đừng khẩn trương như vậy, chút chuyện bao lớn thôi mà. Chết tiệt, ngươi là ai? Đồ hỗn trướng, là ngươi phế ta. Phía dưới Sở Thương Thuật sền sệt, đau nhức kịch liệt, máu tươi đã làm ướt cả ống quần. Ta là tới chuộc thân cho U Mộng, khi ta tiến vào gian phòng, một khắc này, nàng chính là của ta. Đồ của ta. Vậy mà ngươi muốn trả đạp, không phế bỏ ngươi, chẳng lẽ còn chờ ngươi sử dụng hết? Ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy? Triệu Thế Hùng, nô tài nhà ngươi càng ngày càng làm càn. Hắn cũng không phải nô tài nhà ta. Hắn là ai, ngươi mang tới, không phải nô tài nhà ngươi thì là ai, không nên nói dối. Hắn là Khương Phàm, khách tới bái phỏng Hung Linh hầu phủ. Khách nào, đừng nghĩ chống chế. Ai? Sở Thương Thuật bỗng nhiên cảm giác tên có chút quen thuộc. Khương Phàm. Bọn thị vệ đều toàn bộ tiếp cận nam tử mang mặt nạ này. Chính là Khương Phàm trước mấy ngày ngược bại Triệu Thế Hùng trên lôi đài kia. Chính là Khương Phàm đại loạn phương Bắc, một đường xuôi nam xông vào đại hoang kia. Ai dám gây sự tại Hồng Quán ta đây? Một tên nam tử to béo chạy tới tầng 8, mập lùn xấu xí, đầu chọc không lông, mắt nhỏ lấp lóe tinh quang. Bọn thị vệ liên tiếp tản ra, thấp giọng giải thích chuyện đã xảy ra. Sở Khang, nhanh cản bọn họ lại, ai cũng đừng thả đi. Sở Thương Thuật tranh thủ thời gian muốn nghênh đón, kết quả vừa cất bước, kéo tới vết thương, đau đớn nhào vào nơi đó, trực tiếp quỳ gối ở trước mặt Sở Khang. Công tử, cái này không được. Sở Khang bước sang một tránh khỏi, ra hiệu bọn thị vệ đỡ hắn lên. Tranh thủ thời gian bắt lấy bọn hắn. Sở Thương Thuật đau đến tái nhợt cả mặt. Tiểu hầu gia, Sở Khang thi lễ đơn giản một cái với Triệu Thế Hùng. Ngài khả năng không biết ta, tại hạ Sở Khang, được bá vương phủ ủy thác, quản lý Hồng Quán. Hồng Quán chúng ta mặc dù chỉ là một hoa lâu nho nhỏ, không lọt được vào mắt tiểu hầu gia, nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật,
ngài cứng sông loạn nơi này như vậy, chỉ sợ không quá phù hợp đi. Chuyện không liên quan tới tiểu hầu gia, đều là ta làm. Khương Phàm chủ động gánh lấy. Ngươi chính là Khương Phàm. Ha ha, nơi này cũng không phải đại hoang của ngươi, ngươi làm như vậy liền không sợ mạo phạm bá vương phủ. Chuyện rất đơn giản, ta chỉ là đến chuộc người, chỉ là làm hơi có chút quá mức. Chuộc người, ha ha, cô nương hoa lâu ta há lại để ngươi nói chuộc liền có thể chuộc. Ta 5 ngày trước đã tới qua nơi này, cùng U Mộng cô nương thấy một lần chung tình, lúc ấy liền đồng ý muốn giúp nàng chuộc thân, cũng ước định vào buổi tối hôm nay tới mang nàng đi. Ta hiểu quy củ, muốn chuộc người tại hoa lâu, đầu tiên phải có tiền, thứ yếu phải có người đảm bảo. Tiền, ta đã chuẩn bị đủ, người đảm bảo, chính là tiểu hầu gia. Kết quả, ta vừa mới tiến nơi này, vậy mà lại nghe nói các ngươi lại đang ép buộc U Mộng tiếp khách. Ta cũng muốn hỏi một chút, là ai quá mức? 5 ngày trước ngươi có tới qua? Sở Khang hỏi hai bên một chút. Bọn thị vệ nghe ngóng lẫn nhau, lập tức xuống dưới điều tra, rất nhanh đã nhận một thị nữ tới. Thị nữ sau khi cẩn thận nhìn Khương Phàm, xác định hắn có tới qua 5 ngày trước, chẳng qua là lúc đó dùng thân phận hỗn độn tử phủ. Coi như ngươi đã tới, U Mộng cũng không có nói chuyện chuộc thân với chúng ta không biết chút nào. Vậy thì tất cả chính là hiểu lầm. Ta đã ước định cẩn thận thời gian, mang đồ tốt, tới chuộc người. Kết quả lại thấy các ngươi ép buộc nàng tiếp khách, nhất thời tức giận, xúc động. Mà các ngươi là bởi vì không biết đêm nay U Mộng muốn cùng ta rời khỏi, cho nên mới tiếp tục an bài hắn tiếp khách. Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Khương Phàm hời hợt xử lý chuyện. Ứng phó thật không tệ. Triệu Thế Võ quan sát mắt Khương Phàm lần nữa, cao giọng nói. Đều là hiểu lầm. Ta thấy hai bên đều lui một bước, cứ tính như vậy đi. Sở Khang cũng không thể đuổi đi như thế. Đây chỉ là một mình ngươi nói phiến diện, giao U Mộng ra, để cho ta hiểu đơn giản chuyện một chút. Chỉ sợ không được. Vì sao không được? Ta sợ ngươi hù dọa nàng. Ha ha, mỗi cô nương nơi này đều là khuê nữ của ta. Nói như vậy coi như có chút xúc sinh, người bán khuê nữ của ngươi khắp nơi. Khuê nữ của ngươi là ai? Ta chiếu cố sinh ý một chút. Hỗn trướng. Bọn thị vệ giận tím mặt. Mẹ kiếp, đừng có mà hù dọa ta, chỉ với những việc mà đám xúc sinh các ngươi đây làm, là sẽ bị trời phạt. Biết có một nơi gọi Cửu U Thâm không? Biết chủ quản luân hồi nơi đó không? Bây giờ các ngươi làm nghiệt, kiếp sau còn nhận lấy gấp bội. Đừng thấy từng kẻ ở chỗ này giả vờ giả vịt, kiếp sau các ngươi hoặc là biến thành xúc vật, mặc cho người khác giết, hoặc là biến thành nô lệ. Không bằng xúc sinh. Khương Phàm mỉm cười một câu, triệt để kích thích bọn thị vệ hồng lâu. Khương Phàm, người coi nơi này là đại hoang của ngươi sao? Bắt lại cho ta. Sở Khang vung tay lên. Ai dám? Triệu Thế Hùng nhanh chân bước về phía trước, phóng xuất sát khí ra ngoài. Đều nghe không hiểu tiếng người sao? Chúng ta tối nay là đến chuộc người, sớm đã chào hỏi cùng các ngươi không nghe thấy đó là chuyện của các ngươi. Ước định chuộc người hôm nay, lại còn an bài tiếp khách, sai tại các ngươi. Không có phá hủy cái hoa lâu này của các ngươi, đã là cho bá vương phủ mặt mũi rồi, đừng không biết tốt xấu. Tiểu hầu gia, ngài phải hiểu rõ, ngài nhìn xem huyên náo chỉ là hoa lâu, trên thực tế ngài là đã huyên náo tới bá vương phủ. Ngài phải phụ trách vì hành động của mình, ngài phải. Sở Khang còn chưa nói xong, Khương Phàm đột nhiên chấn vỡ nát sàn nhà dưới chân. Giống như là trọng trùy tầng tầng đổ xuống, phóng khoáng đi. Tùy ý như thế sao? Triệu Thế Hùng cùng Triệu Thế Võ nao nao, cũng ngay sau đó đuổi theo rời khỏi. Cản bọn họ lại. Sở Khang giận dữ mắng mỏ. Khốn kiếp, còn chưa có được tiền. Đây là chuộc người, hay là tới cướp? Khương Phàm sau khi rơi xuống tầng đầu tiên, không đợi bọn thị vệ nơi này ngăn cản, hắn đã nhanh chóng xông ra khỏi đại điện, biến mất trong đêm tối. Triệu Thế Hùng và Triệu Thế Võ theo sát phía sau, xông ra khỏi hồng quán kéo gót theo Khương Phàm. Khương Phàm, ngươi quá làm càn, ta đồng ý giúp ngươi chuộc người, chưa nói sẽ dùng cách này. Triệu Thế Hùng một phát bắt được bả vai Khương Phàm, lên cơn giận dữ. Triệu Thế Võ cũng khiển trách Khương Phàm. Ngươi chỉ lo chính ngươi, ngươi có nghĩ tới ảnh hưởng của chuyện này đối với bát đệ ta như thế nào không? Không đến hừng đông. Tin tức tiểu hầu gia trắng trợn cướp đoạt hoa khôi tại hồng quán, liền sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Đầu tiên là tính toán ta bắt đệ trên lôi đài, tiếp đó là hồ nháo tại hoa lâu, hai chuyện này của ngươi có thể hủy đi uy vọng tích lũy mấy chục năm của bát đệ ta rồi. Ngươi là tới bái phỏng hầu phủ chúng ta, hay là đến hại chúng ta? Khương Phàm đẩy ra tay Triệu Thế Hùng, nói. Đừng kích động như vậy, chuyện đã xảy ra, trò cười khẳng định là sẽ thành chê cười. Nhưng, ta có một cách, có thể để trò cười, biến thành uy hiếp. Cách gì? Lập tức điều người từ Hung Linh hầu phủ, vây quanh Hồng Quán, lấy lý do Hồng Quán mạo phạm ngươi, đốt nó đi. Ngươi đang xem trò đùa sao? Cũng bởi vì chuyện ta chuộc cô nương, đốt đi Hồng Quán của hắn. Ngươi để người của Chiến Quốc nhìn ta thế nào? Ta đường đường là tiểu hầu gia, vậy mà lại vì một nữ tử, đốt đi hoa lâu, Triệu Thế Hùng ta làm việc vậy mà lại làm càn không lý trí như thế. Trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta thôi. Dù sao ta cũng không quan tâm thanh danh. Người đi đốt Hồng Quán, đồng thời điều động hầu phủ đến, cùng lúc giải tin tức dư luận. Liền nói ta lúc trước khi đến Chiến Quốc, coi trọng một cô nương tại Hoa Lâu, lúc ấy để lại tin tức muốn chuộc người vào hôm nay, đồng thời nói ta là tới bái phỏng Hung Linh hầu phủ, đến lúc đó sẽ mang theo người của hầu phủ đến chuộc. Kết quả thời điểm chúng ta đến, bọn hắn cố ý an bài tiểu công tử bá vương phủ hung hăng lăng nhục U Mộng. Hồng Quán cố ý tại nhục nhã ngươi, không nhìn Hung Linh hầu phủ. Mà, thời điểm ngươi thay ta thương lượng, người của Hồng Quán còn to tiếng không biết thẹn. Tóm lại khó nghe thế nào, ngươi cứ tùy tiện biên, tiên hạ thủ vi cường, điều động phong trào nghị luận trước. Dù sao chuyện cũng đã phát sinh, đêm nay ngươi chỉ có dùng thủ đoạn tàn khốc, mới có thể biến, trò cười, thành, uy hiếp. Cứ như vậy, ngươi có thể để dân chúng Chiến Quốc nhìn thấy ngươi cường thế. Cũng từ vấn đề khác triệt tiêu chuyện ngươi thất bại trên lôi tràng. Khương Phàm từng bước hướng Triệu Thế Hùng dẫn dắt vấn đề. Rất có bộ dáng lão tử dạy con trai. Triệu Thế Hùng nhíu mày. Không được. Vì sao không được, ngươi nhất định phải tùy ý để trò cười lan tràn tại Chiến Quốc sao? Ta dám khẳng định, Sở Khang đã phái người đi thông báo bá vương phủ, chờ nơi đó làm ra phản ứng, khẳng định nắm lấy cơ hội hung hăng nhục nhã ngươi. Ngươi nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nếu như ta đốt đi Hồng Quán, bá vương phủ cũng sẽ nghĩ biện pháp tập kích thương hội Hung Linh hầu phủ chúng ta. Bọn hắn không dám. Sao bọn hắn không dám? Ta đốt đi Hồng Quán, tương đương với đánh vào mặt bọn hắn khẳng định sẽ làm ra phản kích. Ngươi đốt một hoa lâu, hắn hủy một cửa hàng. Ngươi lại hủy đi một hoa lầu, hắn lại hủy một tòa cửa hàng. Làm cái gì vậy? Nội chiến sao? Đây là sẽ để cho người ta chế giễu. Bá vương cùng Hung Linh hầu chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đến lúc đó, không cần ngươi ra mặt, hai bên gia chủ sẽ phải chủ động ước đàm, dàn xếp ổn thỏa. Mà là chuyện huyên náo càng oanh động, trọng điểm các phương thảo luận đều sẽ chuyển rời đến việc ngươi cường thế, đến sát khí của ngươi, ngươi cùng bá vương phủ đối kháng. Không có người nào sẽ nghị luận nguyên nhân gây ra chuyện. Cũng sẽ không ai như vậy quan tâm chuyện ngươi thất bại ở lôi đài trước đó. Khương Phàm dựng ở bả vai Triệu Thế Hùng. Nghe ta, không sai. Triệu Thế Võ suy nghĩ kỹ một chút, hình như thật có chút đạo lý. Triệu Thế Hùng chau mày, quái dị nhìn Khương Phàm, mặc dù quả thật có chút đạo lý, nhưng Hung Linh hầu phủ giống như chưa từng có trực tiếp cùng bá vương phủ gợi lên xung đột. Khương Phàm tiếp tục giật dây. Ngươi muốn bao nhiêu cái vấn đề hiện ra thực lực mình. Đừng luôn luôn để trên lôi đài. Ngươi cũng đã 30 rồi, không cảm thấy có chút ngây thơ sao? Ta dám nói ngươi ở lôi đài đánh 100 người, cũng không bằng một trận đại hỏa đêm nay. Nghe ta, phóng hỏa. Hồng Quán oanh động trong đêm nhanh chóng lan tràn. Khương Phàm đã đi ra. Khương Phàm mang theo Triệu Thế Hùng đại náo Hồng Quán, trắng trợn cướp đoạt cô nương. Xác định là tiểu hầu ra sao? Lúc này mới mấy ngày liền bị Khương Phàm làm hư rồi. Hồng Quán đã thông báo với bá vương phủ, đoán chừng chẳng mấy chốc bá vương phủ sẽ có phản ứng, đêm nay sẽ rất náo nhiệt đây. Các phương nhận được tin tức, nhanh chóng đuổi tới phần khu thứ 7, chuẩn bị nhìn trò hay. Nhưng, bạo tạc mãnh liệt, nương theo ánh lửa ngút trời, chiếu thấu đêm tối. Hơn trăm vạn ánh mắt phần khu thứ 7, toàn bộ tụ tập đến một phương hướng. Hồng Quán. Lúc này Hồng Quán lâm vào hỏa diễm vô tận. Số lượng lớn cường giả hỏa văn ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư, thậm chí đổ sát thị vệ bên trong. Càng đặc sắc hơn chính là đám công tử ca bên trong, không lo được sách quần, cứ thế mà lộn nhào xông ra ngoài.
Trên mái nhà của một tửu lâu cách đó không xa, Khương Phàm mời U Mộng đang bọc lấy chăn đỏ từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Mời cô nương thưởng thức cảnh đêm. Đó là Hồng Quán. Đó là nơi tổn thương cô 5 năm, từ hôm nay trở đi, nó không tồn tại nữa. U Mộng nhìn ánh sáng phía xa, vẻ mặt hốt hoảng, bỗng nhiên có chút sợ sệt. Cái này, thật không phải là mơ sao? Nếu như là một giấc mơ, nàng thật không chịu đựng nổi tuyệt vọng khi tỉnh dậy. Ta sẽ giúp cô tìm ca ca, để cho huynh muội các cô đoàn tụ. Cô biết Vô Hồi Thánh Địa không? Các ngươi mang theo tin của ta, đi tìm Vô Hồi Thánh Chủ, nàng sẽ thu lưu các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi hãy quên chuyện lúc trước, dùng thân phận mới một lần nữa sinh sống. U Mộng si ngốc nhìn Khương Phàm, nước mắt lần nữa mông lung. Ta có thể biết tên của công tử không? Khương Phàm cười khẽ. Ta tên Khương Phàm, chính là người điên mà các ngươi truyền kia. Ta tên, Niệm An, đa tạ công tử. U Mộng giãn mặt ra cười khẽ, nước mắt tràn mi, nàng muốn ôm Khương Phàm, chợt dừng lại, vẻ mặt hơi tối, ta bẩn. Khương Phàm không có chú ý biểu hiện của U Mộng, mà nhìn chằm chằm bọn thị vệ Hồng Quán nơi xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là muốn bắt ca ca của U Mộng. Trong một góc xa xa, còn có một đám người thần bí đang chú ý Hồng Quán cháy hừng hực, mặc niệm lấy tên Khương Phàm. Tại sao hắn lại muốn trắng trợn cướp đoạt U Mộng? Chỉ là muốn có được nàng, hay là có nguyên nhân đặc biệt? Thật chẳng lẽ chính là vì, Niết Bàn Thạch? Ta cảm giác hắn chỉ là sau khi chơi qua một lần ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn vĩnh viễn chiếm lấy. Ha ha, loại diệu nhân nhi U Mộng kia, ai không muốn có được? Công tử ca bên trong chiến quốc muốn chuộc thân cho nàng không có hơn ngàn cũng có 800, chỉ là bị thanh danh bá vương phủ trấn hiếp, không ai dám làm như vậy mà thôi. Tính cách của Khương Phàm, từ việc hắn náo ra động tĩnh tại phương Bắc liền có thể nhìn ra được, thứ mà hắn xem trọng, sẽ không từ thủ đoạn để có được. Ta chờ mong là Niết Bàn Thạch hấp dẫn Khương Phàm, như thế này chúng ta cũng không cần cứ mãi ở nơi này nhìn chằm chằm. Đúng vậy, an bài cho chúng ta cái nhiệm vụ như thế, không hiểu được lại phải chờ đợi dòng dã 5 năm. Ta còn tưởng rằng cả một đời chúng ta đều sẽ phải bị ở mãi chỗ này. Thời điểm bọn hắn đang nói chuyện, trong bóng tối sau lưng có một lão nhân mái tóc hoa râm đi ra. Đám người vội vàng hành lễ. Lão nhân nắm quải trượng, già nua khô quát, hai con mắt lại hiện ra ý lạnh. Ca ca U Mộng đâu? Ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bắt lấy hắn, mang về chiến quốc, tới trước Hung Linh Hầu phủ bên ngoài đi một vòng, sau đó di chuyển 4 chỗ. Ý của ngài là, nếu như Khương Phàm muốn cướp người đi, hắn sẽ không có phản ứng. Nếu như Khương Phàm là vì Niết Bàn Thạch, hắn sẽ bị hấp dẫn. Chúng ta sẽ đi xử lý. Mọi người sáng mắt lên. Đi ngay đêm nay. Lão nhân lạnh lùng nhìn Hồng Quán cháy hừng hực, dùng sức nắm chặt quải trượng. Nếu như Khương Phàm chỉ là coi trọng U Mộng, cũng không có gì. Nhưng nếu như là vì Niết Bàn Thạch, hắn liền phải cân nhắc, có phải trực tiếp báo cáo, nhân gian ngục, hay không. Quá càn rỡ. Tiểu vương gia Sở Thương Minh đứng phía trước Hồng Quán đang thiêu đốt hừng hực, ánh lửa mãnh liệt chiếu ánh khuôn mặt tức giận của hắn. Mặc dù giữa hắn cùng Triệu Thế Hùng vẫn luôn là đang cạnh tranh nhau, nhưng mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, đều đặt ở âm thầm, chưa từng có nháo đến mức để mọi người đều biết tình huống. Đây cũng là việc được hai bên gia chủ nhắc nhở. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Thế Hùng lại dám náo ra oanh động lớn như vậy. Đây cũng không phải là khiêu khích, mà là tuyên chiến. Tuy nhiên, đây không phải phong cách của Triệu Thế Hùng, rất có thể là do tên hỗn đản Khương Phàm kia ra chủ ý. Nhưng dùng một hoa khôi làm kíp nổ, hỏa thiêu Hồng Quán, khởi xướng tuyên chiến. Đây quả thực là đang nhục nhã hắn. Nữ tử bị Khương Phàm cướp đi tên là gì? Sở Thương Minh nắm chặt nắm đấm, khống chế lửa giận. U Mộng, nàng còn có một ca ca, cũng là thị vệ của Hồng Quán chúng ta. Sở Khang nơm nớp lo sợ hầu ở bên cạnh. Vốn cho rằng làm bị thương tiểu công tử coi như quá mức, không nghĩ tới Khương Phàm lại dám cướp đi như thế, vốn cho rằng gây chuyện như thế đã rất quá đáng, không nghĩ tới hắn còn đi đốt cả Hồng Quán. Vậy còn thất thần làm gì, kéo tới. Hắn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tìm tới hắn, kéo về, ta phải dùng hắn mời Khương Phàm đi ra dự tiệc. Nhanh đi, thất thần làm gì. Sở Khang lập tức quay người quát tháo. Đi theo ta. Thị vệ thống lĩnh kêu gọi bộ hạ,
nhanh chóng rời khỏi. Ta dẫn cô đi tìm ca ca cô. Khương Phàm thu U Mộng vào Thanh Đồng tiểu tháp, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Cùng lúc đó, đội ngũ thần bí trong bóng tối cũng nhanh chóng khởi hành. Phía Bắc Chiến Quốc, ở khu vực sông ngòi ngoài ngàn dặm. Đống lửa giấy lên ánh sáng hừng hực, xua tan màn đêm trên núi rừng. Một đội ngũ hồng quán đang nướng thịt uống rượu ở nơi này, trắng trợn đàm tiếu. Duy chỉ có một người, cô độc ngồi dưới một gốc cây già bên vách núi, yên lặng tu luyện. Tiểu tử kia thật không thú vị, ngoại trừ tu luyện thì chính là tu luyện. Lục phẩm linh văn lại tu luyện thế nào, cũng chỉ là linh hồn đỉnh phong. Hắn đều đã thất trọng thiên rồi, gấp làm gì? Ha ha, nhìn hắn như vậy, nói không chừng còn muốn trùng kích sinh tử cảnh đấy. Nằm mơ, hắn cho rằng mình là thánh phẩm sao? Dưới thánh phẩm, mặc kệ phẩm cấp gì, đụng tới sinh tử cảnh chính là muốn chết. Vậy cũng chưa hẳn, lục phẩm bắn vọt sinh tử cảnh vẫn có hy vọng. Đừng quên, người ta có một muội muội tốt. Hắc hắc, nói vậy cũng đúng. Người ta là hoa khôi, tùy tiện thu lễ vật chính là giá trị mấy trăm đến hơn ngàn tinh tệ. Nào giống chúng ta, tân tân khổ khổ chấp hành lần nhiệm vụ, mới 200-300 tinh tệ. Muội muội của hắn là hoa khôi tầng 8, sau một đêm, tinh tệ phân đến tay chính là 8.000, chống đỡ chúng ta một năm. Hừ hừ, dựa vào muội muội bán thân để cho mình tu luyện, lão tử xem thường hắn. Người có nhìn nổi hay không thì có làm được cái gì, người ta quan tâm sao? Người khoan hãy nói, muội muội của hắn thật là quá sức. Bây giờ nàng ở tầng 8, chúng ta còn không chơi nổi, chờ ngày nào đó từ phía trên đi xuống. Luân lạc tới tầng thứ 5 tầng thứ 3, lão tử khẳng định tích lũy tiền đi chiếu cố một lần. Ha ha, cùng một chỗ. Ha ha, bọn thị vệ dùng những ngôn ngữ làm càn, không e dè. Du cảnh chiến yên lặng tu luyện, nhìn như không có một gợn sóng, nhưng hai tay đều đã gắt gao nắm lại, móng tay đâm rách ra thịt, máu tươi nhuộm đỏ nắm đấm. 5 năm, đã ròng rã 5 năm. Hắn chẳng những không có chết lặng. Oán hận ở trong lòng càng để lâu càng nặng. Hắn cố gắng không đi nghĩ, trong đầu lại vung đi không được tình cảnh muội muội của hắn ở Hồng Quán. Đã vô số lần hắn muốn chết, nhưng lại không có can đảm, bởi vì muội muội hắn chính là người thân duy nhất, hắn chết, nàng sẽ không còn hy vọng gì nữa. Hắn thậm chí muốn tự tay giết muội muội, lại tự sát. Nhưng, hắn thật sự không xuống tay được. Hắn chỉ có thể cố gắng tu luyện, liều mạng tu luyện. Dù là sinh tử cảnh với hắn mà nói cửu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần hắn thành công liền có thể chứng minh được giá trị của hắn, có thể bán mình cho bá vương phủ, chuộc thân cho muội muội. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Du cảnh chiến, chúng ta muốn nghỉ ngơi, ngươi tinh lực thịnh vượng, tiếp tục gác đêm. Xa xa bọn thị vệ gào to, giống thường ngày, tùy tiện tìm nơi nghỉ ngơi. Ai, đều tại các ngươi nói đến muội muội của hắn, nói đến mức khiến ta sao động. Xem ra đêm nay lại phải giày vò ở trong mơ một hồi. Ha ha, người từ giờ trở đi tích lũy tiền, sau 3 năm, 5 năm, vừa vặn để muội muội của hắn từ tầng 8 xuống tới, đến lúc đó xin mời mấy ca cùng một chỗ nếm thử. Nghĩ hay lắm, phải tích lũy tiền. Cũng không cần tích lũy nhiều tiền như vậy, ta đây không phải có người quen sao? Để Du Cảnh Chiến nói cùng muội muội hắn một chút, giảm giá cho mấy ca. Đến thể nghiệm miễn phí. Ha ha. Bọn hắn tùy ý cười nói, tìm nơi phù hợp nằm xuống. Răng rắc, Du Cảnh Chiến cúi đầu, dùng sức nắm chặt nắm đấm, cực lực khống chế đầy ngập lửa giận ở trong lòng. Hắn hận không thể tự tay xé xác bọn súc sinh này, nhưng lại không thể không nhịn. Trước đó dưới cơn nóng giận hắn đã giết qua 3 người, nhưng Hồng Quán không có xử phạt hắn, mà là tra tấn muội muội hắn 30 ngày. Ngô, Du Cảnh Chiến lăn lộn khàn giọng gầm thét trong cổ họng. Hắn không rõ, tại sao ông trời lại muốn tra tấn huynh muội bọn họ như thế này. Bộ lạc bị tàn sát, cả nhà chết thảm, còn chưa đủ à? Nhất định phải bắt bọn hắn sống không bằng chết sao? Du Cảnh Chiến ngẩng đầu, nhìn qua ánh trăng thanh lãnh, hai mắt bò đầy tơ máu. Lão Tặc Thiên, ta đời trước đã gây nghiệp chướng sao? Hay là đời ta đã mạo phạm ngươi? Đột nhiên, một âm thanh yếu ớt xé gió từ trong núi rừng truyền đến. Mặc dù phía trước là thủy triều đang lao nhanh, ầm ầm không dứt, nhưng Du Cảnh Chiến vẫn bén nhạy đã nhận ra được âm thanh yếu ớt. Du Cảnh Chiến cầm lãnh đao ở trong tay, toàn thân nổ tung lôi triều, trong nháy mắt đã biến mất.
Sau một khắc, cùng với tiếng lôi minh nổ vang, hắn xuất hiện ở 100 mét trên không trung, ánh mắt lạnh lùng như liệp ưng nhìn xung quanh sơn lâm. Hai thân ảnh màu đen đứng trong cánh rừng, ngửa đầu, xuyên qua cây lá rậm rạp, ngóng nhìn hắn trên không trung. Du cảnh chiến lại biến mất lần nữa. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trên tán cây tươi tốt, cầm lãnh đao, tiếp cận bóng đen trong cánh rừng. Lôi tuyến linh văn. Khương Phàm kinh ngạc, nghĩ đến Thẩm Đông Sơn của Lang gia Hoàng Triều. Ở thời kỳ đó, Thẩm Đông Sơn đã từng là uy hiếp lớn nhất của bọn hắn. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại gặp lần nữa. Du cảnh chiến trầm mặc im ắng, dương mắt lạnh lẽo nhìn bóng người trong bóng tối, giống như là dạ ưng ẩn núp, khóa chặt con mồi. Du cảnh chiến. Khương Phàm chú ý tới ngọc thạch treo trên cổ nam tử. Hắn cùng Dạ An Nhiên đã theo dõi đội ngũ Hồng Quán đuổi tới nơi này, tuy nhiên đội ngũ Hồng Quán không xác định được vị trí cụ thể của Du cảnh chiến, đang tìm kiếm trong núi rừng gần đó, nhưng hắn lần theo cảm giác niết bàn thạch, sớm chạy tới. Ngươi là ai? Giọng Du cảnh chiến giá lạnh. Ta không phải kẻ địch, chớ khẩn trương, ta mang đến cho ngươi một người. Khương Phàm mời, Niệm An, trong thanh đồng tiểu tháp đi ra. Niệm An không có mang theo y phục, chỉ có thể mặc tạm áo đen của Khương Phàm ở bên trong, nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng vẫn khó nén được phần phong tình duy mỹ kia. Nàng mờ mịt nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Niệm An. Lôi chiều nổ tung trên ngọn cây, Du cảnh chiến biến mất trong nháy mắt, giáng lâm đến trước mặt bọn hắn, nhìn hằm hằm Khương Phàm. Các ngươi là ai? Vì sao lại bắt muội muội ta? Ca ca. Niệm An vui mừng, đi chân đất nhào tới. Du cảnh chiến tranh thủ thời gian ôm lấy nàng, cảnh giác Khương Phàm và Dạ An Nhiên. Rốt cuộc các ngươi là ai? Niệm An mặt đầy nước mắt, kích động nói. Hắn tên Khương Phàm, là hắn xông vào Hồng Quán cứu muội ra, hắn còn phóng hỏa đốt cả Hồng Quán. Vì sao? Du cảnh chiến khó có thể tin. Xông Hồng Quán. Đốt Hồng Quán, nơi đó là chiến quốc, ai dám ở nơi đó làm càn? Khương Phàm nói, ngọc thạch trên người các ngươi là của bằng hữu ta, thật đáng tiếc đã để cho các ngươi bị dính líu vào, ta thay bọn hắn chuộc tội. Bắt đầu từ đêm nay, các ngươi đã tự do, ta sẽ an bài cho các ngươi đến một nơi an toàn, cũng sẽ thay các ngươi báo thù. Du cảnh chiến kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Một màn này tới quá đột ngột, đột nhiên đến quá nhanh khiến cho hắn không thể tin được. Tự do. Đây là từ ngữ mà hắn đã sớm tuyệt vọng. Đột nhiên liền, rơi xuống trước mặt hắn rồi. Khương Phàm nói. Nếu như không có gì thu thập, bây giờ ta liền mang các ngươi rời khỏi. Niệm An gắt gao ôm lấy Du cảnh chiến, vừa khóc lại cười. Ca ca, chúng ta tự do rồi, chúng ta tự do thật rồi. Khương Phàm an bài cho chúng ta đến thánh địa, sau này chúng ta mai danh ẩn tích, tới đó lại bắt đầu lại từ đầu. Không còn có người sẽ khi dễ huynh muội chúng ta thật sự đã tự do rồi. Du cảnh chiến vẫn không dám tin. Ngươi không sợ đắc tội bá vương phủ. Khương Phàm nói. Cái này các ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần tiến vào thánh địa, thành người của thánh địa, không còn ai dám tổn thương các ngươi. Ta sẽ tìm ra hung phạm năm đó sát hại các ngươi, nợ máu trả bằng máu. Ca ca, tin tưởng hắn, hắn thật sự là tới cứu chúng ta. Chúng ta cũng đã tự do thật. Niệm An mặt đầy nước mắt, nàng biết cái tự do này tới quá đột nhiên, nàng cũng biết đây là tự do mà xưa nay bọn hắn không cảm tưởng tượng. Nhưng, nó đã xuất hiện thật, bọn hắn nhất định phải bắt lấy. Du cảnh chiến hoảng hốt một lát, đột nhiên quay người, mang theo lãnh đao xông về nơi bọn thị vệ Hồng Quán đang nghỉ ngơi. Đám súc sinh, lão tử muốn tiện mệnh của các ngươi. Hơn 10 thị vệ Hồng Quán phân tán trong cánh rừng. Thoải mái nằm ngủ. Mặc dù trong lời nói của bọn hắn luôn luôn nhục nhã Du cảnh chiến, nhưng trên thực tế đều rất ỷ lại vào hắn, cũng rất tín nhiệm hắn. Có Du cảnh chiến trông coi, bọn hắn tuyệt đối có thể an ổn đi ngủ. Cho dù có nguy hiểm gì, cũng có thể bị hắn tùy tiện xử lý sạch. Thị vệ đầu lĩnh đang mơ ngủ, bỗng nhiên có một cảnh giác, giống như có người nào đó đang đứng bên cạnh hắn. Nhưng hắn chỉ là mơ mơ màng màng chuyển thân. Tiếp tục ngủ. Có Du cảnh chiến trông coi đâu, nào có nhiều cảnh giác như vậy. Nhưng, thị vệ đầu lĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lắc lư. Trước mặt hắn lại có một bóng người, là từ phía sau đưa tới. Ai?
Thị vệ đầu lĩnh nắm chặt trọng chùy, bỗng nhiên quay người, kết quả đập vào mi mắt lại là Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến đứng ở bên cạnh hắn, mặt không thay đổi nhìn hắn. Mẹ kiếp, người có bệnh sao, dọa ta một hồi. Thị vệ đầu lĩnh thở phào, mang theo trọng chùy đứng lên. Người muốn làm gì, thừa dịp ta ngủ thiếp đi giết chết ta. Du Cảnh Chiến dùng sức nắm chặt lãnh đao, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ha ha, còn nắm đao. Người đâm thẳng vào ngực ta đây, đến đây, đâm đi. Người tốt nhất nên một đao đâm chết ta, nếu không lão tử đập nồi bán sắt, đều sẽ đi lầu 8 chơi đùa với muội muội của ngươi. Coi như ngươi thật sự giết chết ta. Ha ha, Hồng Quán nơi đó tuyệt đối không tha cho muội muội của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ việc ngươi giết người lần trước không? 30 ngày, muội muội của ngươi bị hành hạ ròng rã. Thị vệ đầu lĩnh chính nhếch miệng đùa cợt, ngực đột nhiên mát lạnh, giống như có gì đó đâm vào. Thị vệ đầu lĩnh sửng sốt một chút, từ từ cúi đầu, nhìn lãnh đao cắm nơi ngực, ánh mắt lắc lư, khó có thể tin. Ngươi điên rồi. Du Cảnh Chiến nắm lãnh đao, bỗng nhiên quấy một phát trong ngực thị vệ đầu lĩnh. Lão tử, đã tự do. Cái gì? Thị vệ đầu lĩnh ngẩng đầu, lắc lư ánh mắt dần dần tan rã. Lão tử đã tự do, mà ngươi, phải chết. Bàn tay Du Cảnh Chiến đại tác lôi chiều, quét sạch lãnh đao, xông vào lồng ngực thị vệ đầu lĩnh. Một tiếng ầm vang, lôi chiều tàn phá bừa bãi, thị vệ đầu lĩnh cứ thế mà bị xé nát. Huyết nhục toái cốt, gắn một chỗ. Bọn thị vệ đang ngủ say toàn bộ bừng tỉnh, nhưng khi đang muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân đều bị quấn dây leo. Dây leo tinh tế, lại vô cùng cứng cỏi, tại thời điểm bọn hắn đánh thức, phân tán ra số lượng lớn chạc cây, tàn nhẫn cắm vào thân thể của bọn hắn. Dạ An Nhiên khuấy động khí tức sinh mệnh nồng đậm ở xung quanh, ngưng tụ sợi đằng, lặng yên không một tiếng động khống chế bọn hắn. A! Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong rừng rậm, bọn hắn bị dây leo tàn nhẫn chống thân thể lên, giơ lên giữa không trung. Dây leo lan tràn trong thân thể tàn phá bừa bãi, còn hấp thu linh lực của bọn hắn. Đau đớn, suy yếu, còn có sự bối rối hoàn toàn không có rõ ràng tình huống, để bọn hắn điên cuồng giãy giụa. Du Cảnh Chiến đâu, khốn kiếp, ngươi chết ở đâu rồi? Là ai? Đau chết mất. Chúng ta là thị vệ Hồng Quán, biết Hồng Quán không? Sản nghiệp của bá vương phủ, bá vương chiến quốc. Các ngươi chán sống sao? Thả ta ra. Bọn hắn càng giãy giụa, dây leo càng tàn nhẫn, toàn thân máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Ta ở đây. Du Cảnh Chiến tay cầm tàn đao, ngẩng đầu nhìn bọn thị vệ bị treo ở giữa không trung. Du Cảnh Chiến, ngươi. Từng tiếng kêu thảm liên tiếp dừng lại. Bọn hắn cúi đầu nhìn Du Cảnh Chiến đằng đằng sát khí. Các ngươi đều phải chết, nhìn mắt ta, nhìn đao của ta, tiến vào địa ngục cũng phải nhớ kỹ, là ta, giết các ngươi. Là ta, là Du Cảnh Chiến ta. Du Cảnh Chiến sôi trào lôi chiều khắp toàn thân, phóng lên tận trời. Cũng không có thanh thế thật lớn cỡ nào, lại vô cùng tinh mịn, giống như vô số lôi tuyến, cuồng kích vài trăm mét, hơn 10 tên thị vệ trong nháy mắt đã bị cắt nát. Tàn chi toái cốt vẩy xuống đầy trời. Nồng nặc mùi máu tươi, tràn ngập trong rừng rậm. Niệm An sắc mặt tái nhợt, nàng bị dọa đến mức đều đang run rẩy. Khương Phàm nhìn thấy thì khẽ nhíu mày, nói. Sau khi ta cướp được muội muội của ngươi, Hồng Quán đã phái người đến bắt ngươi, ta là theo chân đám người kia tới, bọn hắn đang ở gần đó. Tới bao nhiêu người? Du Cảnh Chiến quay người, trong bóng tối, con mắt hiện ra ánh sáng đỏ hồng. Gương mặt hắn vô cùng dữ tợn, toàn thân đều đang run nhẹ nhẹ. Kiềm chế khuất nhục, uất ức, lửa giận, theo hai chữ tự do, triệt để phóng thích. Hắn bây giờ chỉ muốn giết người của Hồng Quán, có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Dạ An Nhiên nhìn qua phía đông. Hơn 30, bọn hắn hẳn là đã nghe được động tĩnh, đang đuổi tới nơi này. Ầm ầm, Du Cảnh Chiến nổ tung lôi chiều, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngoài trăm thước. Hắn nhanh chóng phóng tới, hai mắt tinh hồng, gương mặt dữ tợn, sau mấy trăm mét lại sôi trào lôi chiều lần nữa, tiếp tục biến mất. Ca ca. Niệm An che môi đỏ, nhìn ca ca như đang phát điên, khóe mắt lần nữa để lại nước mắt. Ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Khương Phàm thu Niệm An vào thanh đồng tiểu tháp, mang Dạ An Nhiên đi theo. Đuổi theo, giải quyết thống lĩnh đối phương.
Khương Phàm cất bước phóng tới, không có hóa thân thành Chu Tước yêu thể, nhưng, bản thân, trong huyết hải đã liên tiếp thức tỉnh, lực bộc phát tăng gấp 3 lần. Cảnh giới bát trọng thiên, nhanh chóng bước lên bát trọng thiên đỉnh phong. Ầm ầm, thanh đồng tiểu tháp cuồn cuộn cường quang, liệt diễm dâng lên. Khương Bân xuất hiện, hai cánh mở ra, chờ ở Khương Phàm phóng lên không. Dạ An Nhiên huy động hai tay, ở hai bên dẫn xuất tất cả ngũ hành linh châu, khuấy động năng lượng ngũ hành minh mông. Tiểu hồ ly hóa thân kim ô, chờ ở Dạ An Nhiên, cũng phóng lên không. Bên ngoài hơn 10 dặm, đội ngũ hồng quán đang lần theo âm thanh sông về phía trước, lại đột nhiên thấy được Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến, chúng ta đang muốn tìm ngươi, cùng chúng ta về chuyến hồng quán, có chuyện cần ngươi tự mình xử lý. Việc liên quan tới muội muội ngươi. Bọn hắn dừng lại muốn khống chế Du Cảnh Chiến, nhưng Du Cảnh Chiến lại không hề có ý muốn dừng lại, toàn thân cuồn cuộn lôi chiều, nhanh chóng phóng tới, một tiếng giống to, giết tới đây. Ngươi điên rồi. Sắc mặt bọn hắn đại biến, đang muốn phản kích, Du Cảnh Chiến bất chợt biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Tay phải xoay chuyển, lãnh đao gào thét. Tay trái nắm lại, lôi chiều cuồng tiết. Phốc phốc, oanh. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị vô tình chém giết. Huyết thủy phun tung tóe, đầu nhanh chóng quay cuồng. Du Cảnh Chiến lại nổi lên lôi chiều, biến mất, sau một khắc, lôi chiều nổ tung trên đỉnh đầu một người. Hai tay Du Cảnh Chiến cầm đao, gào thét cuồng dã. Phốc phốc, lãnh đao người kia bị chém thành hai khúc. Máu tươi phun ra, nội tạng chảy ngang. Hắn điên rồi, bắt lấy hắn. Bọn thị vệ lúc này mới bừng tỉnh, cuồng hô gọi bậy phản kích. Oanh, Du Cảnh Chiến xông lên bầu trời, hai tay chấn động, lôi uy bay lên, phóng xuất ra mấy ngàn tia lôi đình, tràn ngập đất trời rơi xuống dưới, cường quang chói mắt. Lôi chiều cuồng kích, bao phủ lấy tất cả thị vệ. Đa số thị vệ hồng quán đều mệt mỏi tu luyện, còn hắn thì mỗi ngày mỗi đêm đều đang điên cuồng tu luyện. Chênh lệch, tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Hơn 10 thị vệ bị vô tình oanh sát, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Du Cảnh Chiến, ngươi mặc kệ muội muội của ngươi rồi. Thị vệ thống lĩnh là lục phẩm dung nham linh văn, linh lực toàn thân tuôn ra. Hóa thành dung nham sền sệt, giống như là núi lửa phun trào phóng lên không, dưới sự khống chế cường thế của hắn, dung nham nhanh chóng phân hóa, biến thành mấy trăm trọng quyền dung nham cuồng kích tới. Toàn thân Du Cảnh Chiến lấp lóe lôi chiều, nhanh chóng tránh né, một lần nữa trở về mặt đất. Hai mắt hắn đỏ như máu, miệng đầy răng nanh, một tiếng gầm thét như mất khống chế, đuổi giết thị vệ thống lĩnh. Quỳ xuống cho ta. Một tên thị vệ hùng tráng hai tay va chạm mặt đất. Địa động mãnh liệt khuấy động vài trăm mét, trong chốc lát đã vỡ nát mặt đất, muốn nuốt hết Du Cảnh Chiến. Ngay sau đó, ba tên thị vệ liên thủ phóng thích lôi điện, từ ba phương vị nhấc lên chiều dâng, trùng kích vào trung tâm, muốn bao phủ Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến, ngươi muốn hại chết muội muội của ngươi, vậy thì đừng trách chúng ta tâm ngoan. Một thị vệ hét lớn, hài cốt toàn thân run rẩy, hóa thành một con thanh phong điêu, cuồng phong gào thét, phóng lên tận trời. Cuồng phong từ toàn thân hóa thành phong nhận, tràn ngập đất trời bao phủ xuống dưới. Oanh! Bạo tạc mãnh liệt, rừng rậm run rẩy. Lôi quang lấp lóe, cuồng phong thét gào, đại địa kịch liệt chập trùng. Nhưng! Giống! Bên trong năng lượng như thủy triều, một con thạch quy màu đen phát ra tiếng gào thét cuồng dã, sóng âm cuồn cuộn, như giang hà chập trùng. Đây là mai rùa bảo vệ, là được Du Cảnh Chiến dùng 500.000 tinh tệ lấy được trong cửa hàng chiến quốc. Du Cảnh Chiến chống đỡ cuộc tấn công điên cuồng, đứng dậy liền muốn lấy đi mai rùa. Nhưng, thị vệ thống lĩnh đã giết tới gần, tay phải phồng lên, khuấy động năng lượng nóng bỏng mà bạo ngược, đánh một kích về phía trước, cánh tay phồng lên, khuấy động năng lượng bạo ngược, giống như một ngọn núi lửa đang bay tới. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng rừng rậm. Thạch quy gào thét, mãnh liệt lắc lư, trong nháy mắt bò đầy vết nứt, ầm ầm bay ra ngoài. Du Cảnh Chiến ở bên trong. Toàn thân run rẩy, máu tươi vẩy ra, cũng bị vô tình đánh bay. Bắt lấy hắn. Thị vệ thống lĩnh giận dữ quát tháo. Coi chừng. Thị vệ nơi xa đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi. Một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên thạch đánh về phía thị vệ thống lĩnh. Thị vệ thống lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng thời nắm chặt hai tay, kích phát võ pháp. Mặt đất dưới chân kịch liệt sụp đổ,
hóa thành dung nham nóng hổi, như cuồng chiều phóng lên tận trời. Bóng đen không giảm tốc độ, đối diện va chạm dung nham, dễ như trở bàn tay giết tới gần. Giống. Khương Bân phát ra tiếng long ngâm, sóng âm khuấy động, thần uy từ trong cơ thể kích phát ra, nó giương cánh to lớn, vĩ đao quét ngang, trường mâu bạo kích, thẳng đến thị vệ thống lĩnh. Sắc mặt thống lĩnh đại biến, quả quyết rơi vào bên trong dung nham, muốn động dưới mặt đất né ra. Khương Phàm theo sát Khương Bân nhào vào trong dung nham, như cá bơi như trong nước, nhanh chóng đuổi kịp. Khương Phàm. Thị vệ thống lĩnh quay đầu trong dung nham, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Hai tay Khương Phàm căng cứng, uy lực huyết mạch sôi trào khắp toàn thân, hét lên một tiếng, âm thanh chấn động dung nham, Chu Tước Bác Thiên Thuật đuổi giết thị vệ thống lĩnh. Mặc dù kém một trọng thiên, nhưng thiên phẩm linh văn phối hợp với Chu Tước Bác Thiên Thuật đủ để uy hiếp được một lục phẩm linh văn. Sắc mặt thị vệ thống lĩnh đại biến, lập tức triệu ra một cái ngọc châu, bên trong phong tồn lấy năng lượng liệt diễm to lớn. Nhưng, thời điểm hắn đang muốn thả ra, một trận ba động kỳ diệu lan tràn bên trong thủy triều dung nham nhanh chóng bị dập tắt, đã mất đi năng lượng, biến thành nham thạch, phong bế thị vệ thống lĩnh cùng Khương Phàm. Thị vệ thống lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng có chút kinh ngạc, phản ứng lập tức chậm đi mấy phần. Khương Phàm thì đánh vỡ nát nham thạch, đối diện lao tới. Keng! Khương Phàm nâng móng vuốt cuồng kích Ngọc Châu, đè ép nó oanh kích thị vệ thống lĩnh, cùng lúc đó, hai cánh tụ lại, bảo vệ toàn thân. Một tiếng vang thật lớn, 100 mét dưới đất bị nổ tung, một ngạt như cự thú gào thét, ngay sau đó mặt đất sụt lún, liệt diễm bay lên trời, tuôn ra mấy ngàn thước. Sóng nhiệt cuồn cuộn, nương theo ánh lửa chói mắt, chiếu thấu đêm tối. Phạm vi hơn 10 dặm, có thể thấy được rất rõ ràng. Đánh nhau. Đội ngũ thần bí đang ở bên ngoài hơn 20 dặm, lặng yên không một tiếng động truy tìm thị vệ Hồng Quán. Kế hoạch mà bọn hắn là chờ đám thị vệ Hồng Quán kia bắt lấy Du Cảnh Chiến, sau đó lại tiến hành phục kích. Bằng vào thực lực của bọn hắn, xử lý sạch một đám thị vệ Hoa Lâu đơn giản như trở bàn tay. Nhưng, nơi xa đột nhiên xuất hiện tiếng vang, để bọn hắn ý thức được tình huống có biến. Bọn hắn vọt tới trên ngọn cây, nhìn qua nơi xa, liệt hỏa chiếu sáng đến mức để bọn hắn khiếp người. Tản ra, từ từ tới gần. Nam tử cầm đầu đưa tay vung lên, đám người liên tiếp tản ra, giống như quỷ ảnh biến mất chui vào rừng rậm. Chém giết thảm liệt kéo dài chỉ trong 3 phút, ngoại trừ thị vệ thống lĩnh, còn lại toàn bộ đều bị tàn sát. Du Cảnh Chiến đứng trong đống thi thể, máu me khắp người, hồng hộc thở hổn hển. Nhìn đám người đã từng là đồng bạn, rách mướp nằm nhoài xung quanh, hắn không có chút thương hại nào, cũng không có mảy may cảm giác giải hận, ngược lại là càng thêm dục vọng báo thù. Thị vệ đầu lĩnh quỳ gối trong phế tích bừa bộn, hấp hối. Khương Phàm, ngươi xông vào Hồng Quán, bắt Hoa Khôi, bây giờ lại truy tung đổ sát chúng ta, ngươi là muốn cùng Bá Vương phủ làm kẻ địch sao? Lão tặc, Khương Phàm không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp gọi tặc điểu. Toàn thân tặc điểu lấp lóe ánh lửa, hóa thân thành hình người. Đồng tỷ, không phải ngươi đã chết rồi sao? Không không, ngươi là ai? Ngươi không phải đồng tỷ. Thị vệ thống lĩnh trừng to mắt nhìn tặc điểu ở trước mặt hắn biến thành một nam tử. Tặc điểu cười tà ác. Ta là yêu, một loại yêu ăn người. Ta ăn ai liền sẽ biến thành người đó. Ta sẽ bắt đầu từ chân. Gặm một chút xíu, biến một chút xíu, từ xương cốt đến da thịt, từ huyết dịch đến nội tạng, còn có đầu, gặm đến sạch sẽ, nhai triệt triệt để, sau đó. Biến thành ngươi. Thị vệ thống lĩnh cảm thấy lạnh người, thân thể không cầm được mà run rẩy. Khương Phàm triệu ra tàn đao, đỡ đến trên cổ thị vệ thống lĩnh. Ta có thể cho ngươi chết dễ dàng, cũng có thể để hắn ăn ngươi. Lựa chọn thế nào, toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Thị vệ thống lĩnh tái nhợt sắc mặt, gian nan chuyển lấy thân thể sang bên cạnh, sợ quái vật kia ăn mình. Là ai đưa huynh muội bọn hắn đến Hoa Lâu? Tại sao muốn an bài tới đó? Lại có bàn giao gì? Ta, ăn hắn. Chờ một chút, ta nói. Đừng lề mề, mau nói. Bọn hắn là do cửa hàng Thanh Bình đưa tới, không những không muốn tiền của chúng ta, còn đưa cho chúng ta rất nhiều tiền. Yêu cầu chúng ta cần phải xem trọng bọn hắn, không thể để cho bọn hắn chết, cũng không thể để người khác đụng ngọc thạch trên người bọn hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Ta chỉ biết như thế.
Ta thật chỉ biết là... Thị vệ đầu lĩnh đang nói, đột nhiên chú ý tới Khương Phàm đã nháy mắt cho Du Cảnh Chiến. Không được, không không không. Thị vệ đầu lĩnh hoảng sợ thét lên, trực tiếp quỳ xuống trước Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến nhanh chân đi đến, tay quấn lôi điện, vô tình đâm xuyên qua lồng ngực thị vệ đầu lĩnh, nắm lấy trái tim của hắn đưa ra từ phía sau lưng. Nhớ kỹ mặt của ta, là ta giết ngươi. Du Cảnh Chiến lạnh lùng theo dõi hắn, một tay nắm nát trái tim. Khương Phàm hỏi, cửa hàng Thanh Bình có gì đặc biệt? Là một cửa hàng rất bình thường, không được tính là thương hội, gần góc đường Hồng Quán, thái độ phục vụ nơi đó rất kém, đồ cũng không toàn diện, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có chút vật ly kỳ cổ quái, mà còn rất rẻ. Du Cảnh Chiến cắn chặt răng hàm. Hắn đã từng đi qua cửa hàng Thanh Bình, còn mua qua hai lần võ pháp, nhưng hắn không nghĩ tới cửa hàng Thanh Bình lại là kẻ đã đổ sát cả nhà của hắn, đưa bọn hắn đến Hoa Lâu. Cái gọi là cửa hàng, rất có thể chính là đang theo dõi huynh muội bọn họ. Rất có thể phía sau cửa hàng Thanh Bình liên lụy đến thế lực lớn nào đó, huynh muội các ngươi không cần phải để ý đến. Ta chỗ này có một phong thư, các ngươi cầm trong đêm xuôi nam, đến Vô Hồi Thánh Địa. Chỉ cần các ngươi nói là bằng hữu của ta, Vô Hồi Thánh Chủ liền sẽ tiếp nhận các ngươi. Từ nay về sau, nơi đó chính là nhà mới của các ngươi, nơi đó. Khương Phàm nói đang muốn đưa thư cho Du Cảnh Chiến, Du Cảnh Chiến lại phù phù quỳ gối trước mặt Khương Phàm, dùng sức dập đầu ba cái, khóe mắt chảy nước, hòa với dòng máu trên mặt tạo thành huyết lệ. Ta đã chết, chết từ đêm 5 năm trước ấy. Ta liều mạng tu luyện, chỉ là muốn cứu muội muội ta ra. Ta để cho muội muội ta chịu khổ 5 năm, Du Cảnh Chiến ta không bằng xúc sinh. Ta không muốn sống, ta muốn chết, nhưng trước khi ta chết, nhất định phải biết là ai hại chúng ta. Ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù. Du Cảnh Chiến nói, lần nữa cúi đầu xuống, đầu liên tục dập trên mặt đất, đâm đến máu me đầm đìa. Cảm ơn ngươi đã cứu muội muội ta ra, cảm ơn ngươi, có thể an bài cho muội muội ta đến thánh địa. Nhưng ta muốn báo thù, cho ta một cơ hội, dù là ta chỉ có thể giết một kẻ, ta cũng muốn giết. Khương Phàm chau mày, ngươi chết, muội muội của ngươi thì sao? Ta đã sớm không còn mặt mũi gặp muội ấy, ta chỉ cần muội ấy còn sống, chỉ cần muội ấy có thể sống như một con người, ta chết cũng nhắm mắt. Thế nhưng nàng muốn theo ngươi sống cùng nhau. Ta đã chết rồi, ta cũng không xứng để được sống nữa. Khương Phàm lắc đầu than nhẹ, nói: "Ngươi bồi bồi muội muội của ngươi trước, nàng rất nhớ ngươi. Chờ ta rời khỏi xí thiên giới, ngươi lại cho ta đáp án. Nếu như muốn còn sống, huynh muội các ngươi cùng nhau xuôi nam đến thánh địa. Nếu như muốn chết, ta sắp xếp người đưa nàng về thánh địa, mang ngươi. Báo thù. Có người đến." Dạ An Nhiên đột nhiên cảnh giác, đầu ngón tay dương nhẹ, năm ngón tay dần dần trong suốt, nở rộ lên tia sáng óng ánh, cảm ngộ âm thanh trong sơn lâm. Đối với người bình thường mà nói, rừng rậm không biết nói chuyện, nhưng đối với Dạ An Nhiên mà nói, mỗi cái cây, mỗi ngọn cỏ, mỗi tảng đá, mỗi trận gió núi, đều có thể nhẹ giọng nói với nàng. Cửa hàng Thanh Bình. Khương Phàm lập tức tỉnh ngộ, nếu là cửa hàng Thanh Bình bí mật giám sát Hồng Quán, vậy bọn hắn cũng biết đã có người cứu đi Niệm An, sau đó cũng sẽ đuổi bắt Du Cảnh Chiến. Dạ An Nhiên cẩn thận cảm nhận. Hết thảy 12 người, 3 linh hồn cửu trọng thiên, 7 cao giai linh hồn cảnh. Khí tức rất mạnh, tính cảnh giác rất cao, bọn hắn bắt đầu thả chậm tốc độ. Tại phía đông, khoảng cách khoảng 10 dặm. Khương Bân, né tránh. Khương Phàm vừa dứt lời, Khương Bân ngẩng đầu vỗ cánh, phóng lên không. Dạ An Nhiên một phát bắt được Du Cảnh Chiến còn chưa kịp phản ứng, kịp thời vọt tới trên lưng Khương Bân. Khương Phàm lập tức phóng tới hướng đông, đón đám người thần bí kia. Ngoài 10 dặm, đám kia người thần bí dần dần thả chậm tốc độ, cẩn thận cảm nhận được sơn lâm thay đổi, lắng nghe thanh âm ở xa xa. Có người đến, tốc độ rất nhanh. Một vị Mộc Linh Văn lập tức giật mình, ra hiệu đám người tản ra. Tốc độ Khương Phàm tiếp tục tăng vọt, sau khi rút ngắn khoảng cách liền lập tức phanh lại. Sơn Hà, Đại Táng. Khương Phàm quỳ một chân trên đất, hai tay dâng lên hư ảnh mịt mờ, dùng sức nén mặt đất. Răng rắc, bành. Khương Phàm trực tiếp dẫn nổ hai tay, máu tươi thịt nát thảm liệt phun tung tóe. Sau một khắc, một loại khí lãng vô hình từ toàn thân chấn mở, trùng kích máu tươi, ngưng tụ pháp trận màu máu,
nhanh chóng trải rộng ra tại phế tích trên mặt đất. Theo cảnh giới tăng lên, Sơn Hà Đại Táng hoàn toàn đã có được cảm ngộ mới, phạm vi pháp trận đã đạt tới 30 dặm. Trong phạm vi 30 dặm, sông núi, rừng rậm bỗng nhiên an tĩnh, phảng phất động lại cả không gian và thời gian, đất trời cũng theo đó mà dừng lại. Nhưng đây chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, một giây sau, Sơn Hà bạo động, rừng rậm sụp đổ, khí tức tai nạn kinh khủng từ sâu trong lòng đất cuồn cuộn lên, như thú triều vô tận lướt qua địa tầng, cuồng kích mặt đất. Ầm ầm, đại địa cuồn cuộn, núi cao vỡ nát, giang hà bay lên trời, rừng rậm hoắc loạn. Dung nham sâu trong lòng đất gào thét. Bọn chúng không chỉ là hỗn loạn trùng kích, mà là phóng xuất ra lực lượng bản nguyên, hình thành tai nạn, muốn chôn vùi hết thảy, mai táng tất cả. Đám người đang cảnh giác kia vội vàng không kịp chuẩn bị, đảo mắt đã bị Sơn Hà nuốt hết. Quá đột nhiên, bọn hắn đang muốn tản ra, đang muốn xác định người đến là ai, đang muốn kích phát võ pháp, đang muốn chuẩn bị săn giết. Đang muốn, bọn hắn kinh hồn thét lên, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng linh lực toàn thân đều đã mất đi khống chế, mặc kệ là linh văn nguyên tố, hay là thú linh văn, đều khó mà phát huy tác dụng được. Cứ như không phải sức người muốn hủy diệt bọn hắn, mà là mảnh Sơn Hà này muốn mai táng bọn hắn. Cứ như bọn hắn không còn là người sống, mà là thể năng lượng bình thường giữa thiên địa. Ầm ầm, bọn hắn nhanh chóng chìm xuống, giống như bị kéo vào trong vòng xoáy hải triều, hoàn toàn không khống chế được. Không chỉ có linh lực đang tiêu hao, ngay cả sinh mệnh lực đều nhanh chóng biến mất. Thời gian rõ ràng vừa qua khỏi vài giây đồng hồ, nhưng bọn hắn lại giống như đã bị mai táng mấy năm, mấy trăm năm dưới đất, nhanh chóng khô héo. Sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn, bất lực. Đây chính là Sơn Hà Đại Táng. Dạ An Nhiên đứng trên người Khương Bân, từ trên cao quan sát 30 dặm Sơn Hà bạo động kịch liệt. Nàng chỉ nghe Khương Phàm đề cập tới, nói hắn nắm giữ một loại cấm thuật đặc thù, có thể sử dụng hỗn chiến hoặc trong nguy hiểm, mà uy lực lại vô cùng cường đại. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn bị tràng diện hủy diệt kia kích thích. Ngoại trừ thị giác bị tác động mãnh liệt thì phần khí tức tai nạn phóng lên tận trời kia để nàng đều rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng cùng giá lạnh. Nàng có thể tạo nên Sơn Hà, Khương Phàm có thể hủy diệt Sơn Hà. Tình huống của hai người bọn họ đây là như thế nào? Khương Phàm suy yếu đến muốn hôn mê, nhưng cưỡng ép nhìn xuống, vận dụng tiểu niết bàn thuật, nhanh chóng trở lại đỉnh phong. Sau đó một đầu đâm vào bên trong thủy triều hỗn loạn, lân cận nhào về phía một thân ảnh đang vùng vẫy giấy chết, mang theo hắn phá tan mặt đất, phóng lên không. Rất nhanh, Sơn Hà bình tĩnh, triệt để biến thành phế tích. Không có chút sinh cơ nào, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Ngay cả thổ địa đều biến thành mảnh đất khô cằn, không thấy thể được bất kỳ năng lượng gì. Triệt để bị chôn vùi. Năng lượng trong phạm vi 30 dặm hoàn toàn biến mất. À, người bị bắt đi gào hét thê lương, chưa tỉnh hồn. Mặc dù hắn là sát thủ có kinh nghiệm phong phú, thế nhưng đột nhiên bị khí tức tai nạn tấn công, cùng suy yếu giả nua, đã trực tiếp phá hủy tinh thần của hắn. Khương Phàm nắm lấy hắn vào tới trong núi rừng ở bên ngoài phế tích, thổ lỗ ném xuống, một chân dẫm lên ngực hắn. Ta hỏi, ngươi trả lời, câu trả lời của ngươi, quyết định ngươi. Nhưng, Khương Phàm còn chưa nói xong. Người kia đột nhiên chết chừng mắt nhìn Khương Phàm, toàn thân run rẩy, miệng mũi chảy máu, rất nhanh đã không có động tĩnh. Thế nào? Chết rồi. Khương Phàm khẽ nhíu mày, lập tức gỡ miệng của hắn ra, bên trong đang nhanh chóng thối rữa, chảy ra máu đen. Độc. Thật vất vả mới trở về từ cõi chết, vậy mà hắn lại quả quyết cắn độc chết. Tử sĩ sao? Hay là sát thủ? Người của bình thường thế lực, tuyệt đối sẽ không ngậm lấy độc hoàn trong miệng. Coi như sát thủ, cũng rất khó có ý chí tàn nhẫn lại quyết tuyệt như thế. Dạ An Nhiên từ không trung lao xuống. Gần đó không có ai, hẳn là đã chết hết. Khương Phàm nhìn nam tử cắn độc mà chết trên mặt đất, cảm giác đã đụng phải đối thủ. Có thể huấn luyện được tử sĩ như thế này, tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Nhân gian ngục. Khương Phàm lại nghĩ tới tổ chức sát thủ kia. Mặc dù rất không muốn đi đối mặt, nhưng khả năng giống như càng lúc càng lớn. Nếu quả như thật là bọn hắn, như vậy nguyên nhân dùng niệm an làm mồi dụ, có thể là đang dùng niết bàn thạch câu, cá câu con cá lớn là hắn đây. Thiệu Thanh Duẫn cũng không biết hắn sẽ trùng sinh lúc nào, lại là dùng thân phận gì,
nhưng Thiệu Thanh Duẫn biết nếu như hắn trùng sinh liền có thể bị Niết Bàn Thạch hấp dẫn. Nếu thật là như thế, Khương Phàm suy đoán ngoại trừ Bá Vương Chiến Quốc gia, nơi khác hẳn là còn sẽ có Niết Bàn Thạch, cũng đều bố trí tai mắt. Dạ An Nhiên nói, chúng ta đi chiếu cố cửa hàng Thanh Bình, nơi đó còn không biết người đã của bọn họ chết rồi, chúng ta có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Khương Phàm lại lắc đầu nói, nếu như là thế lực khác, có thể làm như thế, nhưng nếu thật là nhân gian ngục thì sao? Chúng ta lộ diện, chẳng khác nào chủ động bại lộ thân phận. Từ biểu hiện của bọn tử sĩ này đến xem, bọn hắn cũng không phải loại người có thể tùy tiện thổ lộ bí mật. Khương Phàm rất muốn lập tức xác định có phải phía sau cửa hàng Thanh Bình là nhân gian ngục hay không, nhưng thời khắc thế này nhất định phải ổn định. Dạ An Nhiên nhìn nam tử chết thảm, nói. Người của bọn hắn nếu như chậm chạp không quay về, 2-3 ngày sau liền sẽ tới điều tra, chúng ta tốt nhất nên làm chút bố trí, quấy nhiễu điều tra của bọn hắn, đừng liên lụy đến trên người chúng ta. Khương Phàm nhìn cảnh vật xung quanh một chút, tập trung vào tặc điểu. Ta có một ý kiến hay. Nhìn ta làm gì, đừng đánh chủ ý lên ta. Tặc điểu lập tức cảnh giác. Người đi ăn thị vệ đầu lĩnh của Hồng Quán, biến thân thành bộ dáng của hắn, mang du cảnh chiến đến chiến quốc. Nhưng không cần trực tiếp đi đến Hồng Quán, chỉ cần lộ mặt ở cửa thành, để người ta biết ngươi đã dẫn người trở về, sau đó biến mất. Khương Phàm cảm giác biện pháp có thể hắn che giấu nhất, chính là để cửa hàng Thanh Bình nghĩ rằng là do Hồng Quán giết người của bọn hắn, lại để cho Hồng Quán tưởng rằng cửa hàng Thanh Bình giết người của bọn hắn. Cứ như vậy, hắn không chỉ có thể thoát khỏi hiểm nghi, còn có thể khiến cho hai bên tranh đấu, khiến cho thế lực sau lưng cửa hàng Thanh Bình ra tay. Không thể. Ta không làm được. Hắn là lục phẩm linh văn, cũng không phải thánh phẩm, người dung hợp hẳn là rất đơn giản. Cũng là bởi vì là lục phẩm, mới làm không được. Vì sao? Hắn không xứng. Thời điểm ngươi dung hợp em vợ của Triệu Thế Hùng, quan tâm linh văn của hắn rồi. Hắn rất tuấn tú. Đứng đắn một chút. Điều ra ta rất đứng đắn. Ta có thể dung hợp sinh mạng, nhưng là có hạn chế số lượng, mỗi cái đều muốn dùng tại chỗ mấu chốt. Sao có thể tùy tiện lãng phí? Liền không thể vì ta làm chút hy sinh. Không thể nào. Tặc điểu rất thẳng thắn. Khương Phàm thấy không có cách nào khác, chỉ có thể nói. Niết bàn thạch cho ngươi. 2 viên đều cho ngươi. Con mắt tặc điểu lập tức tỏa ánh sáng. Nói xong rồi, đừng đổi ý. Khương Phàm rất khẳng định, nói. Niết bàn thạch có thể cho ngươi, nhưng không thể dùng bây giờ. Trước tiên phải xác định thế lực sau lưng bọn chúng, tương lai lại tìm thời cơ giải trừ phong ấn. Tuy nhiên ta cam đoan, trễ nhất không cao hơn nửa năm. Thành giao, ha ha. Tặc điểu hưng phấn vào tới trong cánh rừng nơi xa, tìm thi thể thị vệ thống lĩnh. Dạ An Nhiên hồ nghi nhìn Khương Phàm. Ngươi thật muốn giao Niết Bàn Thạch cho nó. Lấy tình huống huyết mạch nó bây giờ, hoàn toàn có thể thông qua huyết khí hồn khí cùng linh lực bên trong Niết Bàn Thạch. Diễn biến ra hình dạng của ngươi. Ta sở dĩ dẫn nó rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, chính là muốn làm cho mình một thế thân. Lúc ấy Khương Phàm đã tính toán lúc nào đó trong tương lai, chờ sau khi huyết mạch hỏa diễm huyễn điểu đủ cường đại, dùng di cốt kiếp trước giúp nó diễn biến thành hình thái chu tước. Cứ như vậy, chờ thời điểm thân phận bại lộ, hoặc là chinh chiến thiên khải chiến trường, hỏa diễm huyễn điểu có thể ngụy trang thành hắn, tại một ít thời kỳ đặc thù phát huy tác dụng quan trọng. 2 viên Niết Bàn Thạch này mặc dù kém xa uy lực di cốt, nhưng đối với tặc điểu bây giờ mà nói, ngược lại càng thích hợp hơn. Dạ An Nhiên cười lắc đầu, tặc điểu đáng thương, bị gài bẫy. Tuy nhiên, đây thật đúng là một diệu chiêu. Tặc điểu không chỉ là có thể diễn biến yêu thú hay hình người, mấu chốt là khôn khéo xảo quyệt, dùng rất yên tâm. Khương Phàm nhìn phế tích, nói. Trước tiên chúng ta khôi phục hình dáng cũ cho nơi này, dọn dẹp sạch sẽ thi thể. 2 ngày sau, Khương NGS và Dạ An Nhiên, xảo diệu ngụy trang thành người bình thường, về tới chiến quốc. Tặc điểu thì biến thân thành thị vệ thống lĩnh, Lưu Lương Bình, máu me khắp người kéo lấy du cảnh chiến phóng tới cửa thành. Lưu Lương Bình, ngươi làm sao thế, ai đánh ngươi thành như thế này rồi? Thủ vệ chỗ cửa thành nhận ra vị thống lĩnh Hồng Quán này, vội vàng tiến lên. Nhanh, nhanh đi thông báo Hồng Quán. Tặc điểu cải trang vô cùng giống. Khí tức yếu ớt, ý thức mê muội, miệng lớn thở hổn hển, gắt gao nắm lấy du cảnh chiến. Xảy ra chuyện gì? Bọn thị vệ vội vàng mang theo hắn đi đến cửa thành.
Mặc dù vị tiểu gia này chỉ là thống lĩnh Hoa Lâu, thế nhưng phía sau lại là Bá Vương Phủ. Nhanh thông báo Hồng Quán, ta bị người của cửa hàng Thanh Bình truy sát. Nhanh đi, để cho bọn họ tới tiếp ứng ta. Tặc điểu khàn khàn gào thét, thô lỗ đẩy bọn hắn ra, kéo lấy Du Cảnh Chiến xông vào trong thành. Cửa hàng Thanh Bình. Bọn hắn cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, mới nhớ lại giống như khu thứ bảy có một cái cửa hàng nhỏ như thế. Nhưng, người của cửa hàng làm sao dám truy sát người của Hồng Quán? Nhanh đi thông báo Hồng Quán tiếp ứng. Bọn thủ vệ không quản được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian phái người đi khu thứ bảy thông báo. Tặc điểu lảo đảo chạy về phía trước, trong chốc lát, hắn chuyển tới trong một ngõ hẻm, hội hợp cùng Khương Phàm, toàn bộ tiến vào Thanh Đồng Tiểu Tháp. Khương Phàm và Dạ An Nhiên lặng lẽ rời khỏi, chạy tới Hung Linh Hầu Phủ. Cửa hàng Thanh Bình. Một lão nhân có mái tóc hoa dâm đang buông thõng tầm mắt ngồi ở trong góc. Trong cửa hàng vụn vặt có lẻ tẻ mấy người khách đang đi dạo, thấy lão nhân hờ hững lạnh lẽo, lần lượt đều tản ra. Tề trưởng lão, xảy ra chuyện rồi. Một nam tử vội vã xông vào cửa hàng, thuận tay đóng cửa phòng. Lưu Lương Bình trở về, còn mang theo Du Cảnh Chiến. Lão nhân nhấc tầm mắt khô quắt lên, đáy mắt lóe lên ý lạnh. Lúc nào? Ngay vừa rồi, người của chúng ta vẫn luôn chờ ở chỗ cửa thành, kết quả nhìn thấy Lưu Lương Bình máu me khắp người chạy về đến, vẻ mặt bối rối, trong tay còn kéo theo Du Cảnh Chiến. Bọn hắn chỉ là một đám thị vệ Hoa Lâu mà thôi, vậy mà có thể thoát khỏi người của chúng ta. Lão nhân nhíu chặt lông mày, khó có thể tin. Người của bọn hắn đều là sát thủ tinh thông săn giết, mà còn có trọn vẹn ba vị linh hồn cảnh đỉnh phong, hoặc là không ra tay, hoặc là liền sẽ xử lý sạch sẽ. Làm sao có thể để Lưu Lương Bình cùng Du Cảnh Chiến chạy, còn chạy trở về chiến quốc được? Lưu Lương Bình trực tiếp nói ở cửa thành là bị chúng ta truy sát, thủ vệ cửa thành đã tiến đến Hồng Quán báo. Bây giờ đóng giữ ở Hồng Quán đều là người của Bá Vương Phủ, nếu như biết được chúng ta truy sát thị vệ Hồng Quán, còn muốn đoạt Du Cảnh Chiến, khẳng định sẽ vây quanh nơi này. Đáng chết! Lão nhân nắm tay, con mắt lạnh lẽo lóe ra u quang tại nơi lờ mờ hẻo lánh. Chúng ta chủ động hiệp thương cùng Bá Vương Phủ, hay là rời khỏi nơi này trước? Thị vệ sốt ruột. Mặc dù thị vệ Hồng Quán cùng Du Cảnh Chiến đều rất bình thường, nhưng tại thời kỳ nhạy cảm này, đồ sát thị vệ chẳng khác nào khiêu khích Bá Vương Phủ. Chúng ta không thể bị bại lộ thân phận, rời khỏi nơi này trước. Lão nhân quả quyết làm ra quyết định. Mặc dù rời khỏi như thế này rất chật vật, cũng thật đáng tiếc, nhưng tuyệt đối không thể để Bá Vương Phủ biết được thân phận thật sự của bọn hắn. Cùng lúc đó, sau khi Hồng Quán nhận được tin tức, lập tức phái người tiếp ứng Lưu Lương Bình, kết quả Lưu Lương Bình lại mất tích, làm sao cũng không tìm được. Nghĩ đến thời điểm Lưu Lương Bình vào thành nói hắn rất nguy hiểm, cửa hàng Thanh Bình còn đang đuổi giết hắn, lập tức suy đoán hắn là đã gặp phải bất trắc. Hồng Quán liên hệ Bá Vương Phủ, phái người vây quanh cửa hàng Thanh Bình. Nhưng, chờ khi bọn hắn chạy tới nơi này, người của Thanh Bình cửa hàng đã đi hết. Lão nhân đứng ở trong góc đằng xa, trơ mắt nhìn cửa hàng bọn hắn bị phá hủy. Lưu Lương Bình mất tích. Hồng Quán nơi đó truyền ra tin tức, nói Lưu Lương Bình xác thực mất tích, nhưng chúng ta căn bản không có ra tay. Lưu Lương Bình mình ẩn nấp rồi, hay là, bị người khác chặn lại rồi. Ngài nói là Khương Phàm. Lão nhân lắc đầu. Các ngươi mau rời khỏi, chuyển cáo chi tiết mọi chuyện cho nhân gian ngục, ta ở lại nơi này nhìn tình huống. Ngài hãy cẩn thận. Bọn thị vệ không dám ở lâu, sau khi tản ra liền nhanh chóng trà trộn vào trong đám người, thừa dịp cánh cửa thành khu còn không có đóng bế, mau chóng rời khỏi. Hung Linh Hầu Phủ. Khương Phàm, người chết ở đâu rồi? Triệu Thế Hùng biết được Khương Phàm trở về, khí thế hung hăng ngăn chặn hắn lại. Ta mới rời khỏi 5 ngày, Triệu công tử đã nhớ ta rồi. Đều là chủ ý ngu ngốc của ngươi. Sắc mặt Triệu Thế Hùng rất khó coi. Sau khi hắn đốt đi Hồng Quán, Bá Vương Phủ phản kích vô cùng lăng lệ, sau khi tìm cớ đã đốt 5 thương hội của bọn họ, không chờ hắn làm ra phản kích, vậy mà Bá Vương lại tự mình định ngày hẹn phụ thân hắn, sau đó. Hai bên đều yên lặng. Hắn, Hỏa Thiêu Hồng Quán, cùng Sở Thương Minh, liên tục đốt 5 thương hội, so ra, cũng không có thắng đến bao nhiêu thanh danh. Khương Phàm cười nhạt nói. Chủ ý là ý kiến hay liền xem người dùng có phải thông minh hay không. Ngươi! Triệu Thế Hùng hừ một tiếng, nghiêm mặt nói.
Xí Thiên Giới hôm qua truyền tin tức đến, cho phép ngươi nhập Xí Thiên Giới. Vậy từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Khương Phàm đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Đừng vui mừng quá sớm, Xí Thiên Giới có hạn chế đặc biệt đối với ngươi. Ngươi, từ hôm nay trở đi, nhất định phải tiến vào Xí Thiên Giới, trở thành trưởng lão nội bộ, chuyên tâm tu luyện đan thuật, đừng lại để ý chuyện đại hoang. Có thể, không có vấn đề. Khương Phàm vui vẻ tiếp nhận. Ngươi thật có thể tiếp nhận. Triệu Thế Hùng nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Khương Phàm, mơ hồ cảm giác chuyện giống như không có đơn giản như vậy. Ta chính là đến học tập đan thuật, ta muốn trở thành đan thánh, đương nhiên cần bế quan tu luyện. Đừng có gấp, ta còn chưa nói xong. Phe phái chúng ta là phải phí hết tinh lực rất lớn mới thuyết phục được phe phái Đổng gia, lại tìm giới chủ cọ sát 3 ngày, bỏ ra cái giá rất lớn, mới kéo ngươi vào được. Tác Ngọc Đường vô cùng tức giận, suýt chút nữa thì dẫn người rời khỏi Xí Thiên Giới. Cho nên giới chủ nơi đó đã cho ngươi một điều kiện hạn định, ngươi nhất định phải cùng Tác Ngọc Đường hòa giải, cam đoan không còn xuất hiện bất kỳ xung đột, Xí Thiên Giới mới có thể chính thức tiếp nhận ngươi. Chỉ cần Tác Ngọc Đường không đồng ý, ngươi phải rời khỏi Xí Thiên Giới, chuyện trưởng lão cũng đừng bàn lại. Yên tâm đi, ta sẽ dùng tư thái thấp nhất của ta nịnh nọt Tác Ngọc Đường. Xác định. Triệu Thế Hùng càng nhìn càng cảm giác Khương Phàm có mục đích khác. Mau dẫn ta đi thôi, ta đã không kịp chờ đợi muốn chiêm ngưỡng phong thái Xí Thiên Giới rồi. Không nên gấp gáp, hôm qua Xí Thiên Giới tới đón ngươi, kết quả ngươi không ở đây, bọn hắn đã đi về trước. Ta đã lúc truyền tin tức ngươi trở về rồi, bọn hắn sẽ đến tiếp ngươi. Tuy nhiên ngươi chỉ có thể đi đến một mình, nữ tử và sủng vật của ngươi, cần ở lại bên ngoài. Đương nhiên, ta sẽ an bài bọn họ thỏa đáng. Khương Phàm xoay người rời khỏi, mang theo bọn người Dạ An Nhiên chuyển tới nơi hẻo lánh, thu vào trong thanh đồng tiểu tháp, rất nhanh lại đi trở về. Người đâu? Sắp xếp xong xuôi, bọn hắn đã đi. Triệu Thế Hùng nhìn chằm chằm Khương Phàm nhìn một hồi rất lâu. Có phải ngươi coi ta là đồ đần hay không? Khương Phàm cười nói. Chuyện không có bao lớn, mở con mắt từ từ nhắm hai mắt lại là được. Tương lai ta là thiên phẩm đan thánh, chờ ổn định được chân, phe phái bên trong đều sẽ tranh nhau lôi kéo, nữ hài tử đứng xếp hàng để cho ta chọn. Nói không chừng ngày nào ta chọn được tiểu muội muội Đổng gia, hai ta liền thành người một nhà. Triệu Thế Hùng im lặng, còn xếp đội để cho ngươi tuyển. Gia hỏa này ở đâu ra lòng tự tin? Khương Phàm cười ha hả nói. Chuyện ta trở thành trưởng lão nội bộ này, các ngươi sẽ không tuyên bố với bên ngoài sao? Tình huống của ngươi đặc biệt, sẽ không công khai tuyên bố. Triệu Thế Hùng rất bất đắc dĩ với nam tử cười đùa tí từng đối diện. Hắn là nhi tử của Hung Linh Hầu, hắn là cùng kỳ thiên văn đáng sợ, hắn điên cuồng hiếu chiến, cường thế bá đạo, hắn sát khí ngập trời, tàn nhẫn vô tình, trên người hắn cõng vô số hung danh, bất kỳ người nào khi nhìn thấy hắn đều sẽ e ngại khẩn trương. Duy chỉ có gia hỏa này, chẳng những không hề có ý sợ hãi, còn luôn là một bộ dáng nhẹ nhõm tùy ý. Nói dễ nghe một chút, là phóng khoáng tùy ý. Nói khó nghe chút, gia hỏa này giống như từ đầu đến cuối đều không có coi hắn là chuyện gì to lớn cả. Triệu Thế Hùng sống đến bây giờ, lần đầu tiên có một cảm giác bị người khác xem nhẹ. Thật là đáng tiếc, ta còn muốn mượn tên Xí Thiên Giới, dọa những kẻ kia đang đuổi tới nơi này nữa. Khương Phàm tính toán thời gian, không đến mấy ngày, rất nhiều thế lực hẳn là sẽ đuổi đến chiến quốc. Ngươi vẫn nên ngẫm lại phải đối phó Tác Ngọc Đường thế nào đi. Hỏi ngươi một vấn đề. Khương Phàm nắm bả vai Triệu Thế Hùng, thân mật giống như hai huynh đệ. Triệu Thế Hùng cau chặt lông mày, toàn thân khó chịu. Bởi vì Linh Văn, hắn từ trong ra ngoài đều tản ra sát khí thảm liệt, chưa từng có ai kề vai sát cánh qua cùng hắn như thế. Khương Phàm thấp giọng hỏi. Tác Ngọc Đường mang Thánh Viêm Thiên Hỏa từ Ly Hỏa Thánh Địa ra, đều hiến cho giới chủ sao? Thế thì không có, giới chủ cho Tác Ngọc Đường tự do rất lớn, cũng cố ý đến đỡ hắn làm phe phái thứ 6. Những tài nguyên hắn mang tới kia tương đương với vốn liếng chủ hoạch kiến lập phe phái. Hắn giấu cái nào rồi? Ngươi muốn làm gì? Ngươi 2, ta 8. Có ý gì? Ngại ít. Khương Phàm, ngươi có ý đồ gì? Triệu Thế Hùng đột nhiên hất Khương Phàm ra, nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm. Ngươi 3, ta 7. Ngươi xem Triệu Thế Hùng ta là cái gì rồi? Triệu Thế Hùng tức giận lại rất bất đắc dĩ,
trong mắt hỗn đản này rốt cuộc có khác biệt tôn ti địa vị hay không. Hắn là tiểu hầu gia cao ngạo, là bá vương tương lai, hỗn đản này coi hắn là thổ phỉ, lưu manh sao. Làm bằng hữu đó, ta cũng không phải người tốt, sẽ không tùy tiện cùng người khác chia sẻ, có thể chia ba phần cho ngươi, vì đã xem ngươi như hảo bằng hữu. Triệu Thế Hùng ngưng nghẹn im lặng. Bốn phần, nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Ta không cần thánh hỏa. Vậy ngươi cần gì? Ta lặp lại một lần nữa, ta là tiểu hầu gia hung linh hầu phủ, ta là bá vương tương lai, sau lưng ta là hai đại phe phái luyện đan đứng đấy, ta cái gì cũng không thiếu, ta cái gì đều không cần. Ai? Khương Phàm lắc đầu than nhẹ. Có ý gì? Khương Phàm vẫn lắc đầu. Ngươi nói đi. Ta nói thật nhé. Nói. Kỳ thật ta nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi nói xem ngươi đường đường là thiên phẩm linh văn, đã vậy còn quá dễ dàng thỏa mãn. Luôn mồm tiểu hầu gia, tiểu bá vương, chẳng lẽ đây chính là mục tiêu cao nhất của nhân sinh ngươi sao? Làm một quốc vương cao cao tại thượng, cả ngày xử lý sự vụ, bận xã giao. Làm một thị vệ đầu lĩnh trông nhà hộ viện cho hoàng tộc. Triệu Thế Hùng chau mày, địa vị cao quý như vậy, làm sao từ trong miệng hắn nói ra liền mất giá trị rồi. Người bài trí lôi đài, khiêu chiến anh hùng thiên hạ, nhưng người có biết anh hùng chân chính ai sẽ chạy lôi đài cùng ngươi làm xiếc khỉ hay không? Người tự mình xem cùng kỳ hung thú cao ngạo, nhưng trong mắt loại người như ta đây, người càng giống như một con chó được nuôi trong nhà. Đừng trừng mắt, đừng kích động, chưa từng nghe qua lời nào ngay thẳng như vậy, không dễ nghe, nhưng đây là nói thật. Người khác đều gọi ngươi là tiểu hầu gia, người bản thân cảm thấy rất tốt đẹp, thế nhưng hai chữ, hầu gia, bên trong là do phụ thân ngươi chém giết đi ra. Người khác gọi ngươi là tiểu hầu gia, là tôn trọng phụ thân ngươi, cũng không phải ngươi. Cái ngươi gọi là vinh quang, hơn phân nửa đều là đến từ phụ thân ngươi. Nói cách khác, ngươi lại còn không bằng phụ thân ngươi. Ngươi lại còn để phụ thân che chở xem như kiêu ngạo. Ngươi đường đường là thiên phẩm, lại an vu hiện trạng. Thứ suốt đời theo đuổi lại là một con chó giữ nhà. Khương Phàm. Triệu Thế Hùng giận tím mặt, chỉ vào Khương Phàm gầm thét. Trên mặt Khương Phàm câu lên nụ cười khinh miệt. Chậc chậc chậc, thật đáng thương. Ngươi biết vì sao ta không có xem ngươi trở thành chuyện lớn lớn gì không, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Cái ngươi gọi là sát khí, khí thế hung ác, tuy nhiên chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Sát khí chân chính. Chính là tích lũy từ bên trong giết chóc vô tận ra, khí thế hung ác chân chính là chém giết từ bên trong gió tanh mưa máu mà ra. Người đường đường là cùng kỳ huyết viêm, vậy mà lại thỏa mãn với mấy viên đan dược, một chút cơ duyên, theo đuổi kế thừa sự nghiệp của phụ thân, theo đuổi cái gọi là bá vương. Người cả một đời đều muốn sống ở bên trong chiến quốc này, làm bài trí, ứng phó tân khách, làm con chó, trông nhà hộ viện, không đáng thương sao? Người biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc không? Người biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu cường giả không? Người biết cơ duyên chân chính, ở nơi nào, có bao nhiêu, mạnh bao nhiêu sao? Người nhìn ta đi, càn nguyên thánh phẩm, đại thừa thánh phẩm, chí tôn thánh phẩm, thiên phẩm. Người khác nhìn, chỉ là sợ hãi thán phục một câu kỳ tích, nhưng đây là kỳ tích sao? Đây là ta dã man sinh trưởng chém giết mới có được. Người thỏa mãn với cuộc sống bây giờ. Thỏa mãn với chính linh văn của mình, người đời này. Cũng chính là như thế này. Triệu Thế Hùng gắt gao trừng mắt nhìn Khương Phàm, hô hấp thô trọng, hai tay nắm chặt. Khương Phàm trực tiếp đi đến trước mặt hắn, cơ hồ mặt dán mặt. Không ai nói với ngươi những lời như vậy à? Khó nghe quá, chói tai quá. Ngươi tức giận sao? Muốn xé nát ta sao? Ta là muốn cho ngươi biết, không nên để ánh mắt đóng đinh tại độ cao bá vương kia. Đi lên nhìn, ra bên ngoài nhìn. Ta cũng đáng tiếc cho ngươi, đường đường là cùng kỳ huyết viêm, rõ ràng có thể dương danh lập vạn tại chiến trường vô tận, rõ ràng có thể giết ra thiên địa rộng lớn hơn, thậm chí có cơ hội trùng kích thánh vương thiên phẩm, lại bị vây ở chỗ này thủ vệ cho người khác. Nói một câu tàn khốc nhất, ngươi, cả đời này đều là đang sống vì người khác, ngươi chỉ là vũ khí trong mắt xí thiên giới. Còn nữa, địa vị đặc biệt nhất của xí thiên giới định Triệu Thế Hùng ngươi đời này đến chết vô duyên lên trời, khó gặp thiên khải chiến trường bách tộc chinh phạt, vạn dân chiến thiên. Triệu Thế Hùng, anh hùng một thế, ngươi là hài tử thứ 8 của phụ thân ngươi, cũng là kỳ vọng lớn nhất, kết quả. Một thế cẩu hùng, canh cổng thủ viện. Khương Phàm càng nói càng kích động, càng nói càng cường thế, thế nhưng nói lại nói, đột nhiên ngậm miệng. Hỏng,
xúc động. Đời trước bắt cóc Dương Vương, triệt để chọc giận Xí Thiên Giới. Đời này nếu như lại bắt cóc một bá vương, chỉ sợ Xí Thiên Giới sẽ đuổi giết hắn khắp thiên hạ. Rất xin lỗi khi nói những lời này, quấy rầy cuộc sống của ngươi rồi. Khương Phàm ngượng ngùng cười khẽ, bước nhanh chạy ra khỏi sân nhỏ. Triệu Thế Hùng hô hấp thô trọng, mặt mũi đỏ lên, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, tiếng khớp xương ma sát thanh thúy quanh quẩn ở trong sân. Quá ghê tởm, quá làm càn. 30 năm qua, đây là những lời nói khó nghe nhất, chói tai nhất, cũng là đâm tâm nhất hắn mới nghe được. Nửa đời vinh quang lại bị Khương Phàm nói không còn gì khác. Ngay cả mục tiêu theo đuổi cao nhất đều bị nói thành một con chó canh cổng. Ngay cả cái tên kiêu ngạo, đều hứng chịu nhục nhã vô tình của Khương Phàm. Toàn thân hắn nổi đầy gân xanh cao, lên cơn giận dữ, hai hàm răng đều cắn két vang. Thế nhưng, cảm nhận được sát khí cuồn cuộn tràn ngập ra. Bên tai đột nhiên vang lên một câu, phô trương thanh thế, mà Khương Phàm vừa mới mắng kia. Sát khí chân chính chính, là tích lũy từ bên trong giết chóc vô tận mà ra. Khí thế hung ác chân chính, là giết từ bên trong gió tanh mưa máu chém mà ra. Triệu Thế Hùng lắc lư ánh mắt, nhìn nồng đậm huyết viêm ngưng tụ hình dáng cùng kỳ xung quanh, bên tai cũng vang lên cái chữ bén nhọn kia của Khương Phàm, chó. Chó giữ cửa. Đồ hỗn trướng. Triệu Thế Hùng dùng sức lắc đầu, khôi phục biểu tình dữ tợn. Thế nhưng, có nhiều thứ, một khi đốn ngộ, lại khó mà lãng quên. Có chút huyết tính, một khi kích phát, lại khó mà bình phục. Có chút dã tính, một khi phóng thích, lại khó mà an vu hiện trạng. Triệu Thế Hùng bực bội, tức giận, lại không ép được thanh âm lặp đi lặp lại quanh quẩn trong đầu mình. Cái ngươi gọi là vinh quang kia, không đến bắt nguồn từ phụ thân của ngươi. Bá vương mà ngươi theo đuổi, lại chỉ là chó trong nhà, hộ viện. Đều là đang sống vì người khác mà. Ngươi, chỉ là vũ khí trong mắt người khác. Cả đời này, người đến chết đều không có duyên lên trời, khó gặp thiên khải chiến trường bách tộc chinh phạt, vạn dân chiến thiên. Triệu Thế Hùng, anh hùng một thế cẩu hùng, không hơn gì cái này. Ngươi, không hơn gì cái này. A, à, Triệu Thế Hùng đột nhiên cuồng loạn gào thét, toàn thân bạo động huyết viêm, cuồn cuộn khắp trời, chấn động đình viện, phảng phất cùng kỳ tuyệt thế hiện thế, khí tức sát phạt thảm liệt quét sạch hơn phân nửa hung linh hầu phủ. Trong góc đình viện có ba tượng đá đứng thẳng dùng để trang trí, đang kịch liệt lắc lư bên trong huyết viêm cuồn cuộn, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bọn chúng rất bình thường, chưa từng gây nên chú ý của ai. Nhưng ngay lúc Khương Phàm, kích thích, Triệu Thế Hùng, thạch nhãn ba tượng đá lại nổi lên chút tinh quang. Thạch điện sâu trong hầu phủ, Triệu Thời Việt dương mắt, lộ ra đôi mắt tinh hồng. Chào phúng đến từ Khương Phàm, rõ rõ ràng ràng truyền đến nơi này. Người đời này đến chết, vô duyên lên trời, khó gặp thiên khải chiến trường, chinh phạt bách tộc, vạn dân chiến thiên. Sát khí chân chính chính là tích lũy từ bên trong giết chóc vô tận đi ra. Khí thế hung ác chân chính chính là chém giết từ bên trong gió tanh mưa máu đi ra. Lời nói này không chỉ có xúc động Triệu Thế Hùng, mà cũng xúc động hắn, tại tâm hải của hắn lại nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thiên khải chiến trường. Triệu Thế Việt hoảng hốt ngẩng đầu, thời gian dần trôi qua, hai mắt tinh hồng đã phai nhạt dần sát phạt. Sớm tại cực kỳ lâu trước đó, hắn đã từng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hướng tới thiên khải bách tộc chiến trường. Không biết vì sao, cái chỗ kia giống như có một loại ma lực thần kỳ, đang luôn luôn hấp dẫn hắn. Mỗi lần nhớ tới, hắn đều sẽ sao động, sẽ khát vọng. Thậm chí rất nhiều lần hắn xúc động muốn xé mở gông xiềng, xông ra chiến quốc, lao thẳng đến bách tộc chiến trường, điên cuồng phát tiết, càn rỡ gào thét. Lúc mới bắt đầu, hắn tưởng rằng do sát tính quá nặng, lại tuổi trẻ khinh cuồng, nghe được truyền thuyết nơi đó mà sinh ra sao động. Thế nhưng sau này, nhất là sau khi tiến vào cảnh giới bán thánh, hắn dần dần đã hiểu, đây không phải sát khí quấy phá, mà là trong thân thể của hắn cất giấu một lực lượng đặc thù nào đó, một sứ mệnh phức tạp nào đó bị đè nén. Hẳn là có liên quan tới thân thế của hắn, cùng hắn thức tỉnh linh văn hỏa vũ có liên quan. Chỉ là hắn tỉnh ngộ quá muộn. Hắn đã là hung linh hầu của chiến quốc. Là lực lượng quan trọng của phe phái Triệu gia, hắn bị vô số xiềng xích, buộc tại nơi này. Hắn không thể rời bỏ. Hắn tìm không trở về làm chính mình. Hắn rèn đúc xiềng xích, phong ấn sát ý, không phải không phong ấn loại chấp niệm mãnh liệt mà khát vọng kia.
Thế nhưng, giờ khắc này, tâm hải hắn đã bình tĩnh thật lâu lần nữa lại nổi lên gợn sóng. Khương Phàm yên lặng đợi nửa ngày, rốt cuộc cũng chờ được người của Xí Thiên Giới tới đón. Một vị thiếu nữ tư thế hiên ngang, trong tay cầm trường thương, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Khương Phàm. Ngươi chính là Khương Phàm, ta là Hạo Thiên Thánh Quốc, Thanh Võ Hầu Phủ, Sa Dĩnh. Hân hạnh, Khương Phàm mỉm cười gật đầu. Phụng Thánh Vương, tiếp ngươi tiến vào Xí Thiên Giới, còn cần phải chuẩn bị cái gì không? Không có. Hung Linh Hầu Phủ không ai bồi tiếp sao? Sa Dĩnh nhìn xung quanh một chút, lại không thấy người của Triệu gia. Trước mắt, hẳn là không có. Đi thôi. Sa Dĩnh chân đạp ngọc cốt, phóng lên tận trời, chạy tới Xí Thiên Giới. Khương Phàm ngưng tụ hỏa dực, đuổi theo Sa Dĩnh. Bọn hắn bay vọt qua Bá Vương Chiến Quốc, Hạo Thiên Thánh Quốc, đi tới chỗ mê vụ mênh mông mà đất trời đụng vào nhau. Mê vụ lấp lóe cường quang, uy thế tràn ngập thiên địa. Khi thì giống như là con sông cuồn cuộn, ầm ầm sóng dậy, thanh chấn thiên địa. Khi thì giống như là thiên thần mở mắt, bế nghễ dân chúng, rung động lòng người. Một cánh cửa lớn nguy nga bao phủ trong sương mù nồng đậm như biển. Cao tới vạn trượng, chọc trời đạp đất. Phía trước cửa lớn lơ lửng mấy trăm bệ đá, trên mỗi bệ đá đều có thạch điện, bên trong có số lượng lớn cường giả đóng giữ. Mặc dù Xí Thiên Giới thanh danh truyền xa, không người nào dám mạo phạm, nhưng bọn hắn vẫn bảo vệ vô cùng nghiêm mật, mà còn cực kỳ cường đại. Ngay cả sau khi Sa Dĩnh đuổi tới, đều cần dơ cao lên ngọc bài biểu hiện ra thân phận, còn bị mấy ngàn ánh mắt trong thạch điện khóa chặt, bị người chặn đường đề ra nghi vấn. Trọn vẹn dùng nửa giờ, bọn hắn mới xuyên qua lớp thủ vệ, tiến vào mê vụ nặng nề, tới Xí Thiên Giới. Đầu tiên là tĩnh mịch giống như hắc ám, tiếp lấy ánh sáng nở rộ, cảnh tượng trước mặt đã trở nên sáng sủa. Xí Thiên Giới hoàn toàn độc lập sâu trong hư không, nói là không gian rộng lớn, nhưng càng giống như tiểu thế giới tú mỹ tươi mát hơn. Nơi này núi cao chập trùng, giống như hùng ưng triển cánh, khí thế bàng bạc, giống như lợi kiếm chỉ rời, hùng kỳ bao la, giống như con sông lao nhanh, liên miên bất tuyệt. Rừng cây vô tận tươi tốt, phóng tầm mắt nhìn tới giống như hải dương màu xanh lục vô tận. Một thế giới cổ lão, sơn hà tươi mát. Nơi này sinh cơ bừng bừng, như một bức tranh xinh đẹp. Xí Thiên Giới, đã lâu không gặp, ta lại trở về. Khương Phàm nhìn qua thế giới mênh mông, trong lòng yên lặng khẽ nói. Nơi này chính là Xí Thiên Giới, rung động chứ. Nơi này là tiểu thế giới độc lập, coi như ngày nào đó tách ra khỏi thế giới thật thì cũng có thể diễn biến bình thường. Nơi này cũng là thánh điện đan đạo trong lòng tất cả luyện đan sư của Thương Huyền Đại Lục, các loại dược liệu, đan thư, cái gì cần đều có cả. Hàng năm số lượng đan dược được luyện chế, cao nhất đã từng đạt tới 50 triệu viên. Ngay cả đan dược thánh phẩm, cũng có thể cam đoan hàng năm luyện chế 2 viên trở lên, giao phó cho phía ngoài hoàng tộc, thậm chí là hoàng đạo. Sa Dĩnh kiêu ngạo giới thiệu tình huống của Xí Thiên Giới. Khương Phàm liên tục gật đầu, hắn vô cùng rõ ràng địa vị của Xí Thiên Giới tại Thương Huyền Đại Lục. Rất nhiều thế lực tôn trọng Xí Thiên Giới, không chỉ bởi vì nơi này có địa vị đặc biệt, mà là đã không thể rời bỏ nơi này. Một ít hoàng tộc hàng năm đều sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, giữ gìn mối quan hệ với Xí Thiên Giới, bảo đảm cho thời điểm cần một loại đan dược nào đó, có thể thoải mái cầm tới nhanh nhất. Nhất là một ít thuật luyện đan thánh đan, chỉ nắm giữ tại Xí Thiên Giới nơi này, cũng chỉ có nơi này mới có thể bảo đảm xác suất thành công, không đến mức lãng phí dược liệu quý giá. Cho nên nếu ai đụng đến nơi này liền đụng phải vô số cường tộc, thậm chí là lợi ích hoàng tộc, đơn giản là muốn chết. Tác Ngọc Đường trưởng lão đang chờ ngươi. Sa Dĩnh bay vào tới phía trước, chạy tới Tây Bộ. Sâu trong một dãy núi bên ngoài mấy trăm dặm, một ngọn núi lớn nguy nga đứng vững ở nơi đó. Thác nước lao nhanh, rơi xuống ngàn trượng. Mê vụ lan tràn, bao phủ tầng tầng. Có linh điểu xoay quanh, cũng có mùi hương của thuốc. Các cung điện liên miên trên sườn núi, như ẩn như hiện trong rừng rậm. Ánh lửa cuồn cuộn trên đỉnh núi, không gian đều vặn vẹo. Khi Sa Dĩnh mang theo Khương Phàm chạy tới nơi này, quảng trường trên đỉnh núi đã đứng đầy người. Ngoại trừ Thác Ngọc Đường, thì có trưởng lão ẩn thế đã từng thuộc về Ly Hỏa Thánh Địa ra, còn có các luyện đan sư khác hắn mời chào những năm gần đây, và số lượng lớn bọn thị vệ bảo vệ. Ha ha! Khương Phàm sau khi nhìn thấy bọn hắn liền đột nhiên cười. Người khác coi như bình thường,
nhưng ánh mắt có chút lạnh. Tác Ngọc Đường thì rõ ràng lại mập thêm hai vòng, nhìn có chút cồng kềnh. Không phải là bị đánh, mà là ở trong trường bào có mặc thêm áo giáp thật dày, trên cổ treo dây chuyền, trên tay mang theo ngọc xuyến, đều tỏa ra hào quang nhỏ yếu, bảo vệ thân thể toàn diện. Đây là sợ chết sao? Ngươi tốt xấu gì cũng là niết bàn cảnh cơ mà. Tác trưởng lão, đừng khẩn trương như vậy, ta còn có thể giết ngài sao? Khương Phàm nín cười, chủ động chào hỏi. Ha ha, ta không khẩn trương. Tác Ngọc Đường cố ý liếc mắt nhìn cả hai tay Khương Phàm, chết tiệt, không phải ngươi còn hai tay nắm lấy Cấm Nguyên Châu đấy chứ? Đúng vậy. Đầu ngón tay Khương Phàm vuốt vuốt Cấm Nguyên Châu, cười nói. Chúng ta từ nay về sau chính là người một nhà, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tới đây thôi, ngươi không qua được một cửa này của ta, đừng nghĩ tiến xí thiên giới. Vậy chúng ta nói chuyện. Không cần nói chuyện, cút đi. Còn muốn cầu xin ta tha thứ sao, nằm mơ. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, không cần ngây thơ như vậy. Kỳ thật giới chủ đã tiếp nhận ta vào xí thiên giới, để cho ngài khảo nghiệm ta chỉ là cho ngài mặt mũi thôi. Nếu ngài đồng ý khảo nghiệm ở chỗ này ta, cũng là bị buộc thỏa hiệp bất đắc dĩ, cho nên. Ngài bây giờ chỉ là muốn lấy chút chỗ tốt mà thôi. Khương Phàm trực tiếp điểm phá, cười nói. Chúng ta nói chuyện. Sắc mặt Tác Ngọc Đường lấp lóe âm tình, hồi lâu mới nói. Ta muốn trường sinh đan. Có thể. Có thể. Tác Ngọc Đường sửng sốt một chút, thống khoái như vậy. Không nói gạt ngươi, ta tiến đến là học tập thuật luyện đan. Phải nhanh biến thành đan thánh một chút, đạt được địa vị trong xí thiên giới. Cho nên, ta không muốn lại rước lấy phiền phức, cũng không muốn thời điểm tu luyện đan thuật bị người hạ thủ. Ta thật muốn hòa giải với ngài. Coi như ngài không cùng muốn trường sinh đan của ta, ta cũng sẽ đưa thuật luyện trường sinh đan cho ngài, dùng phần đại lễ này cam đoan cuộc sống sau này của ta có thể an toàn không lo. Tác Ngọc Đường dò xét Khương Phàm, đây là cái tên hắn biết kia sao, đã đổi tính hay là có âm mưu? M mưu. Khẳng định là có âm mưu. Khương Phàm, đừng giả bộ. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao? Ngươi là muốn dùng trường sinh đan giả để mưu hại ta? Nơi này là xí thiên giới, ta còn không được được thu liền hại chết đan thánh. Ta sống ngán rồi sao? Ta xác thực nguyện ý giao trường sinh đan ra, điều kiện tiên quyết là từ nay về sau ngài không được lại dùng bất cứ phương thức nào ám hại ta, còn phải thề ở trước mặt của mọi người. Thật. Tác Ngọc Đường khẽ nhíu mày, vẫn vô cùng hoài nghi Khương Phàm, bởi vì hắn hiểu rất rõ cái tên điên này. Đừng nói trường sinh đan có vấn đề, ngay cả tiến sĩ thiên giới, hắn đều cảm giác có vấn đề lớn. Khương Phàm giống như cười mà lại không phải cười, nói. Ngài không ngăn ta tiến vào sĩ thiên giới được, trong lòng ngài kỳ thật rất rõ ràng. Trường sinh đan là điều kiện cao nhất ta có thể lấy ra, cũng là thái độ tốt nhất của ta. Tác trưởng lão. Chúng ta đều đừng lãng phí thời gian nữa, được không? Tác Ngọc Đường nghiêm mặt, không có lập tức quyết định. Sở dĩ hắn mặc áo giáp cùng bảo khí bảo vệ, là chuẩn bị đại náo một trận cùng Khương Phàm, tìm cơ hội đánh ra ngoài, không nghĩ tới Khương Phàm sẽ thống khoái như vậy. Trong mấy vị trưởng lão thánh địa ở xung quanh mặt mũi cũng là đầy cảnh giác. Biết Khương Phàm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn vui vẻ nhẹ nhõm, ngược lại lại cho bọn hắn một loại bất an mãnh liệt. Khương Phàm tiếp tục nói, nếu như ngài hoài nghi trường sinh đan là giả, có thể mời các luyện đan sư xí thiên giới cùng nhau chứng kiến. Tuy nhiên, ta đây có một điều kiện, các ngươi luyện được viên trường sinh đan đầu tiên, nhất định phải thuộc về ta. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi biết đan dược thánh phẩm cần nguyên liệu gì không? Ta có thể đi vào xí thiên giới là đã được giới chủ khẳng định. Ngài ấy nể mặt ngài, để cho ngài cản ta ở chỗ này, ta nể mặt ngài, giao ra trường sinh đan. Nhưng, dù sao ngài cũng phải bày tỏ một chút đi. Ta chỉ cần viên trường sinh đan đầu tiên, tuyệt đối không yêu cầu tương lai ngài lại luyện tiếp. Ngươi là ngốc thật hay là giả ngu, coi như nơi này là xí thiên giới, có được dược liệu rộng lượng, cũng không phải muốn luyện đan dược gì cũng đều được. Bất luận một viên đan dược thánh phẩm gì cũng đều sẽ cần thời gian dài để chuẩn bị, có chút thậm chí cần đến mấy năm. Khương Phàm chỉ là cười cười không nói. Nói thẳng cho hắn thuật luyện trường sinh đan, lão gia hỏa này khẳng định nhăn nhó cò kè mặc cả. Nếu như cưỡng ép yêu cầu viên trường sinh đan đầu tiên, hắn không tự chủ mà gắt gao bắt lấy thuật luyện đan. Viên đầu tiên cho ngươi,
chúng ta bình an vô sự. Tác Ngọc Đường sau khi đắn đo một lúc lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Dù sao hắn cũng không ngăn được Khương Phàm, có thể có được thuật luyện đan, cũng coi như là bồi thường. Mặc dù giao ra viên trường sinh đan đầu tiên rất đáng tiếc, nhưng nơi này là xí thiên giới, tương lai khẳng định còn có thể luyện đến viên thứ hai, viên thứ ba, thậm chí là 4-5 viên. Mấy vị trưởng lão thánh địa vẫn rất do dự, bọn hắn đều có một trực giác mãnh liệt, tên điên này khẳng định không có ý tốt. Chúng ta sẽ bình an vô sự. Khương Phàm trịnh trọng gật đầu, trong lòng lại cười. Lão gia hỏa, xem ta từ từ đùa chơi chết ngươi như thế nào. Thù của chúng ta, giải quyết trong xí thiên giới này đi. Sau đó không lâu, một tin tức nhanh chóng truyền khắp xí thiên giới. Khương Phàm nguyện ý giao ra trường sinh đan, đổi lấy sự tha thứ của trưởng lão Tác Ngọc Đường. Tác Ngọc Đường tiếp nhận điều kiện, Khương Phàm đã sắp chính thức tiến vào xí thiên giới. Tác Ngọc Đường tập kết 12 vị trưởng lão, công khai luyện chế trường sinh đan, mời các phương chứng kiến. Các phương nghe thấy thế liền sao động, đều muốn nhìn Khương Phàm một chút. Càng muốn tận mắt chứng kiến quá trình luyện chế viên trường sinh đan đầu tiên của xí thiên giới. Chỉ là Triệu gia có chút buồn bực. Đứa nhỏ này không phải đã nói với bọn hắn không mang thuật luyện đan ở trên người sao? Làm sao lại chuyển tay giao cho Tác Ngọc Đường? Tác Ngọc Đường bắt đầu bôn ba bốn chỗ, tìm kiếm dược liệu cần thiết để luyện trường sinh đan, cuối cùng đều bái phỏng đến giới chủ nơi đó. Ngắn ngủi nửa ngày, Tác Ngọc Đường đã thành công tập hợp đủ vật liệu để luyện đan dược. Cũng mời các phương tới chứng kiến. Mau nhìn, có người tiến vào. Lý Dần, Hứa Đan lặng lẽ tiềm phục tại chân núi, nhìn nơi hẻo lánh bí ẩn phía trước. Một thị vệ đi đến nơi đó, cung kính hành lễ với bên trong cửa đá, cao giọng nói. Phụng mệnh Tác trưởng lão, xin mời ba vị trưởng lão xuất quan, đến đỉnh núi luyện chế trường sinh đan. Không sai, chính là chỗ đó. Lý Dần kích động. Trước khi Khương Phàm cùng Tác Ngọc Đường gặp mặt, hắn đã mang theo Hứa Đan lặng lẽ rời khỏi Thanh Đồng Tiểu Tháp, chui vào núi cao tìm kiếm Thánh Viêm Thiên Hỏa ẩn giấu tại pháp trường mới dưới mặt đất. Dựa theo phỏng đoán, pháp trường mới xây dưới mặt đất hẳn là ở chân núi, hoặc là sâu trong ngọn núi, bố trí không gian bình chướng, còn sẽ có các trưởng lão mà Tác Ngọc Đường mang từ thánh địa tới tự mình trấn thủ. Bọn hắn dùng thời gian nửa ngày, phát hiện chỗ này có không gian phong ấn, bây giờ lại chờ các trưởng lão trấn thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó chính là lối vào của pháp trận ở vùng đất mới. Chỉ sau chốc lát, cửa đá chậm rãi mở ra, bình chướng không gian nổi lên gợn sóng, ba vị trưởng lão già nua mặc áo bào trắng đi ra. Tặc điều thừa dịp cửa đá mở ra, bình chướng vặn vẹo, thông qua thái dương đồ đằng cẩn thận cảm nhận. Bên trong có hỏa nguyên lực rất mạnh, năng lượng vô cùng phức tạp, nhiều loại. Khương Phàm nguyện ý giao ra trường sinh đan rồi. Ba vị trưởng lão đóng cửa đá lại, khép kín bình chướng bảo vệ. Khương Phàm rất phối hợp, dược liệu cũng đều đã tập hợp đủ. Đã có hơn ngàn vị luyện đan sư chạy tới đỉnh núi, đều muốn chứng kiến quá trình luyện chế trường sinh đan. Ba vị trưởng lão gật gật đầu, theo thị vệ rời khỏi u cốc. Đi qua nhìn một chút. Tặc điều rất chờ mong. Ở trong đó chính là hỏa diễm mà Ly Hỏa Thánh Địa tích lũy mấy ngàn năm. Nếu như có thể nuốt hơn vài chục loại cho Thái Dương Đồ Đằng, nhất định có thể tỉnh lại uy thế càng mạnh. Bây giờ còn không phải lúc, rời khỏi nơi này trước, chờ đợi thời cơ. Lý Dần bảo bọn hắn rời khỏi trước, thế nhưng, Hứa Đan lại còn nằm nhoài trong bụi cỏ không hề động. Cho đến khi Lý Dần trở về đụng nàng mấy lần, Hứa Đan mới thức tỉnh. Thế nào, nàng sao thế? Lý Dần quan tâm hỏi. Mấy ngày nay Hứa Đan cứ là lạ. Ta không sao. Nàng xác định. Ta thật không có chuyện gì. Hứa Đan cố gắng vui cười. Lý Dần quan tâm lại vừa khẩn trương. Chúng ta tiến đến xí thiên giới là muốn tính toán Tác Ngọc Đường, nàng tuyệt đối đừng quấy rối sư phụ. Sư phụ, chàng chỉ biết mỗi sư phụ của chàng. Hứa Đan hừ một tiếng, đứng dậy rời khỏi. Thế nào, mấy ngày nay cứ hay nổi giận vô cớ. Lý Dần không hiểu thấu. Quảng trường trên đỉnh núi. Đại biểu các phe phái của xí thiên giới lần lượt tới trình diện, tất cả đều là chút nhân vật đại cấp tông sư, thậm chí có đan thánh giáng lâm. Khương Phàm, Nhu Thuận, đứng ở phía trước, mặt mỉm cười, giống như là một công tử khiêm nhường. Mọi người hiếu kỳ đánh giá hắn, rất khó tưởng tượng được gia hỏa nhìn ôn tồn lễ độ này vậy mà lại tính toán phương Bắc,
tập kết tài nguyên rộng lượng, điên cuồng luyện chế ra 15 viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Càng khó tưởng tượng hơn là, hắn vậy mà lại còn đại loạn phương Bắc, phóng tới mấy chục vạn dặm, giết trở lại đại hoang Tân Hải, huyên náo Nam Bộ gió nổi mây phun, trở thành con buôn chiến tranh trong mắt vô số người. Tác Ngọc Đường đợi sau khi 12 trưởng lão đến đông đủ, cuối cùng nhắc nhở Khương Phàm. Bây giờ toàn xí thiên giới đều đang chăm chú, nếu như ngươi cho ta thuật luyện đan giả, hậu quả so với ngươi nghĩ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khương Phàm biểu hiện rất bất đắc dĩ. Tuổi ngài cũng đã rất cao, có thể rộng lượng chút hay không? Yên tâm đi, đó chính là thuật luyện đan thật. Nhưng, nếu như thực lực của ngài không tốt, xuất hiện sai lầm, thì không trách ta được nha. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng xứng chất vấn thực lực của ta. Tác Ngọc Đường cười lạnh. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn có chút bất an, luôn cảm thấy Khương Phàm đang muốn hãm hại hắn. Nhưng các phe phái xí thiên giới cũng đã bắt đầu chú ý, hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Tác Ngọc Đường đưa ánh mắt tới đám thị vệ xung quanh, để bọn hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm, sau đó điều chỉnh trạng thái mang theo 12 vị trưởng lão đi tới trước đỉnh lô khổng lồ. Đây là Ly Hỏa Lô, đỉnh lô bên trong Thiên Hỏa Cung của Ly Hỏa Thánh Địa. Lúc Tác Ngọc Đường rời khỏi, cũng đã cưỡng ép mang đi. Nó là tiêu chí quan trọng của Ly Hỏa Thánh Địa, thậm chí có thể nói là Ly Hỏa Thánh Địa ban sơ đã lấy nó làm cơ sở khai sáng. Tạo hình của Ly Hỏa Lô vô cùng khoa trương, giống như một núi lớn nặng nề, khảm nạm sơn hà hỏa quyển, phảng phất sơn hà rừng rậm chân chính quay quanh đi lên. Thuế lực mênh mông, khí tức tự nhiên tràn ngập đỉnh núi. Dưới sự phối hợp của 12 vị trưởng lão, Tác Ngọc Đường mở ra Hỏa Thánh Đỉnh. 13 mảnh liệt diễm cường hãn mãnh liệt lao vào, đỉnh lô oanh minh kịch liệt, giống như là thánh linh thức tỉnh, lại như là núi lửa bộc phát, sôi trào lên tia sáng ngập trời, quay quanh thành mây mù nặng nề ở trên không. Bắt đầu. Khương Phàm mang theo nụ cười trên mặt, cũng âm thầm chờ mong. Nếu như thành công, viên này chính là của hắn, sau này tìm cơ hội đưa cho Vô Hồi Thánh Chủ. Thực lực luyện đan của Tác Ngọc Đường xác thực rất mạnh, trong mấy giờ ngắn ngủi, Ly Hỏa Lô đã hình thành hỏa diễm thể hệ, lấy hắn làm chủ, 12 trưởng lão làm phụ, cường thịnh lại ổn định. Sau đó, nhiều loại dược liệu lần lượt bay lên không, tiến vào đỉnh lô bắt đầu luyện chế. Số lượng lớn luyện đan sư cưỡi mãnh cầm linh thú, phân tán ở trên bầu trời xung quanh, định thần chú ý quá trình luyện đan. Người ngoài xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bọn hắn chú ý mỗi chi tiết, cùng mỗi giai đoạn của quá trình luyện chế, cũng chú ý lực khống chế của Ly Hỏa Thánh Chủ đối với đỉnh lô, cùng các loại hỏa diễm được vận dụng. Nhìn ra thần diệu, nhìn đến chăm chú, liên tiếp gật đầu, có thể là thảo luận lời bình. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Quá trình luyện chế của Kiều gia nơi đó cần chừng 10 ngày, ở chỗ này chỉ chừng 3 ngày ngắn ngủi liền thuận lợi hoàn thành. Khi đỉnh lô nguy nga khôi phục lại bình tĩnh, liệt diễm hoàn toàn tản ra, nắp đỉnh được mở ra, mùi thuốc nồng nặc nương theo khí tức sinh mệnh mãnh liệt, tràn ngập trên núi đỉnh. Một viên đan dược ngưng tụ hơn ngàn loại dược liệu quý giá, lẳng lặng lơ lửng trong sương mù. Trường sinh đan. Người ngã gục vì bị trọng thương, có thể khởi tử hồi sinh, tái tạo cơ thể, khôi phục đỉnh phong. Lão hủ tuổi xế chiều, có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, ngắn thì mấy chục năm, lâu là trên trăm năm. Trường sinh đan có thể nói là đỉnh cấp thánh đan. Ánh mắt của các luyện đan sư xí thiên giới như lửa nóng nhìn Tác Ngọc Đường lấy ra đan dược đã thành hình từ trong đỉnh lô. Mặc dù xí thiên giới bọn hắn danh xưng có được tất cả thuật luyện đan, nhưng một ít thánh đan đặc thù, vẫn là được cường tộc ở bên ngoài nắm giữ, hoặc là trong tay thế lực bí ẩn. Trường sinh đan đã từng là thánh đan mà bọn hắn khát vọng. Bây giờ rốt cuộc cũng quy về xí thiên giới. Nếu như tin tức xí thiên giới có được trường sinh đan được truyền đi, hoàng tộc các phương hay thậm chí là hoàng đạo, đều có thể sẽ tranh nhau đến nhà bái phỏng. Đúng vậy, nhất là những lão tổ tông kia, khẳng định sẽ tận hết sức lực đến đây cầu xin trường sinh đan. Địa vị của xí thiên giới chúng ta lại phải tăng lên một đoạn. Phe phái các phương nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt cũng đã biến thành lửa nóng. Tác Ngọc Đường cùng Triệu Thời Việt chắc chắn sẽ không tùy tiện giao ra đan thuật của trường sinh đan, nhưng Khương Phàm lại có thể. Trong lòng gia hỏa này đã lộ ra điên cuồng, dã tâm rất lớn, nói không chừng hắn còn đang mưu toan sáng tạo phe phái mới. Cứ như vậy, hắn liền sẽ cần nhân thủ, cần tài nguyên. Bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ kết giao, trao đổi thuật luyện trường sinh đan.
Tác trưởng lão, vất vả rồi. Khương Phàm cởi mở cười, đi tới chỗ Tác Ngọc Đường. Tác Ngọc Đường đang thưởng thức mùi của đan dược, nghe vậy thì khóe mặt giật một cái, vô ý thức nắm chặt đan dược. Cho ta đi, sau này ngài vẫn còn có thể luyện càng nhiều. Khương Phàm đưa tay đòi hỏi. Ngươi biết luyện một viên có bao nhiêu độ khó hay không? Tác Ngọc Đường nắm chặt không chịu buông tay. Lấy tài nguyên của Xí Thiên Giới, hắn đều là bái phỏng ngũ đại phe phái mới tập hợp đủ, mà quá trình luyện chế lại vô cùng rườm rà, phức tạp. Đây không phải là chuyện của ta, chúng ta đã ước định tốt. Khương Phàm cua tay. Tác Ngọc Đường khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nhịn đau đưa cho Khương Phàm. Khương Phàm tiếp nhận trường sinh đan, lại thuận tay cầm tay Tác Ngọc Đường. Vậy chúng ta liền coi là hòa giải rồi. Tác Ngọc Đường nhướng mày, dùng sức muốn rút về, lại bị Khương Phàm gắt gao nắm chặt, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể làm thuận theo. N oán của chúng ta, vĩnh viễn sẽ không hòa giải, nhưng ta có thể tiếp nhận ngươi tiến vào Xí Thiên Giới. Xem ra chúng ta không làm bằng hữu được, đáng tiếc thật. Hừ, Tác Ngọc Đường tránh thoát khỏi tay Khương Phàm, phất tay áo rời khỏi. Khương Phàm quay người, tuyên bố với tất cả mọi người. Tác Ngọc Đường trưởng lão đã chấp nhận, từ hôm nay trở đi, ta coi như chính thức gia nhập Xí Thiên Giới, còn xin các vị sau này chiếu cố nhiều hơn. Đại biểu các nơi nhao nhao đáp lại, biểu thị hoan nghênh. Đây là Ngọc Phù trưởng lão của Xí Thiên Giới. Một vị thiếu niên áo trắng cưỡi phi mã, tay nâng Ngọc Phù, đi đến trước mặt Khương Phàm. Ngọc Phù trưởng lão của Xí Thiên Giới chúng ta được chia 5 cấp. Ngũ đẳng Ngọc Phù là Ngọc Phù của trưởng lão bình thường, Ngọc Trắng không viền, cần thực lực cấp Đại Tông Sư. Tứ đẳng Ngọc Phù là Ngọc Phù của trưởng lão cao cấp, Ngọc Trắng viền vàng, cần thực lực đỉnh cấp Đại Tông Sư. Tam đẳng Ngọc Phù là Ngọc Phù của trưởng lão thánh cấp, Ngọc Tím vô biên, cần thực lực cấp Đan Thánh, hoặc là thực lực đỉnh cấp Đại Tông Sư thiên phẩm linh văn. Nhị đẳng Ngọc Phù là Ngọc Phù Đan Thánh cao cấp, Ngọc Tím viền vàng, cần thực lực Đan Thánh cao cấp, hoặc là thực lực Đan Thánh, thiên phẩm linh văn. Nhất đẳng Ngọc Phù là Ngọc Phù đỉnh cấp Đan Thánh, Ngọc Đen, cần thiên phẩm linh văn, lại thực lực đỉnh cấp Đan Thánh. Thiếu niên giới thiệu sơ lược, lại nói. Mặc dù ngươi phù hợp với điều kiện trưởng lão tam đẳng, nhưng mới tới Xí Thiên Giới, chúng ta cần cho ngươi 2 tháng khảo sát. Ta đã hiểu. Khương Phàm nhìn Ngọc Phù trong tay, cười nhạt. Đây không phải đang khảo sát hắn, mà là đang đợi sự kiện đại hoang kết thúc. Bây giờ cách kỳ hạn 3 tháng của Vô Hồi Thánh Chủ còn lại 2 tháng, vây công sau cùng sắp bộc phát. Nếu như Kiều gia nơi đó có thể chống đỡ được, Thánh Điện liền có lý do toàn diện tham gia. Kiều gia, ác nhân cốc liền sẽ an toàn, phiền phức của hắn cũng sẽ không nghiêm trọng nữa. Xí Thiên Giới ở dưới loại tình huống này tiếp nhận Khương Phàm, cũng sẽ không gây nên quá nhiều phiền phức. Nếu như Kiều gia gánh không được, vấn đề thân phận của hắn liền phải coi là chuyện khác. Hừ. Tác Ngọc Đường hừ lạnh. Muốn vào Xí Thiên Giới rất dễ dàng, nhưng muốn có được địa vị, phải xem Kiều gia và ác nhân cốc có thể còn sống hay không. Khương Phàm xin chỉ thị thiếu niên áo trắng. Nếu ta đã là trưởng lão Xí Thiên Giới liền nên cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên quan. Ta rời khỏi mấy ngày trước, bàn giao cùng bằng hữu phía ngoài, sẽ trở lại rất nhanh. Không được, giới chủ phân phó, nếu như ngươi có thể được Tác Ngọc Đường trưởng lão tha thứ liền cần vĩnh viễn ở lại nơi này. Các bằng hữu phía ngoài đang chờ ta đây, ta đi một chút liền trở lại. Có chuyện gì, ta có thể nhắn dùm. Bọn hắn đều lo lắng cho an toàn của ta, ta muốn để bọn hắn biết ta có còn sống hay không. Thế nhưng, quyết định như vậy đi, ta sẽ trở lại rất nhanh thôi. Mau trở lại, ngươi phải nhanh trở về, không thể gây sự. Đại biểu các phe phái nhìn Khương Phàm rời khỏi, sau đó cũng lần lượt tản ra. Bọn hắn muốn mau chóng đưa tin tức đến Hạo Thiên Thánh Quốc cùng Bá Vương Chiến Quốc và các vương phủ hầu phủ, nhắc nhở nơi đó đừng lại nhằm vào Khương Phàm. Từ hôm nay trở đi, đều là người một nhà. Bá Vương Chiến Quốc. Khương Phàm mặc dù chỉ là tiến vào 3-4 ngày, nhưng trong khoảng thời gian này lại càng ngày càng có nhiều thế lực đã chạy tới nơi này. Tiểu Hầu gia, hân hạnh, ta nghe nói Khương Phàm đang ở trong quý phủ. Trấn Nam Yêu Quốc cao điệu bái phỏng Hung Linh hầu phủ. Kẻ tới chính là vị ban đầu giao thủ cùng Khương Phàm ở Ly Hỏa Thánh Địa kia. Đảo mắt đã 8 năm, nó đã 4 cái đầu, thần tuấn oai hùng, khí thế phi phàm. Hơn 10 nô lệ cường hãn hộ vệ ở hai bên, rằng co với bọn thị vệ Hung Linh hầu phủ.
đến ngay đây. Triệu Thế Hùng đi ra khỏi cánh cửa hầu phủ, toàn thân quấn lấy xiềng xích, bước chân nặng nề, nhưng ánh mắt lại như đao, phát ra khí thế cường đại lại nhiếp người. Tình huống của đại hoang ngươi đã rất rõ ràng, ta cũng sẽ không vòng quanh với ngươi nữa. Ta muốn Khương Phàm, ngươi ra điều kiện, chỉ cần Trấn Nam Yêu Quốc có thể làm được, chúng ta tuyệt đối không có kẻ mặc cả. Kim quang toàn thân hoàng kim sư tử chói mắt, phát ra thú uy cường đại. Các nơi trên con phố dài đứng đầy người, đều đầy phấn khởi ngắm nhìn nơi này. Lấy địa vị hoàng kim sư tử, xác thực có tư cách trực tiếp yêu cầu Khương Phàm, mà nhất định có thể lấy ra điều kiện phong phú. Điều kiện gì cũng đều có thể. Chỉ cần chúng ta có thể cầm ra được. Chỉ là một tên Khương Phàm mà thôi, đáng giá để ngươi mở miệng lớn như vậy. Ngươi tạm giam Khương Phàm tại Hung Linh Hầu Phủ, không phải liền là muốn bán tốt giá sao? Lần này ta tới đại biểu là toàn bộ Trấn Nam Yêu Quốc, nhất định có thể mở ra giá tiền khiến ngươi hài lòng. Nếu như ngươi thật muốn Khương Phàm, cũng không phải không thể. Ra cái giá. Hoàng Kim Sư Tử cao ngạo giơ bốn cái đầu lên. Đám người tụ tập trên con phố dài lập tức bạo động, thật muốn bán đứng Khương Phàm sao? Xem ra Khương Phàm mạo hiểm bái phỏng Hung Linh Hầu Phủ là một lựa chọn sai lầm rồi, cầu viện không thành, chuyển tay bị bán. Khương Phàm tuổi vẫn còn rất trẻ, quá tự tin. Triệu Thế Hùng nhìn Hùng Sư Uy Phong trước mặt, cười lạnh. Đêm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách, thiếu một món chính. Có ý gì? Ta muốn hầm một cái đầu sư tử. Triệu Thế Hùng, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Bốn cái đầu của Hoàng Kim Sư Tử lập tức dựng thẳng tóc mai, thân hình khổng lồ hơn 30 mét phát ra uy thế cường đại giống như đại dương màu vàng óng. Ta là đang bảo ngươi cút đi. Triệu Thế Hùng lù lù bất động, sát khí tràn ngập. Phố dài xôn xao, tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ Khương Phàm đã cùng Hung Linh Hầu Phủ hợp tác rồi? Khương Phàm lại có thể làm cho Hung Linh Hầu Phủ hỗ trợ, thật sự không dám tin mà. Triệu Thế Hùng cường thế rằng co. Nơi này là Hung Linh Hầu Phủ, Khương Phàm là khách tới bái phỏng. Ngươi không chào hỏi trực tiếp tới cửa đòi người, ngươi xem chúng ta là cái gì rồi. Ta xin hỏi Tiểu Hầu gia, Khương Phàm là ác nhân mà các phương truy nã, vì sao Hung Linh Hầu Phủ muốn bảo hộ? Đây là thái độ của các ngươi, hay là thái độ của Bá Vương Chiến Quốc, hay lại là thái độ của Xí Thiên Giới? Hoàng Kim Sư Tử giống như sấm, bốn cái đầu lay động mãnh liệt. Hung tợn tiếp cận Triệu Thế Hùng. Các phương truy nã, vì sao truy nã, cũng bởi vì trên tay hắn cầm cấm nguyên cổ thụ. Các ngươi đây không phải truy nã, mà là đánh cướp. Khương Phàm khiêu chiến là hoàng tộc phương Bắc, đều không có thù hận với bất kỳ thế lực phương Nam nào. Tại phương Nam này, hắn chính là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Xí Thiên Giới là hoàng tộc phương Nam, tiếp đãi Khương Phàm, có gì không ổn. Đây là thái độ của Hung Linh Hầu Phủ, có thể thế nào? Đây là thái độ của Bá Vương Chiến Quốc, thì thế nào? Đây là thái độ của Xí Thiên Giới, thì như thế nào? Triệu Thế Hùng một tiếng cao hơn một tiếng, hòa với sát khí huyết sắc cuồng liệt, khuấy động phố dài, rung động tất cả mọi người. Biển người nhanh chóng an tĩnh, câm như hến. Triệu Thế Hùng không chỉ là hô cho Hoàng Kim Sư Tử nghe, càng giống như hô cho tất cả bọn hắn nghe. Để bọn hắn đều minh xác được tình huống. Khương Phàm tại phương Nam không có mạo phạm ai, chuyện làm tại phương Bắc không liên quan tới phương Nam, cho nên Xí Thiên Giới tiếp đãi Khương Phàm, hoàn toàn hợp lý. Hoàng Kim Sư Tử căm tức nhìn Triệu Thế Hùng, mặc dù biết muốn mang đi Khương Phàm cũng không dễ dàng, nhưng không nghĩ tới thái độ của Triệu Thế Hùng lại cường ngạnh như vậy. Tiểu Hầu gia, Khương Phàm đã cho các ngươi điều kiện gì, là thuật luyện trường sinh đan, hay là cấm nguyên cổ thụ? Bây giờ các ngươi bảo vệ Khương Phàm, kế tiếp là không phải còn muốn nhúng tay vào sự kiện đại hoang đấy chứ. Hoàng Kim Sư Tử cúi đầu quan sát Triệu Thế Hùng. Chúng ta làm việc, còn cần bàn giao với ngươi. Người đâu, tiễn khách. Chậm đã, ta đối với Khương Phàm là tình thế bắt buộc, mặc kệ phải bỏ ra cái giá gì. Xí Thiên Giới đã chuẩn bị sẵn sàng. Bốn cái đầu của ngươi còn chưa đủ dùng sao? Đắc tội Xí Thiên Giới. Chẳng khác nào đắc tội tất cả luyện đan sư Nam Bộ, các ngươi còn muốn ăn đan dược sao? Tiễn khách, Triệu Thế Hùng vung tay lên, toàn thể cường giả Hung Linh Hầu Phủ bước về phía trước, cao giọng hô to. Lui lại, Hoàng Kim Sư Tử rất nổi nóng, hùng dũng, oai vệ, khí phách, hiên ngang cao điệu bái phỏng, không nghĩ tới lại bị thô lỗ xua đuổi.
Nó chính là người thừa kế Hoàng Kim Sư Tử của Trấn Nam Yêu Quốc, lúc nào đã nhận qua đãi ngộ khuất nhục như vậy. Lúc này, một nam tử cao lớn mặc áo choàng từ trong đám người đi ra. Ha ha, tiểu hầu gia Chiến Quốc, uy phong thật to nhỉ. Hắn là ai? Mọi người nhao nhao nhìn ra xa. Nam tử được số lượng lớn thị vệ bảo vệ, đi đến trước cánh cửa đóng chặt của hầu phủ. Tại hạ là nhị hoàng tử Cổ Hoa Hoàng Thành, phụng lệnh phụ hoàng, đến đây tiếp. Cổ Hoa, bọn hắn lại đích thân đến. Đại hoàng tử, tam hoàng tử đều đã chết, vị nhị hoàng tử này tương đương với người thừa kế của Cổ Hoa. Người thừa kế hoàng tộc tương lai, dáng dấp vẫn rất anh tuấn. Đám người lần nữa bạo động, nhao nhao đánh giá nam tử cao lớn. Hôm nay thật là náo nhiệt, đều là đại nhân vật. Rất nhiều người cố gắng chen đến phía trước, muốn nhìn một chút xem Triệu Thế Hùng đối phó thế nào. Lý do xua đuổi Hoàng Kim Sư Tử, là chuyện Khương Phàm làm không liên quan cùng Nam Bộ. Bây giờ người của phương Bắc đã đến, còn có lý do gì? Nhưng, chờ lại chờ, hầu phủ vẫn đóng chặt cửa, ngay cả một thanh âm đáp lại đều không có. Cường giả đứng ở phía ngoài hầu phủ càng là thờ ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Nụ cười thản nhiên của nhị hoàng tử cứng ở trên mặt. Hung linh hầu phủ, các ngươi khinh người quá đáng. Bọn thị vệ sau lưng nhị hoàng tử kiềm chế không được. Lấy thân phận hoàng tử của bọn hắn bây giờ, đừng nói hung linh hầu phủ, liền xem như tiểu bá vương của bá vương phủ đều không đủ tư cách tiếp đãi, lẽ ra phải là cao tầng trong xí thiên giới đi ra. Thế nhưng hung linh hầu phủ này lại không có chút cấp bậc lễ nghĩa nào, tránh mà không thấy. Nhị hoàng tử cũng không nghĩ tới hung linh hầu phủ lại không cho hắn mặt mũi như vậy. Nhưng, đây càng nói rõ hung linh hầu phủ và Khương Phàm đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, thậm chí là đã được xí thiên giới ám hứa. Bây giờ vẫn chỉ là bảo hộ Khương Phàm, tiếp đó thì sao? Có muốn nhúng tay vào chuyện Đại Hoang hay không? Chiến tranh tại Đại Hoang đã chuẩn bị đến thời khắc cuối cùng, tùy thời chuẩn bị khởi xướng vây công. Nếu như xí thiên giới nhúng tay, chuyện rất có thể sẽ xuất hiện biến cố. Chúng ta đi bái phỏng bá vương phủ. Hoàng Kim Sư Tử giận dữ rời khỏi, cùng nhị hoàng tử tiến về bá vương phủ. Nhưng, khi bọn hắn đuổi tới nơi đó, lại xuất hiện một màn ngoài ý muốn. Cửa phủ của bá vương phủ sớm đóng lại, chỉ có hai thủ vệ đứng ở nơi đó nghênh đón. Bá vương có chuyện quan trọng cần xử lý, đã vào xí thiên giới. Các vị quý khách, xin mời tới lữ điếm nghỉ ngơi trước. Hoàng Kim Sư Tử cùng nhị hoàng tử trao đổi ánh mắt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng lên. Ngay cả bá vương phủ cũng đóng cửa không thấy, khẳng định là đã được xí thiên giới an bài. Khương Phàm đã cùng xí thiên giới hợp tác rồi. Làm sao hắn làm được? Đám người theo sát tới đều nghị luận ầm ĩ, quá ngoài ý muốn, thật không dám tin, đây cũng không giống như là bá vương phủ đang diễn xuất. Trước tiên hãy ở lại. Hoàng Kim Sư Tử không có kỳ vọng tùy tiện liền mang đi Khương Phàm được, thế nhưng chí ít cũng có thể có cơ hội mặt đối mặt đàm phán. Sắc trời dần tối, bọn hắn tìm tới lữ điếm dàn xếp lại, phân phó các tùy tùng đi ra nghe tình huống, điều tra thêm rốt cuộc là thế nào. Nhưng, bên ngoài đột nhiên rối loạn lên. Một nam tử độc nhãn trong lúc hỗn loạn đã xông đến gian phòng của bọn hắn, khóe miệng cũng cong lên. Tìm ta! Khương Phàm! Bọn người nhị hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy, tên điên này tự đưa mình tới cửa. Bắt lấy! Hoàng Kim Sư Tử vừa hóa thân hình người. Lập tức trở lại dạng yêu thú, hình thể khổng lồ nương theo kim quang mênh mông, chấn vỡ nát cả gian phòng. Đều chán sống rồi sao? Khương Phàm giơ cao tay phải lên, hai viên cấm nguyên châu nở rộ ánh sáng kỳ diệu. Tất cả dừng tay, đó là cấm nguyên châu. Nhị hoàng tử đương nhiên nhận biết cấm nguyên châu, lập tức ngăn đám người lại. Không có lệnh của ta, hôm nay ai cũng không đi ra khỏi căn phòng này được. Khương Phàm nắm chặt cấm nguyên châu. Uy hiếp người trong và ngoài phòng. Hoàng Kim Sư Tử cưỡng bức lùi về hình người, tuy nhiên vẫn duy trì đầu sư tử, cường thế giằng co với Khương Phàm. Ngươi cũng dám tự mình tới đây, thật to gan. Khách tới nhà, ta làm chủ tử, sao có thể không đến? Ngươi tính là chủ tử gì, coi như là kết giao với hung linh hầu phủ, thì chính là người của xí thiên giới rồi. Không nghĩ tới ngươi còn có thời điểm ngây thơ như thế. Ha ha! Thấy rõ ràng lại nói tiếp. Khương Phàm lấy ngọc phù bên hông xuống. Đây là cái gì? Nhị hoàng tử khẽ nhíu mày.
Hoàng Kim Sư Tử lại kinh hô. Ngọc Phù trưởng lão của Xí Thiên Giới. Khương Phàm cười nói. Bạch Ngọc Viền Vàng, trưởng lão tứ đẳng, hôm nay vừa phủ lên, các ngươi tới thật là đúng lúc. Trưởng lão tứ đẳng là cái gì? Nhị hoàng tử có một dự cảm không tốt. Xí Thiên Giới đã tiếp nhận ngươi. Hoàng Kim Sư Tử khó có thể tin được mà nhìn Ngọc Phù. Hôm nay vừa mới phủ lên, trách không được Triệu Thế Hùng cường thế như vậy, trách không được Bá Vương phủ tránh né mà không thấy, thì ra Khương Phàm đã là người một nhà với bọn hắn. Nhị hoàng tử gấp. Mau nói đi, trưởng lão tứ đẳng là cái gì? Xí Thiên Giới chia làm trưởng lão ngoại bộ cùng trưởng lão nội bộ, trưởng lão ngoại bộ đều là thân phận cung phụng, trưởng lão nội bộ thì là người một nhà, chia làm 5 đẳng cấp. Trưởng lão tứ đẳng thuộc về cấp bậc đỉnh cấp đại tông sư, địa vị tôn quý, được Xí Thiên Giới bảo hộ, nói cách khác. Chúng ta không thể đụng vào hắn. Hoàng Kim Sư Tử làm thế nào cũng đều không có nghĩ đến mục đích thật sự của Khương Phàm khi tới đây, lại là chạy danh phận trưởng lão Xí Thiên Giới. Càng không có nghĩ tới, Xí Thiên Giới lại tiếp nhận cái tên điên cuồng này. Trận vây bắt đại hoang đã sắp bắt đầu tới thời khắc đặc thù, chẳng lẽ Xí Thiên Giới không sợ làm cho người khác hiểu lầm sao? Đầu tiên là tiếp thu Ly Hỏa Thánh Chủ, không tiếc đắc tội Thánh Địa Trung ương. Bây giờ lại tiếp nhận Khương Phàm, hoàn toàn không để ý cái nhìn của các phương. Xí Thiên Giới gần đây rất sao động nhỉ. Tốt thay cho Khương Phàm ngươi. Sắc mặt nhị hoàng tử triệt để âm trầm xuống. Vừa rời khỏi Thánh Địa, lại tìm tới Xí Thiên Giới làm nơi nương tựa. Thanh danh của Thánh Địa là đặc thù, thực lực không quá mạnh. Thanh danh của Xí Thiên Giới lại là càng đặc thù, thực lực càng cường đại, lực ảnh hưởng tại toàn bộ Nam Bộ đuổi sát hai đại hoàng đạo ở Tây Nam, Đông Nam. Vậy phải làm sao bây giờ? Khương Phàm nắm cấm Nguyên Châu, đi đến gian phòng, tùy tiện kéo ghế bên cạnh qua, nghiêng chân ngồi xuống. Muốn bắt ta sao? Không có cơ hội, nhất là ngươi, sư tử con. Ta là sư vương tương lai. Hoàng Kim Sư Tử tức giận, cái gì sư tử con, khốn kiếp, ta nhỏ chỗ nào? Trấn Nam Yêu Quốc trước đó là có mối quan hệ khá tốt với Ly Hỏa Thánh Địa, bây giờ Ly Hỏa Thánh Địa đã sửa lại chủ nhân, các ngươi bất đắc dĩ, chỉ có thể qua lại với Xí Thiên Giới. Nhưng bây giờ mối quan hệ đã không còn vững chắc, nếu như lại khiêu chiến ta, chẳng phải là các ngươi đang tự tìm đường chết. Ngươi vừa mới vào Xí Thiên Giới, đừng nghĩ mình quá quan trọng. Ta có quan trọng hay không, ngươi rõ ràng nhất, nếu Xí Thiên Giới đã tiếp nhận ta dưới loại tình huống này, chính là nhìn chúng tiềm lực của ta. Mấy năm sau, ta liền sẽ là đan thánh, lại còn là thiên phẩm đan thánh. Mấy chục năm sau, ta thậm chí có thể trở thành thánh nhân, tại Xí Thiên Giới có được một chỗ cắm rùi. Mà ta có thể đi đến Xí Thiên Giới, toàn do Hung Linh Hầu Phủ tiến cử, nói cách khác ta đã kết giao với phái Triệu Gia phe, cùng phe phái Đổng Gia. Ngươi nói tương lai của ta, sẽ quan trọng như thế nào ở Xí Thiên Giới? Đương nhiên, các người đường đường là hoàng tộc, vẫn có thể nghĩ biện pháp tiếp tục có được đan dược từ Xí Thiên Giới, nhưng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Thế nhưng, thay mạch suy nghĩ, nếu như các ngươi qua lại với ta, không chỉ có thể mượn cơ hội này xâm nhập kết giao Xí Thiên Giới, còn có thể tiếp tục vững liên quan cùng Ly Hỏa Thánh Địa giữ mới. So sánh cả hai, ngươi dùng 4 cái đầu của ngươi ngẫm lại, là bắt ta, hay là đứng ở bên cạnh ta? Hoàng Kim Sư Tử cao ngạo nhấc đầu lên trầm mặc. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Khương Phàm tiến vào Xí Thiên Giới, khẳng định là sẽ nhận được bồi dưỡng, địa vị tương lai càng là khó có thể tưởng tượng được. Nếu như Khương Phàm thật có thể kết giao đến một nửa phe phái, cũng tất nhiên có thể ảnh hưởng đến thái độ của Xí Thiên Giới đối với Trấn Nam Yêu Quốc. Mà, mặc dù Khương Phàm đã rời khỏi Thánh Địa, thế nhưng quan hệ cùng Vô Hồi Thánh Địa và Ly Hỏa Thánh Địa đều còn ở đó. Triệt để đắc tội Khương Phàm, tương đương với đắc tội Xí Thiên Giới cùng Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ. Trấn Nam Yêu Quốc từ đây về sau, liền sẽ đứng trước nguy hiểm cạn lương thực. Thế nhưng nếu như tạo mối quan hệ thì sao, chẳng khác nào tạo mối quan hệ với Xí Thiên Giới cùng Ly Hỏa Thánh Địa, muốn cầu đan đến đâu liền có thể cầu đến đó. Nhị hoàng tử xem xét là lạ, tranh thủ thời gian liền muốn ngăn cản, lại bị Khương Phàm nơi đó vượt lên trước một bước. Cổ Hoa hẳn là đã cho các ngươi rất nhiều hứa hẹn. Nhưng bọn hắn là hoàng tộc phương Bắc, đánh xong một trận liền sẽ muốn rút lui, các ngươi lại phải sinh sống mãi tại Nam Bộ. Vì chút lợi cực nhỏ, gãy mất tương lai của mình. Đáng sao? Sư huynh, không được bị hắn mê hoặc, Xí Thiên Giới khẳng định chỉ là thu hắn,
sẽ không nhúng tay vào sự kiện đại hoang, chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt Kiều gia cùng ác nhân gốc, số lượng lớn tài nguyên sẽ được phân chia, nhất là vị thánh nhân Kiều gia kia, chúng ta tuyệt đối cho các ngươi cả bộ thi thể. Nhị hoàng tử tranh thủ thời gian khuyên can. Nhưng, Hoàng Kim Sư Tử càng quả quyết hơn so với Khương Phàm tưởng tượng, con mắt xoay chuyển, cởi mở cười to, triệt để trở mặt. Chúc mừng Khương huynh đệ gia nhập Xí Thiên Giới, sau này chúng ta đều là bằng hữu hoàng tộc, phải lui tới nhiều hơn rồi. Đó là đương nhiên. Khương Phàm cũng cười đáp lại. Hoàng Kim Sư Tử, các ngươi muốn trái với hiệp nghị sao? Nhị hoàng tử bỗng nhiên biến sắc. Quá đột nhiên, đầu hắn đều ông ông. Giữa chúng ta có hiệp nghị gì? Hoàng Kim Sư Tử liếc mắt nhìn hắn, bốn cái đầu đều đang cười lạnh. Nếu như Khương Phàm chỉ là đệ tử thánh địa bị đuổi đi, Trấn Nam Yêu Quốc không hề cố kỵ, hoàn toàn có thể làm ước định lợi ích muốn làm gì thì làm, nhưng Khương Phàm lại đột nhiên trở thành trưởng lão của Xí Thiên Giới, cục diện liền thay đổi hoàn toàn. Mặc kệ Xí Thiên Giới có nhúng tay vào sự kiện đại hoang hay không, chỉ cần Khương Phàm tiến vào Xí Thiên Giới, tương lai nhất định sẽ trở thành thiên phẩm đan thánh, hơn nữa còn là do Hung Linh Hầu tiến cử, lực ảnh hưởng tại Xí Thiên Giới càng lớn hơn. Trấn Nam Yêu Quốc bọn hắn đang cố gắng tranh thủ hợp tác với Xí Thiên Giới, há có thể bởi vì chút lợi ích này, mà hủy cả tương lai. Ngươi! Nhị hoàng tử rất muốn mắng to, nhưng lại cố kiềm nén lại. Khương Phàm mỉm cười nói. Sư huynh bây giờ hẳn là vội vã về Yêu Quốc, vậy ta không giữ ngươi lại nữa, chờ lần sau ngươi trở về, ta khẳng định sẽ xếp đặt yến hội tại Bá Vương Chiến Quốc. Bốn cái đầu của Hoàng Kim Sư Tử cũng hơi sững sờ, vội vã về nước. Đây là đuổi ta đi. Không còn bàn bạc điều kiện. Tuy nhiên nó phản ứng coi như nhanh, lập tức hiểu được. Các phương đã sắp bắt đầu vây bắt, Thánh Sư Trấn Nam Yêu Quốc cũng đã xuất quan, đây là đang nhắc nhở hắn nhanh đi về ngăn lại. Vậy trước hết ta xin cáo từ, chờ ta trở về, Khương huynh phải bày yến hội thật to cho ta đấy. Hoàng Kim Sư Tử cũng mịt mờ nhắc nhở Khương Phàm, không để ý nhị hoàng tử đang mãnh liệt phản đối, trực tiếp mang theo đội ngũ rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại có nhị hoàng tử và Khương Phàm, còn có các cường giả cổ hoa sắc mặt khó coi đang sẵn sàng chiến đấu. Bầu không khí trở nên khẩn trương, lại lộ ra mấy phần xấu hổ cùng quái dị. Trong lòng nhị hoàng tử đã uất ức tới cực điểm, cao điệu giáng lâm đến Bá Vương Chiến Quốc, kết quả người ta ngay cả mặt cũng không thấy, đang nghĩ ngợi phải giải quyết vấn đề như thế nào, kết quả minh hữu lại làm phản. Vượt qua địa vực làm việc, là khó khăn như thế sao? Mẹ nó, cho ta chút mặt mũi đi chứ. Nhị hoàng tử cắn răng nói. Khương Phàm, đừng vui mừng quá sớm, coi như không có Trấn Nam Yêu Quốc, Kiều gia và Vô Hồi Thánh Địa cũng trốn không thoát. Ngươi cho rằng rút lui chỉ là Trấn Nam Yêu Quốc, Trấn Nam Yêu Quốc vừa rút lui, tất cả thế lực Nam Bộ đều sẽ muốn rút lui. Lực lượng liên minh khí thế hung hăng các ngươi đây, tương đương với việc đã tan rã một nửa. Ngươi đánh giá quá cao bọn hắn rồi. Cổ hoa thánh tổ thứ ba của chúng ta đã tới, còn có thánh tổ thứ năm, ba vị bán thánh, lại phối hợp thánh tổ của Chí Tôn Kim Thành, đủ để san bằng đại hoang. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Hừ, chờ xem. Nhị hoàng tử giận dữ rời khỏi, nếu không mang Khương Phàm đi được, vậy mang toàn bộ tinh lực phóng tới bên trên việc vây bắt Kiều gia cùng ác nhân cốc. Chậm đã, ta để cho ngươi đi rồi. Ngươi còn muốn giết ta, ngươi không dám. Mặc dù Xí Thiên Giới có thể bảo hộ ngươi, nhưng tương tự cũng hạn chế ngươi. Giết ngươi, ngươi quá đề cao mình, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mời ngươi đến Hung Linh Hầu phủ làm khách. Ngươi có ý gì? Ngươi nói xem là ý gì? Thời điểm hôm nay ngươi bái phỏng, Hung Linh Hầu phủ bởi vì nguyên nhân đặc biệt nên không thể tiếp đãi, mất cấp bậc lễ nghĩa, cảm giác áy náy sâu sắc. Đêm nay đặc biệt nhờ tiểu hầu gia tự mình đến mời. Khương Phàm vừa dứt lời, bất chợt sát khí lạnh thấu xương từ bên ngoài xông vào tàn phá gian phòng. Triệu Thế Hùng mang theo số lượng lớn cường giả, ngăn ở ngoài cửa. Xin mời nhị hoàng tử cổ hoa, đến Hung Linh Hầu phủ làm khách. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Nhị hoàng tử đã hiểu, đây là muốn cưỡng ép giam bọn hắn. Mời đi, nhị hoàng tử. Trong ánh mắt Khương Phàm lộ ra uy hiếp. Hắn bây giờ còn đang trong kỳ khảo sát của Xí Thiên Giới, xác thực không thể nào lại gây tai họa được, nhưng mời khách dự tiệc cũng có thể mà. Nếu như ta không đi,
Nhị hoàng tử nằm mơ cũng đều không có nghĩ đến, người không mang đi, Minh Hữu thì làm phản, còn mình thì bị bắt ép. Nơi này là bá vương chiến quốc, chúng ta biên cố sự gì, bên ngoài sẽ truyền tin tức đó. Chỉ cần ngươi không muốn cõng tội danh khiêu khích chiến quốc bị cưỡng ép bắt lấy, liền ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Khương Phàm cùng Triệu Thế Hùng đụng chút ánh mắt. Triệu Thế Hùng cao giọng nói. Xin mời nhị hoàng tử, đến Hung Linh Hầu phủ dự tiệc.